Tiềm Long Đại Lục nhân tiên yêu cùng nhau chung sống nhưng mỗi cái đều có giới hạn của nó. Phía đông là hồng hoang vô biên, nơi hoang dã của tộc Manji, nơi vui đùa của yêu thú. Hải vực phía nam lại là cấm địa của người tu tiên tu ma. Nhân loại chiếm phía tây phân chia thành ba quốc gia với sự duy trì của tiên ma. Cường thịnh nhất là Sở Quốc, với võ lực cao nhất ở Tiềm Long Đại Lục chính là người tu tiên. Một phàm nhân muốn tu luyện thành tiên phải trải qua vô số kiếp nạn. Muốn đạt tới cảnh giới thiên tiên 10 cửa không được bỏ sót cửa nào. Để đạt tới cảnh giới đó sẽ gặp 49 đạo thiên kiếp, nếu không vượt qua sẽ phải hôi phi yên diệt. Tại Trấn Đông Vương Phủ, Tần Vũ nhỏ tuổi không hiểu lời của 12 lão sư tử y trưởng lão nói với cha mình. Mà Trần Đức nghe đến các trưởng lão nói đan điền con trai quái dị bẩm sinh không thể tích tụ nội lực, liền dẫn hắn đến nơi ở của Thượng Tiên xin giúp đỡ. Tần gia Thượng Tiên Phong Ngọc Tử cũng khó có thể giúp đỡ, dù sao Thượng Tiên cũng không phải vạn năng không thể nghịch thiên được. Con trai không còn hy vọng, Tần Đức bèn để Tiểu Vũ ở lại Vân Vũ Sơn Trang. Xuân hạ thu đông qua đi, Tiểu Vũ nhỏ tuổi cô đơn lẻ bóng sống trong sừng trang nhỏ. 2 năm sau, Tiểu Vũ rất chờ mong đến ngày phụ vương tới thăm nó, rất vui vẻ muốn chạy lên đỉnh núi. Liên Ngôn Gia Gia gọi nhóc lại đưa cho nó một con chim, vốn dĩ còn vui vẻ trêu đùa nghe thấy là chim lạc đàn. Tiểu Vũ liền bế nó lên xin lỗi, còn đặt tên Tiểu Hắc rồi dẫn nó đến hành cung. Liên Ngôn nhìn đứa nhỏ hồn nhiên chạy đi cảm thán, vương gia cũng thật cứng rắn, đem một mình Tam Điện Hạ ném ở núi sâu. Phía cậu nhóc, nó cùng chim Tiểu Hắc đứng tại hành cung đợi phụ vương tới, còn kể về hai vị ca ca của mình. Tiểu Vũ Nhi đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy người đâu, còn mơ thấy phụ vương chỉ quan tâm đến hai ca ca bỏ rơi mình. Khi nó tỉnh dậy quả thật phụ vương không có tới, chỉ đành buồn bã một hồi rồi thôi. Nhóc con cùng Tiểu Hắc chơi trong rừng, chợt một tiếng kêu cứu vang lên, hai huynh muội Thiết Sơn cùng Thiết Tiểu Lộ bị yêu thú Thụ Lang tấn công vội vàng bỏ chạy. Nhóc Tiểu Vũ chạy đến thấy vậy dùng cái đầu cứng trọi luôn yêu thú, may mắn có tử sĩ đi theo âm thầm bảo vệ nên mới không sao. Sau khi ba người làm quen, nhóc con muốn chạy tới Thiết Gia thôn chơi liền cùng hai huynh muội xuống núi. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa hiểu việc đời, Tiểu Vũ hồn nhiên vui vẻ chơi đùa cùng huynh muội Thiết Gia đến lúc ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thấy Hắc Thúc cưỡi thú đến đón báo đại ca và nhị ca hắn đến đang ở Sơn Trang chờ, lập tức cùng Hắc Thúc trở về tại suối nước nóng của Sơn Trang. Tần Vũ cùng nhị ca Tần Chính và đại ca Tần Phong vui vẻ chơi đùa bên trong ôn tuyền. Chưa được bao lâu nó đã phải tạm biệt hai vị ca ca, tiễn hai người đi, Trần Vũ không nhịn được nữa chạy vào bên trong vừa khóc vừa nghĩ. 5-6 tuổi nó nhớ trong tiểu viện yên tĩnh 12 lão sư nói nó không thể trở thành kẻ thượng vị. Sau này Phong Bá Bá cũng nói đan điền của nó có vấn đề, không thể tích tụ nội lực, không thể tu luyện nội công. Sau đó nó được dẫn tới Vân Vũ Sơn Trang, phụ vương cũng không còn coi trọng quan tâm nó nữa. Trần Vũ cũng tò mò hỏi Liên Gia Gia ý nghĩa của đan điền và kẻ thượng vị là gì. Nó nghĩ nó đã hiểu rõ lý do vì sao phụ vương không còn coi trọng nó nữa. Tiểu Vũ vừa không am hiểu về văn như nhị ca, lại không giỏi võ thuật như đại ca, đứa nhỏ vừa khóc vừa ước nguyện với sao băng. Nó cũng muốn giống như đại ca và nhị ca, muốn được ở bên cạnh phụ vương, bất kể muốn nó làm cái gì cũng đều nguyện ý. Chỉ cần bản thân không bị bỏ mặc là được. Nhóc Tiểu Vũ vội vàng quay về gặp Liên Gia Gia nói mình muốn tu luyện. Ông lão vui vẻ giải thích cao thủ có thể chia làm 3 giai đoạn. Hậu thiên cao thủ, thượng tiên cao thủ và thượng tiên, mà khoảng cách giữa các giai đoạn là một trời một vực. Trở thành hậu thiên cao thủ không khó, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Trở thành tiên thiên cao thủ, một là đạt tới cảnh giới hậu thiên đại viên mãn, hai là phải lĩnh ngộ tất cả thiên đạo tự nhiên. Tiên thiên cao thủ vẫn là người phàm xác thịt, còn thượng tiên ngự kiếm cao quý, ngay cả đế vương nhân loại cũng phải hành lễ. 300 năm nay cả Sở Vương Triều chỉ có 3 thượng tiên, một trong số đó là Phong Bá Bá của Tiểu Vũ. Muốn trở thành thượng tiên phải đến tiên đảo phía nam trải qua nguy hiểm trùng trùng, cuối cùng chỉ có ít người thành công. Mà Trần Vũ đan điền bẩm sinh không thể tích lũy nội công, có lẽ chỉ tu luyện được ngoại công. Dù có khó khăn như nào nó cũng nhất định phải cố gắng tin tưởng vào chính mình. Tại Vương Phủ, Trần Đức lệnh cho Tham Mưu Từ Nguyên lấy tất cả bản sao ti luyện nội công và ngoại công đưa đến Vân Vũ Sơn Trang. Tại Vân Vũ Sơn Trang, Tiểu Vũ nhìn 8 vị cao thủ ngoại công, nếu chỉ có thể chọn một người vậy thì nhóc muốn xem cả 8 biểu diễn chiêu thức. Vậy thì sau khi xem xong nhóc mới có thể chọn được một người vừa ý để học. Sau cùng Tiểu Vũ chọn tướng quân Liệt Hổ Quân Triệu Vân Hưng. Vì Liên Gia Gia từng kể cho cậu chuyện nghe gió bất động mà chỉ có ngài ấy mặt không biến sắc khi Thái Sơn sụp đổ. Sau đó ông lại đưa cho cậu chiếc hộp chứa đựng mật tịch võ công. Liên Gia Gia vừa nhắc cậu nhóc chiếc hộp có cấu tạo đặc biệt, khởi động sai cách sẽ tiêu hủy bí mật bên trong thì nó đã mở một phát ra rất nhanh rồi. Tiểu Vũ thử ngồi tu luyện nhưng thử cách nào cũng không thể nào tích lũy được chút nội công. Nội công không được thế thì thử ngoại công vậy. Nó nhất định không chịu thua số phận, trở thành người đầu tiên dựa vào ngoại công đạt thành tiên thiên ở Tiềm Long Đại Lục. Hôm sau Tiểu Vũ bị sư phụ phạt đến muộn, phải chạy từ Vân Vũ Sơn Trang đến chân núi rồi quay lại. Đến khi chạy xong vì tốc độ quá chậm, nhóc con lại bị sư phụ bắt dốc hết sức chạy lên núi. Dù chạy đến tê cả chân mệt thở như chó vẫn phải chạy tiếp đến tháp Bắc Uyển rồi lại đến Hoa Viên Đông Uyển. Tiếp tục chạy quanh đại điện 10 vòng rồi đến sân luyện võ.
Đầu hạ sau bao cố gắng cuối cùng nhóc con cũng có thể khắc phục cực hạn sinh lý. Cứ thế ngày này qua tháng khác với sự huấn luyện nghiêm khắc gian khổ của sư phụ, Tiểu Vũ ngày càng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cũng ngày càng thích cảm giác vượt qua cực hạn, tận hưởng niềm vui của việc luyện võ. Nhóc Tiểu Vũ hôm nay lại gặp phải yêu thú Thụ Lang, sau một hồi bị nó rượt đuổi mới nhận ra ngày đó mình quả thật ngây thơ, cứ nghĩ đầu mình cứng mới đập chết được nó. May mà có tướng quân Triệu Vân Hưng ở đó cản lại con quái, mà nhóc biết được bản thân thực lực con yếu thì càng nỗ lực hơn. Thời gian qua đã qua một năm, tướng quân phải trở về quân doanh. Trước khi đi, ông còn dặn dò học trò nhỏ: ý chí của Tam Điện Hạ rất kiên cường, phải nhớ thượng cùng Bịch Lạc Hạ Hoàng Tuyền trao luyện Cửu Thiên Vượt Long Môn. Nhớ lại ký ức lúc sư phụ huấn luyện mình, Tiểu Vũ dù rất buồn nhưng cậu nhóc hứa nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Tại Thiết Phong Thành, tướng quân Triệu Vân Hưng trở về gặp vương gia Trần Đức phục mệnh. Tam Điện Hạ rất nỗ lực khắc khổ, nghị lực mạnh mẽ, lại có Ôn Tuyền và Dược Thiên tẩm bổ. Chỉ cần tiếp tục kiên trì vẫn có hy vọng đạt tới cực hạn ngoại công, chỉ là thời gian phải tận 30 năm. Trần Đức vương gia nghe đến đó thì đành phải thở dài. Dù không có sư phụ giám sát bên cạnh, Trần Tiểu Vũ vẫn cứ tiếp tục kiên trì luyện tập đột phá cực hạn. Nằm ngắm sao trời, nhóc con vẫn luôn làm theo phương pháp tu luyện sư phụ chỉ dạy. Thân thể này một mạnh khỏe nhưng tốc độ tiến bộ lại rất chậm. Có lẽ cần phải tìm thêm phương pháp mới có thể đột phá. Trong khi nó ngồi lựa chọn xem nên chọn vị lão sư nào để học tiếp, chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Đã luyện cực hạn hơn một năm, thân thể mạnh hơn quá khứ. Thế là nó thử tu luyện lại xem đan điền có đột phá gì hay không. Quả nhiên thân thể mạnh khỏe, hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn không ít, thế nhưng vẫn cứ thất bại. Tuy đan điền vẫn không thể nào tu luyện nội lực nhưng cơ thịt và xương cốt bắt đầu có thể thu thập năng lượng tản mạn khắp nơi. Một năm khổ luyện quả nhiên không phí hoài. 3 năm sau, Tần Vũ giờ đã trở thành một thiếu niên, còn chạy đến muốn đấu lại với yêu thú Thụ Lang. Mà có vẻ như con yêu thú cũng nhận ra thằng nhóc năm nào đây mà đã không muốn chấp nhặt, định bỏ đi thì bị thiếu niên nắm đuôi. Đã thế thì cả hai lại phải bem nhau thêm một trận nữa vậy. Không lãng phí thời gian thêm nữa, Tiểu Vũ thử tiến nhập thế giới gió, lĩnh ngộ thân pháp mới thử xem sao. Cuối cùng Trần Vũ sau bao năm cũng đánh bại được nó. Hừm, xong việc rồi, về nhà thôi. Trên đường chạy về, nhóc đặt tên cho công pháp mình sáng tạo là Bắc Đầu Thất Tinh Nguyệt Quang Vũ. Tại Trấn Đông Vương phủ thư phòng của Trần Đức, ông đọc thư liên gia ra viết: ba vị cao thủ bảo vệ cho Tam Điện Hạ đã không còn theo kịp tốc độ thân pháp, Tiểu Vũ không thể bảo vệ cho Điện Hạ được nữa. Dù ông rất ngạc nhiên nhưng lẫn trong đó có vui mừng, cuối cùng thằng con mình rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày dỗ Tịnh Di, ông hy vọng có thể nhanh chóng cáo tế linh hồn nàng trên trời. Ở Vân Vũ Sơn Trang, bãi tu luyện, thiếu niên luyện tập oánh nhau với khôi lỗi, lợi dụng điểm yếu trên cơ thể người cùng tâm lý của đối thủ. Ngoài ra còn có binh khí, nhóc Tiểu Vũ chọn đoản kiếm, độc đến Vu Thị Nhất Kiếm. Năm đó đệ nhất sát thủ của tổ chức Thích Khách Thiên Võng sát thủ Vu Thị trước nay chưa từng thất thủ. Nhóc còn đang tiếc quyển sách lại không ghi chép, kiếm phổ thì chó ngáp phải ruồi mở được phong ấn. Một bóng người hiện lên, hóa ra Vu Thị chỉ có thể dùng cách này để truyền thụ lại kiếm pháp, bởi lẽ sát khí của Vu Thị Nhất Kiếm quá nặng, phương thức tu luyện tàn khốc quỷ dị, không thể để kẻ đại gia đại ác học được. Đầu tiên là dùng kiếm đâm nát tử thi cho đến khi nhắm mắt có thể dễ dàng đâm trúng điểm yếu trên cơ thể. Sau đó bắt đầu không ngừng giết người cầu tinh tiến. Vì phương pháp phi nhân tính này mà Vu Thị Nhất Kiếm có được sát khí quỷ dị hại người nhất. Kiếm pháp rất đơn giản, gồm 2 chiêu tàng kiếm và xuất kiếm. Ý là thu phóng làm sao để người không kịp phản ứng đó. Phương pháp luyện kiếm biến thái vốn cả lài nhưng 2 chiêu này học vẫn là có ích. Tiểu Vũ liền luyện theo cơ, mà cậu cần có một binh khí chắc chắn hơn. Đã lâu rồi nhóc mới lên đây ngắm sao cùng Tiểu Hắc, nó biết mấy năm nay phụ vương khổ cực thực hiện kế hoạch của ông nên mới không có thời gian đến thăm. Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm của ông Bô. Hai đại ca cũng đang giúp phụ vương, chỉ có nó vô ưu vô lo ở Vân Vũ Sơn Trang này. Nhìn mưa sao băng rơi, Tiểu Vũ nói với bản thân nhất định sẽ có một ngày nhóc vượt xa bọn họ. Tiểu Vũ muốn đến Viêm Kinh một chuyến lấy Ngư Trường Kiếm của vương phủ về, như vậy uy lực của Vu Thị Nhất Kiếm sẽ tăng vọt. Hôm sau đứa nhỏ cưỡi ngựa đi xuống Thiết Gia thôn gặp Đại Sơn Tiểu Lộ. Nửa năm không gặp, Tiểu Lộ đã lớn hơn rồi, biết được Tiểu Vũ muốn đi Viêm Kinh, Đại Sơn liền nhờ đứa nhóc tìm cho hắn một chiến đao tốt. Mà tiểu cô nương thì muốn có một con búp bê vải. Xong việc, nhóc con lên ngựa rời đi. Tại Viêm Kinh thành, Trấn Đông Vương phủ hộ vệ trông cửa thấy Tam Điện Hạ trở về khá kinh ngạc, vội vàng hành lễ. Tần Gia Cát Mâu đại tổng quản chạy đến ôm chặt lấy Điện Hạ đã lâu không gặp của mình. Lần này về Điện Hạ chỉ là muốn lấy thanh kiếm tốt, ông liền đưa nó đến cấm địa của vương phủ, tất cả những binh khí tiên phẩm trở lên đều được cất giữ trong đó. Sau khi Tiểu Vũ cầm lấy Ngư Trường Kiếm, mình muốn bèn nhờ Cát Mâu tìm thêm một thanh Huyền Thiết chiến đao tới. Cát Mâu cười ha hả khi nghe đến tìm con búp bê cho Tiểu Điện Hạ rồi rời đi. Tiểu Vũ thử một chút, quả nhiên Ngư Trường Kiếm và Vu Thị Nhất Kiếm có sự phối hợp trời định. Người dân của Thiết Gia thôn đang vui vẻ cày bừa thì mã tặc tới, họ vội vàng bỏ chạy. Tiểu Vũ trở về thấy mã tặc nhanh chóng phi ngựa tới cứu hai huynh muội, đáng tiếc Tiểu Lộ vẫn là mất một cánh tay. Hắc Phong chạy Tam đương ra Bạch Tam đi đến cợt nhà.
Nhìn những người vừa rồi còn cười nói nay đã nằm la liệt trên mặt đất, nhóc con phẫn nộ để mã tặc nhanh tấn công mình. Rất nhanh nhóc đã giết chết tam đương gia Bạch Tam đó. Mấy tên Lâu La khác thấy thủ lĩnh đã chết liền tháo chạy. Địa Sơn trách Tiểu Vũ vì sao không giết hết mấy tên Lâu La kia đi, nếu thế chúng sẽ không thể hại những người khác nữa. Tối đó Tiểu Vũ nhìn hai anh em nhà này buồn bã nói để đợi trời sáng hãy đưa Tiểu Lộ tới Vân Vũ Sơn Trang chữa vết thương. Nhóc cũng muốn để Địa Sơn và em gái chuyển đến Sơn Trang ở như mình. Đột nhiên tiếng nói từ ngoài vọng vào, mã tặc lại đến rồi, lần này người tới là đại đương gia Hắc Phong trại Ô Đoàn, chúng bắn cung tên lửa đốt cháy cả thôn làng. Nhìn cảnh tượng này Tiểu Vũ nhận ra bản thân mình đã nghĩ sai rồi. Lẽ ra mình không nên tha cho cái bọn người địa gian đại ác này, lẽ ra nó nên nghe theo phụ vương không nên tùy tiện lương thiện. Tiểu Vũ cùng Đại Sơn đối mặt với Ô Đoàn. Ô Đoàn cho mấy tên Lâu La đi giết thôn dân xung quanh còn mình thì đứng tại chỗ. Nhóc con để Đại Sơn mau lên ngựa ngăn cản còn bản thân thì lao vào combat với tên thủ lĩnh. Giao chiến vài chiêu đứa nhỏ đã cảm nhận được sự đáng sợ của Ô Đoàn. Chắc hẳn phải cùng đẳng cấp với bát đại cao thủ ngoại công trước đây. Nó căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, thôi thì thay đổi chiến lược giết mấy tên Lâu La rồi tính vậy. Ô Đoàn đuổi bắt Tiểu Vũ nhưng không được, bèn gọi lão nhị ra để hai thằng bao vây Tần Vũ. Đứng trên cao, Tiểu Vũ nhắm mắt nghĩ thực lực của tên lão đại đã đến cực hạn hậu thiên. Còn tên lão nhị võ công cũng cao hơn mình. Bất luận tên nào bản thân cũng không được giao thủ chính diện với chúng. Vốn còn muốn tránh né đòn tấn công nhưng lại bị uy hiếp. Nếu cậu cứ tiếp tục né như vậy, những thôn dân xung quanh sẽ bị giết chết vô tình. Đứa nhỏ hạ xuống đứng tại chỗ dùng hai tay đỡ đao, đáng tiếc vẫn là trúng một đấm. Tiểu Vũ mặc kệ tiếng hét mau chạy của Địa Sơn, cứng rắn chống đỡ đòn đánh của lão đại. Đợi hắn ta mất cảnh giác, một chiêu xuất kiếm của Vu Thị kiếm pháp lấy mạng lão đại. Lão nhị lao đến cũng bị ngư trường kiếm cắt cổ. Sau khi cảm ơn Tiểu Hắc đã bay lượn trên không nhắc nhở mình, cậu nghĩ có lẽ mình nên thay đổi phương pháp tu luyện. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, cậu bé Tiểu Vũ năm nào đã thành thiếu niên 16 tuổi, còn Tiểu Hắc chim bé nhỏ thành chim siêu to khổng lồ. Trở về Sơn Trang sau mấy tháng biến mất, thiếu niên vội vàng tháo bỏ đai tay chạy đến chào hỏi Liên Gia Gia. Qua mấy ngày nữa Vương Gia sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Tiểu Vũ, tất cả nhân vật quan trọng Tiềm Long Đại Lục đều sẽ đến. Đúng lúc này Thiết Tiểu Lộ muội muội đến, cậu đi tới xoa đầu nàng rồi cùng Liên Ngôn nói bản thân sẽ đi đây đó cho đến khi lễ trưởng thành mới trở về. Nói rồi thiếu niên nhanh chóng chuồn đi chuẩn bị đồ. Tại Hoa Dương cung, hoàng đế Sở Quốc Hạng quảng tay ôm mỹ nhân mà lại mơ thấy ác mộng. Giật tỉnh lại, lão ta lo sợ việc trong mơ sẽ xảy ra liền cho Ưng Câu Tị Nam đi điều tra rõ mục đích của Tần Đức. Lợi dụng lễ trưởng thành của con trai Tần Đức, ông ta để phái chân từ trà trộn vào Đông Quận nghe ngóng tình hình. Tại ngoại ô thành Viêm Kinh đường vắng, Si Tham hậu thiên đại viên mãn nói chuyện với Lưu Tinh sát thủ Thiên Võng Ngân Bài. Mục đích Lưu Tinh có mặt ở đây là để giết chết cái tên béo bất nam bất nữ này. Phía trấn Đông Vương phủ đang tổ chức lễ trưởng thành cho Tam Điện Hạ. Đại ca Tần Phong đứng ngoài đón khách rồi dẫn thượng quan đại nhân vào sảnh. Vương gia Tần Đức nghe Tần Chính nói Tiểu Vũ giờ này vẫn chưa về liền lo lắng không thôi. Hơn nữa còn có một tin chấn động là Sở Vương Hạng Quảng phái chân từ thâm nhập vào Đông Danh, theo cùng còn có huynh muội Nạp Lan. Xem ra Hạng Quảng không ngồi yên được nữa rồi, nhị ca lo lắng thằng em trai biến mất không chút tin tức, liệu có liên quan đến chuyện này không đây. Tần Đức cho rằng đứa con nhỏ của mình chỉ là người ngoài không đáng ngại, không lý nào bọn họ lại chọn hạ thủ trước. Nghe thấy Tần Phong báo thượng quan Hồng đến, ông cùng hai con trai đi tới đón tiếp. Phía ngoại ô thành Viêm Kinh, Lưu Tinh né tránh đòn công kích của đối thủ tiếp tục đập đồ béo này. Si Tham thấy đói phương khó ăn phết, bèn dùng kệ mẹ tuổi thọ có nguy cơ giảm sút xuất ra diệt hồn chảo. Diệt hồn chảo công kích liên tục như súng máy vào người Lưu Tinh, làm mặt nạ của hắn rơi ra. Tên béo này vô sỉ lén dùng tơ tằm diệt hồn của mình kéo thanh kiếm của đối thủ, đáng tiếc chính bản thân lại trúng bẫy của người trước mắt, một kiếm cứa đứt cổ. Hóa ra Lưu Tinh chính là Tần Vũ. Từng ấy năm hắn thực hiện câu nói giết một người sống được trăm người. Hồi Thiết Gia thôn bị mã tặc tấn công ấy thì quả nhiên tu luyện bằng thực tiễn mới có thể nâng cao chiến thuật sức mạnh. Tại trấn Đông Vương Xấu Thu phòng Thái Đức, Tần Đức mời Thượng quan Hồng đến phòng riêng uống trà. Vương gia muốn Thượng quan Hồng cùng mình liên thủ cùng nhau đoạt lấy thiên hạ Sở Quốc. Ông ấy có 80% nắm chắc cái chuyện này. Thượng quan Hồng uống một ngụm trà nói riêng khi tứ đánh Tây vực của Hạng Quảng có đến 80 vạn đại quân. Mộc gia phía Nam có 60 vạn mà tính cả hai Tần Đức và Thượng quan Hồng lại mới có 100 vạn, sao mà có chuyện 80% được. Vương gia cười cười, ông chỉ là muốn diệt nhà họ Hạng, sao có thể chỉ có chút thực lực biểu hiện bên ngoài vậy được. Phía Hắc Thủy Sơn Mạch Sơn Tạc chỉ cần cho chúng chút lợi ích là có thể giải quyết. Hơn nữa còn có 5 vạn liệt hổ quân lực chiến đấu sánh bằng 30 vạn đại quân. Còn có đội quân khác đóng ở những nơi đồng hoang vô biên tác chiến luyện tập cùng yêu thú. Tần Đức lấy hai quan đội Tây vực và hải quân phương Bắc quy thuận dưới trướng Thượng quan Hồng để ông ta mở rộng địa bàn vốn có, cuối cùng cả hai bên đạt thành thỏa thuận. Trời tối đã sắp đến giờ rồi mà nhân vật chính vẫn chưa trở về, làm đám người phía dưới xôn xao không thôi. Đúng lúc này có người báo Tam Điện Hạ đã về. Từ trên trời thiếu niên cưỡi thú Tiểu Hắc phi xuống,
Tiểu Vũ tạ lỗi với quan khách rồi cùng người trong phủ tổ tổ chức lễ trưởng thành. Thiếu niên cùng cha nói chuyện một lúc rồi cùng ông đến mật thất dưới lòng đất. Vương Gia Quyết nói ra kế hoạch của mình. Trước Sở Quốc, người đầu tiên thống nhất Tiềm Long Đại Lục là nhà Tần đại danh Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Mà Tần gia bọn họ chính là hậu duệ chân chính của Tần Thủy Hoàng. Tần bị Sở Diệt Thiên Hạ đều truy sát, cả tộc Doanh Thị tổ tiên đành đổi thành họ Tần. Nghe nói Tần Thủy Hoàng công lực cao cường đã đạt đến can giới thượng tiên. Cuối cùng lại bị tuyệt thế cường giả Tây Sở Bá Vương giết chết, cũng chính là hoàng đế đầu tiên của Sở Quốc Hạng Vũ. Năm đó chính Hạng Vũ giết chết Tần Thủy Hoàng. Sau đó dựa vào bốn quân Tây vực mà Hạng gia quản lý nhiều năm khởi binh làm loạn đoạt lấy thiên hạ của Tần Triều. Vậy nên những năm này Vương gia đều âm mưu lật đổ Vương Triều Sở, thân là con cháu họ nhất định phải tái hiện vinh quang của Thủy Hoàng. Không chỉ thế mà mẹ của Tần Vũ chính là bị Hạng Quảng hại chết. Năm đó Tần Phong 10 tuổi trốn trong phòng của Tĩnh Di nhờ Phong Bá Bá phát hiện nên hắn mới thoát chết. Tần Vũ phẫn nộ hét lớn muôn muốn báo thù cho mẫu thân thế nhưng lại bị huynh đệ ngăn lại. Nếu hắn tham gia phụ vương sẽ lo lắng thiếu niên, chỉ đành buồn bã đồng ý rồi rời đi. Trở về Vân Vũ Sơn Trang, thiếu niên không muốn nói gì với Tiểu Lộ để nàng ra ngoài, còn mình thì muốn được yên tĩnh. Thiếu niên ngồi tại chỗ cũ ngắm trăng của Tiểu Hắc, hắn thấy bản thân vô cùng thừa thãi, có lẽ mình chính là một gánh nặng. Vừa khóc cậu vừa hận bản thân vô dụng, cho dù thế nào cũng phải cố gắng gấp bội, tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Đột nhiên phía xa có ánh đỏ bay vèo qua, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc đi xem. Thiếu niên đang định tới gần xem thì bị quái thú điều dung công kích. Rất nhanh có sự giúp đỡ của Tiểu Hắc, thiếu niên giết chết quái thú, thu miếng lưu tinh lệ vào tay, ngắm nghía một lúc không biết là thứ gì thôi thì cứ cất đi vậy. Đột nhiên lưu tinh lệ biến mất, chả lẽ đã xâm nhập vào cơ thể Tiểu Vũ ư? Đêm tối Tần Vũ ngồi tu luyện thấy linh khí ngưng tụ nhiều thế, lại còn đang ngưng tụ mà chỉ thượng tiên mới đạt tới cảnh giới này. Chẳng lẽ là do lưu tinh lệ ây cha linh khí đầy quá, kinh mạch sắp chịu hết nổi, kinh mạch sắp nứt vỡ hết đến nơi thì lại được chữa trị. Đúng là bảo bối mà linh khí hấp thụ được so với trước kia nhiều gấp 10 lần rồi. Hôm sau thiếu niên thử hiệu quả thấy đi trên nước rất thoải mái, giòi nhảy tới nhảy lui như khỉ. Có lưu tinh lệ mới nửa năm cậu đã đạt tới cực hạn hậu thiên rồi, cách thiên tiên chỉ còn một bước nữa. Tiểu Hắc bay đến thiếu niên liền đấu cùng nó. Ai ia đấm thử phát sao mà đau tay quá dị. Đang cùng sủng vật giao thủ thử thì gặp được quái thú điều dung, cậu liền cùng nó combat kịch liệt. Bỗng nhiên đất đổ đè quái thú bên dưới, lộ ra cục đá đỏ nặng vỗ lại còn nóng nữa. Để mở nó ra thiếu niên còn dùng móng so với huyền thiết của Tiểu Hắc bỏ xuống. Cơ mà đáng tiếc không thể làm nó xây sát xíu gì, độ cứng này chắc phải ngang với khoáng thạch cấp cao. Trấn Đông Vương phủ bị điều tra, hoàng đế Hạng Quảng biết Vương gia chiêu binh mãi mã, tích góp lương thảo còn chiêu mộ 20 vạn binh. Hơn nữa mật thư của Thượng quan Hồng gửi tới đã chứng thực tin tức tạo phản này. Tần Đức sao mà ngờ được Hạng gia và Thượng quan gia quan hệ mật thiết như thế nào. Hạng Quảng lệnh cho thuộc hạ đi mua trục sơn tặc núi Hắc Thủy, phía Châu Từ cũng phải tăng cường thu thập tin tức, nhất là quân lương và chiến lược. Hôm sau Tần Vũ mang khối đá trở về, đến cả kiếm của địa ca Tần Phong cũng không tổn thương được nó, lớn như dị luyện thành ít nhất được mười mấy tiên binh thượng phẩm lận. Tiểu Vũ chỉ lấy 1/10 còn lại giao hết cho ông Bô. Hắc tiên sinh là luyện khí tông sư nhưng cũng không nắm chắc luyện được hết khối đá này. Cơ mà dù thế nào ông cũng phải thử, mỗi tội có phần thiên hỏa diễm lại cộng thêm hàn viêm hỏa cũng không làm tan chảy nó được. Đã không tan thì thôi, Hắc tiên sinh còn làm cháy luôn đít của mình, lộ ra cả con cúc cu. Khối đá này chắc chắn là đã vượt qua tiên phẩm thượng cấp rồi. Tiên phẩm thượng cấp chỉ là thứ người phàm dùng. Hắc tiên sinh đoán cái khối đá này chắc là nguyên liệu luyện chế vũ khí thượng tiên. Mà muốn luyện chế thì phải tìm thương tiên rồi, chỉ có tam muội chân hỏa mới có thể đối phó với nó. Dị là Tiểu Vũ lập tức bay đi tìm Phong Bá Bá, ông nhìn Tiểu Hắc thấy là chim diễm ưng hoàng giả mà nó lạ lắm, lông vũ lại không phải màu vàng. Cũng không có kim diễm hộ thể, cùng lắm chỉ có thể so với người phàm cấp tiên thiên thôi. Nhắc đến người tu chân kỳ kim đan, ông liền nói chính là giai đoạn thượng tiên tu luyện cho cậu nghe. Mà Phong Bá Bá của thiếu niên chính là một người tu chân kỳ kim đan, cậu nhắc đến mục đích của mình khi tới đây. Nghe đến tinh thạch đỏ như lửa, Phong Bá Bá mở to con mắt nhảy lên đàn rồi để Tiểu Vũ đứng trên phi kiếm tới vương phủ. Bên trong mật thất tại vương phủ, Phong Bá Bá thẳng thốt. Quả nhiên là diễm xí thiết trong đá, không ngờ lại lớn thế. Đây chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế phi kiếm thượng tiên. Ngay cả tiền bối Nguyên Anh phi kiếm cũng không bì được với diễm xí thiết. Linh khí chính là bản thân vũ khí có linh lực độ sắc bén vượt xa tiên phẩm hòa nhập vào cơ thể. Tuy Tiểu Vũ không có chân nguyên lực, không thể dùng một số hiệu năng đặc biệt của linh khí nhưng hộ thể thì không thành vấn đề. Thế là thiếu niên để Bá Bá luyện cho mình một thanh ngư trường kiếm bản pro và găng tay bảo vệ xương khớp. Phong Bá Bá cũng thèm muốn diễm sĩ thiết lắm, bèn xin một mẩu bằng nắm đấm. Để trao đổi, Tiểu Vũ chỉ muốn Bá Bá kể cho mình mấy chuyện của thượng tiên nghe thôi. Thực ra câu chỉ muốn làm cho đan điển trở thành bình thường, có thể tích lũy nội công. Hai cái yêu cầu này cái sau thì ông chịu, cái trước thì lại quá dễ. Vậy là lão đành phải kể chuyện thế giới của người tu chân cho thằng nhóc nghe. Trên thực tế, thượng tiên của Tiềm Long Đại Lục là nói về người tu chân muốn thành tiên. Người thường muốn thành tiên phải trải qua vô số khiếp nạn. Trước hết phải đạt cảnh giới tiên thiên, gặp 49 tiểu thiên kiếp,
chỉ khi độ kiếp thành công mới xem như chính thức bước vào con đường tu chân. Giai đoạn tu chân chia thành kỳ kim đan, kỳ nguyên anh, kỳ đồng hư, kỳ không minh, kỳ độ kiếp, mỗi cảnh giới chia thành tiền trung hậu. Trải qua vô số kiếp nạn mới có thể phi thăng thành một tiên nhân chân chính, kỳ đan kỳ thọ mệnh kéo dài ngàn năm. Nguyên anh kỳ sống đến hơn 5.000 tuổi rồi trải qua 69 thiên kiếp mới nguyên anh mới xuất thể trường sinh, kỳ độ kiếp cuối cùng phải chịu 99 trọng kiếp, đó mới là nỗi sợ khủng khiếp nhất trên đời. Người có thể đọ qua ba kiếp sẽ đắc đạo thành tiên, có được thiên chất cực cao, còn được linh khí và linh đan bảo vệ. May mà có diễm xí thích của tiểu vũ mà phong bá bá mới có linh khí trung phẩm trở lên, như vậy đợi đến 69 đại thiên kiếp ông cũng có thêm vài phần nắm chắc. Việc thu chân này bất kể là chủng tộc nào tụ nội đan đều là con đường phải trải qua. Còn có một cách nữa, trước đây Tiềm Long đại lục từng xảy ra một trận đại chiến giữa chúng tiên. Có người thần bí rất có thể không phải kết kim đan tu nguyên anh. Nhắc đến tán tiên đó là người ti chân thất bại 99 trọng kiếp xác thịt nát nhưng nguyên anh còn, so với độ kiếp kỳ mạnh hơn một chút. Mấy người thượng tiên đó liên thủ vì giết chết một người, cuối cùng người thần bí kia phát điên bạo phát ra năng lượng nóng bỏng nhất tựa như mặt trời vậy. Tất cả cao thủ ở đó lập tức bị giết chết, sau đó mới chịu độ 99 trọng kiếp. Vô số tiền bối cũng nghĩ như Tiểu Vũ, chắc hẳn người thần bí đó không vượt qua độ kiếp mà đã mạnh thế, chứng tỏ cách tu chân của người đó khác với người bình thường. Người đó dựa vào việc cơ thể phát ra sức mạnh như mặt trời, thế nên người tu chân bình thường đích thể nào làm được. Có lẽ trận đại chiến trước đó đã làm người ấy hao tổn quá nhiều chân nguyên nên đã không chống đỡ nổi. Trước khi chết hắn ngưng tụ năng lượng cuối cùng lưu lại Tam Phúc Đồ, còn nói với cả Tiềm Long Địa Lục rằng tung hoành trời đất vô hạn, trải qua biến đổi vũ trụ có sao trời không giúp ta. Biến hóa của tinh thần mặt trời chính là điểm cuối, hắn truyền thông thiên tam đổ lại rồi nghèo. Tiểu Vũ đứng trong hoa viên nhớ lại những lời của Phong Bá Bá, tuy bẩm sinh cậu không thể tu nội lực nhưng có câu chuyện người thần bí đã chứng minh nhất định còn có con đường tu chân khác. Trong lúc đợi Phong Bá Bá tinh luyện khối diễm xí thiết, Tần Vũ phải xem thử bản thân có vượt qua được cực hạn từ ngoại công tiến vào cảnh giới tiên thiên hay không. Phía Thiết Phong Thành Vương gia thấy kinh thành không có động tĩnh gì liền biết có biến. Tình hình căng thẳng, lại có mật thư đến báo chuyện của thằng con nhỏ làm ông ta phấn khởi ra mặt. Mấy ngày này Tần Vũ làm thế nào cũng không vượt qua cực hạn được. Thôi thì ngoại công không học được thì nội công vậy. Nhớ lại Liên Gia Gia từng nói phải cảm ngộ thiên đạo tự nhiên dị là thiếu niên ngồi tĩnh tọa thử xem. Không hổ là nam chính, vừa ngồi chút đã thấy linh hồn tăng, nhãn lực cũng tăng theo. Ngay cả tai của cậu cũng có thể nghe thấy những lời hai ca ca nói. Đây tuyệt đối éo phải áo giáp mà giống với linh thức tiên thiên trong truyền thuyết. Lẽ nào là nhờ sự trợ giúp của Lưu Tinh Lệ giúp cậu phá được ngưỡng cửa giữa hậu thiên và tiên thiên? Rốt cuộc sau mấy ngày tinh luyện, Phong Bá Bá cũng thành công tạo ra mấy món tiên phẩm binh khí. Có mấy cái này trong tay các thuộc hạ cao thủ tiên thiên của vương gia có thể liên thủ đối phó với đội quân ngũ hành kim đan trung kỳ của hạng gia. Còn ông có được thanh phi kiếm trung phẩm đối kháng với đội ngũ đức kim đan hậu kỳ, chuyện tốt này phải Tần Đức phải thưởng cho con nhỏ mới được. Cơ mà sau khi lấy được đoàn kiếm và găng tay, thằng nhóc con đó rời khỏi vương phủ rồi còn đâu. Mà Tiểu Vũ thì đang cưỡi tiểu hắc bay lên không trung trải nghiệm sự khác biệt khi có được mầm mống tiên thiên, tiêu rồi nhiệt độ và không khí ở đây một phàm nhân như cậu không thể chịu được. May mắn lúc rơi xuống Lưu Tinh Lệ phát ra sức mạnh khiến thiếu niên có thể thở cùng với phiêu du trên không trung. Dẻo dai sức mạnh nhanh nhạy đều dung hòa làm một cậu cu oi cùng cũng vượt qua giới hạn trở thành cao thủ tiên thiên. Tần Vũ tiếp tục thân phận Lưu Tinh nhận nhiệm vụ tại tổng bộ Tinh Võng. Tại Hán Chỉ Hiên tiên thiên cao thủ Châu Từ đang xem bức thông thiên đồ, thuộc hạ của hạng Quảng tiên thiên cao thủ Nạp Lan Đan phát hiện ra gia Lưu Tinh. Nhìn sát thủ Nạp Lan Phụng khinh thường, Châu Từ để hai thằng tiểu đệ tiểu muội cùng lên cơ mà đấu sao lại anh nhà cơ chứ, chưa bao lâu đã bị giết chết. Châu Từ điên tiết lên phẫn nộ công kích Lưu Tinh, không hổ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, tốc độ nhanh vỗ cả lài à, chân khí cũng mạnh đến đáng sợ. Đã thế Lưu Tinh tháo bỏ lực cản trên tay chân mà Châu Từ thế mẹ nào có huyết hồn chảo trên tay. Đó là binh khí tiên phẩm thượng cấp được luyện từ vuốt của yêu thú, vụ chảo xuyên tâm của hắn ta đối với Lưu Tinh viêm xí quyền. Cơ mà viêm xí kiếm vừa ra cái đối phương đã bị anh chàng cắt đứt cổ. Trung phẩm linh khí của anh sao mà thứ canh khí hộ thể của hắn cho thể so được. Hoàng đế biết được Châu Từ bị giết chết tức giận vô cùng, cho rằng là Tần Đức dùng sát thủ Tinh Võng để che giấu, mục đích là khiến lão ta và Tĩnh Võng kết thù. Lão gọi thống lĩnh Ngự Long quân Dịch Phong tới dùng thông thiên đồ đi đổi 16 thanh lợi kiếm trên người kiếm xỉ hổ. Phía Tần Vũ có sự trợ giúp của Lưu Tinh Lệ, trọng thương trên người rất nhanh đã được chữa khỏi. Cầm thông thiên đồ trong tay, anh vẫn chưa biết vật này là gì, theo lời nhắc của tiểu hắc thiếu niên thử làm theo động tác trên đó. Bỗng nhiên từ trên người cậu phát ra mấy luồng linh khí. Đến sáng Tần Vũ đã trở thành ngoại công tiên thiên đệ nhất cao thủ, vậy thì phải về gặp phụ vương thoai. Tại Bạch Sa trấn, thủ hạ của Chu Tam Thương Nhân Bạng Lão ra gặp đội quân của Phong Dịch tới giao dịch, đột nhiên một đám khói bay tới chứa độc, bên Dịch Phong kịp thời mở lá chắn mới may mắn không sao. Thuộc hạ của Tần Đức hiện ra là Liên Ngôn cùng hai người giết chết mấy người Chu lão bản rồi cùng tấn công Ngự Long quân. Phụ thân Dịch Phong Dịch Kinh Ngữ xuất hiện, Liên Ngôn đã tìm người này hơn 100 năm, mục đích chính là giết hắn báo thù cho vợ con mình. Cái tên bất nam bất nữ này điều khiển châm tấn công Liên Ngôn cơ mà, ra ra nhà ta đâu phải hạng soàng, cả hai cùng bị đối phương làm bị thương. Chân khí này mạnh quá sao mà Tiểu Vũ bay gần đó cứ thấy quen quen ý nhỉ.
Dị là Tiểu Hắc bay xuống gần đó thấy được Liên Gia Gia đang bị tên chó nào đó công kích, thấy Liên Ngôn bị Vạn Kim Xuyên Tâm cậu dục Tiểu Hắc mau chóng bay đến đó. Dù ông chịu trọng thương nhưng đối phương cũng chịu một kích của ông, đất đá sụp xuống. Tần Vũ vội vàng chạy đến bên Liên Gia Gia, đáng tiếc không kịp, ông ấy chỉ còn một hơi cuối cùng. Nhìn người trong lòng thiếu niên nhớ lại ký ức khi còn ở bên ông ấy, rốt cuộc Liên Gia Gia của cậu vẫn nhắm lại con mắt. Cảm xúc phẫn nộ trong cậu bùng nổ, lập tức lao đến tấn công Ngự Long Quân rồi dùng đoản kiếm giết chết Dịch Phong. Xong việc, thiếu niên đau buồn ôm thi thể của Liên Gia Gia trở về Vương phủ. Bên trong tàng bệnh các của Trấn Đông Vương phủ có chứa một khối thông thiên đồ khác. Thiếu niên nằm giữa sân đầy tuyết trắng, sau khi suy nghĩ thông suốt liền lấy ra thông thiên đồ mình có được tiếp tục tu luyện. Linh khí lần này còn tinh khiết hơn cả lần trước, lẽ nào trong lúc vô ý cậu đã phá giải được bí quyết tu luyện thông thiên huyền công ư? Hóa ra bí quyết nằm ở tốc độ nhanh hay chậm mà nên có biến hóa giữa động và tĩnh. Vốn chỉ muốn mượn cảm giác đau đớn khi ngân quang tiến vào cơ thể làm tê liệt cảm giác bi thương, không ngờ lại chó ngáp phải rồi thế. Thông thiên đồ trong tay cậu đã không còn tác dụng, tạm thời cứ để ở tàng binh khố của vương phủ vậy. Đột nhiên linh thức của Tiểu Vũ cảm ứng được gì đó, bèn đi tới ôm men là khối thông thiên đồ thứ hai này. Khối này kế tục hoàn toàn công pháp luyện tập của khối thứ nhất, chắc là cách luyện tập cũng giống nhau. Đồ thì lấy ra rồi đấy cơ mà sao cái hộp này cứ lạ lạ thế nhỉ? Á, đủ có khối thứ ba này. Chưa kịp xem cậu đã phải chạy tới mật thất nghe mật đàm. Vương gia Tần Đức tuyên bố bản thân có dự cảm tứ cửu thiên kiếp của mình sắp tới, nếu thành công bên họ sẽ có thêm một tu chân giả, nếu thất bại ông sẽ tan thành cho bụi. Mấy đứa con của ông lo lắng không thôi, nhưng Nam Nhi đại trưởng phu sao mà phải trốn tránh làm gì. Ông giao lại sự vụ cho các con Tần Phong lo liệu sự vụ Đông Quận, Tần Chính quản lý quân đội Tần gia. Còn Tần Vũ thôi thì kệ bố nó, cứ nuôi thả đi, chỉ cần chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình là được. Đã phân công xong, ông để những vị còn lại cùng Phong Bá Bá bảo hộ mình đến Hồng Hoang mật cảnh nghênh đón thiên kiếp. Tiểu Vũ cũng muốn cùng đi bảo hộ ông Bô nhưng sợ cậu gặp nguy hiểm nên ổng không đồng ý. Ngay cả những người còn lại cùng Phong tiên sinh cũng đồng ý với lời nói của Tần Đức. Nhớ lại phụ vương từng nói chỉ cần cậu đạt tiên thiên sẽ cho phép tham dự vào kế hoạch. Thế là thiếu niên liền chứng minh mình chính là cao thủ tiên thiên ngoại công đầu tiên của Tiềm Long Đại Lục. Thế nhưng đến nước này rồi Tần Đức vẫn không đồng ý, vì dù là tiên thiên đến trước mặt người tu chân cũng chỉ bằng một con kiến, mà hạng gia có hai thượng tiên lận. Tần Vũ nghe những lời này cười trong đau khổ, năm đó hắn bị đưa đến Vân Vũ Sơn Trang dù cô độc cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngày ngày ngóng trông phụ vương tới thăm sau mới biết dược là ông phải làm chính sự. Từ đó nhóc con quyết tâm trở nên lớn mạnh để có ích với ông Bồ. Vì bẩm sinh khuyết thiếu nên mới chọn tu luyện ngoại công, dù có chịu đựng bao khó khăn gian khổ cũng không nản, suốt 10 năm cố gắng lại chẳng nhận lại được gì. Đứng giữa điện, Tần Vũ chất vấn Tần Đức tại sao lại không cho nó cơ hội thể hiện bản thân. Bình tĩnh lại, cậu nói từ giờ sẽ không làm phiền phụ vương nữa rồi rời đi. Ngồi trong hoa viên thôi thì cứ tiếp tục tu luyện vậy, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Thế mẹ nào lại thất bại rồi, chả giống khối thông thiên thứ nhất gì cả. Thử lại vẫn không được, làm Tiêu Vũ tức chít được. Nhìn lá rơi đột nhiên cái đầu này số, dù tu luyện giống đấy nhưng tốc độ chắc là khác. Quả nhiên cứ thế cậu tập nhanh chậm chậm nhanh. Trong hoa dương cung, hoàng đế Hạng Quảng đang úp mặt vào ngực mỹ nhân thì Lam tiên sinh tới. Ám kỳ Đông Quận có mật thư Tần Đức sắp độ 49 thiên kiếp, lão tổ tông lệnh cho Hạng Quảng nhanh diệt Tần Đức đi. Lão tổ tông cho ông ta xích thịnh đan đi mời ngũ hành ngũ đức ra tay. Tại núi Đông Lam, Tần Vũ vẫn vì chuyện không được đi bảo hộ phụ thân mà canh cánh trong lòng. Đeo lại mặt nạ, dùng lại thân phận lưu tinh, cậu chàng giết chết quỷ diễm thủ Huyền Thiên đại tư tế, điên cuồng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tại tổng bộ Thiên Võng, lưu tinh được người phụ nữ này quyến rũ cơ mà cậu đích cần. Cô ta đành phải thôi, chỉ nói trưởng lão Thiên Võng hẹn ngài nói chuyện. Hôm sau tại Nguyệt Tay Lầu, thế mẹ nào lại gặp được người hôm đó cùng mình đói luyện trước phụ thân. Thuộc hạ của ông Bô không ngờ là Thiên Võng đại trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị đại trưởng lão này khảo nghiệm thực lực của lưu tinh một phen, thấy rõ thực lực của người trước mắt, đại trưởng lão rất hài lòng. Nhiệm vụ lần này rất phức tạp, đó là đi bảo hộ một người thù lao là một kiện thần binh tiên phẩm thượng cấp, người mà hắn cần bảo vệ là Doanh tiên sinh. Nghe đến đây lòng chàng trai hoảng hốt, rồi họ Doanh này trùng hợp thế lại còn có tình tiết bảo hộ nữa, chắc chắn là phụ vương hắn rồi, ha hả, cười cũng giúp ta à. Nội tâm thì gáo thét nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp ứng. Hắn cùng đại trưởng lão đi tới tổng bộ Tinh Võng gặp Doanh tiên sinh, quả nhiên là ông Bô hắn hơn Nã Lam y và Hội y cũng là trưởng lão Thiên Võng. Hắn cùng Tần Đức khách sao một phen rồi cùng rời đi. Tiểu Hắc ngày càng lợi hại, cùng kích thước với Phi Thiên Hắc Hổ bay trên đầu đoàn người mà không ai phát hiện ra nó. Phía trước chính là Thiên Biên Hồng Hoang, mọi người hạ xuống nghỉ ngơi ở Thanh Thạch Thành. Lưu Tinh đứng ngắm trăng cảm thán duyên số diệu kỳ, quanh đi quẩn lại hắn vẫn là được đi theo bảo hộ phụ vương. Đợi xong việc, hắn nhất định sẽ theo đuổi cuộc sống của riêng mình, đối kháng cùng trời đất, truy cầu cực hạn của sinh mệnh. Đúng lúc này Tần Đúc đi đến cùng Lưu Tinh tâm hự bàn luận nhân sinh. Tần Vũ nói chuyến đi lần này mục đích là để thử xem thành quả khổ tu của mình. Việc khổ tu như vậy, một là muốn chứng minh bản thân, hai là theo đuổi đỉnh cao của tu luyện, hướng đến thế giới của tu chân giả. Ngay từ đầu mới gặp không hiểu sao vương gia đã thấy người trước mặt rất quen thuộc, cứ như quen biết từ trước vậy. Thời gian đã trễ, thiếu niên cáo từ rồi rời đi. Đợi Lưu Tinh rời đi, ông liền cùng Phong Bá Bá nói thử xem người đó có phải Vũ Nhi không. Cơ mà vừa rồi Phong tiên sinh đi qua thử cảm ứng,
phát hiện trong cơ thể tên đó có một loại tiên thiên chân khí cực mạnh. Thuật dịch dung chỉ có thể thay đổi dung mạo, sao mà thay đổi bên trong được. Hôm sau đám người tiến vào thiên biên hồng hoang còn đang cảm thán nơi này thật kỳ diệu thì chợt yêu thú nhảy lên từ dưới nước tấn công. Có phong thượng tiên ở đây, rất nhanh nó đã bị giải quyết. Đoàn người tiến đến vách đá trước Thanh Liên Sơn, đi qua dòng chảy dung nham rốt cuộc cũng đến nơi mà Tần Vũ chọn độ kiếp. Phong thượng tiên tiến lên trước chọn vị trí bố trận cụ thể. Linh thức của cấp thượng tiên phát ra đã tìm được vị trí lý tưởng. Ông liền dẫn người xuống bên dưới một sơn động có hẳn cả giếng trời, chỗ này ẩn chứa bát quái là huyễn trận, tự nhiên người không tu kỳ môn độn giáp sẽ nhìn không ra. Phong Ngọc Tử dùng tiên binh sửa lại động để tám ngọn núi xung quanh sơn cốc hợp thành một trận bát quái tự nhiên. Cộng với khối đá lớn bên dưới bố trí một trận phản bát quái dưới cốc, như vậy có lá chắn tự nhiên của trời đất được hình thành cách biệt tin tức trong ngoài. Việc đã xong, Doanh tiên sinh đi tới nơi cần đọ kiếp. Bên ngoài Thanh Liên Sơn, hai huynh đệ Ngũ Gia đi tới bên ngoài dòng dung nham. Bên trong, Phong Tử Ngọc nói với mọi người, tối nay Doanh tiên sinh có thể độ 49 thiên kiếp, tổng cộng có 4 đạo thiên lôi giáng xuống, phải đảm bảo tiên sinh không bị quấy nhiễu. Thiên kiếp chỉ giáng xuống người độ kiếp, vậy nên người ngoài không được nhúng tay vào. Lỡ có kẻ thù, ông sẽ khởi động trận đồ bát quái ngăn cản, lúc đó người trong trận rơi vào huyễn cảnh. Vậy nên Phong Tử Ngọc đặt một thủ ấn lên người người bảo hộ. Linh thức của hai huynh đệ Ngũ Gia đang tìm kiếm thì phát hiện thương khung biến sắc, thiên kiếp đến rồi. Đoạn thiên lôi đầu tiên rơi xuống, may mắn có trận bát quái tự nhiên đủ mạnh, chỉ cần không xảy ra vấn đề lần độ kiếp này của Tần Đức không thành vấn đề. Bên ngoài sơn động, Ngũ Hành Ngũ Đức đã đuổi tới chỉ đợi thời cơ tới rồi ra tay. Đoạn thiên lôi thứ hai rất nhanh lại giáng xuống tiếp Tần Đức, dùng tiêm thiên cương khí của Tổ Long Quyết chống đỡ. Địch tập kích hai tên tu chân giả phá vỡ trận bát quái bảo vệ Tần Đức, Phong Tử Ngọc lập tức mở ra huyễn cảnh rồi để Lão Cát làm theo kế hoạch. Một mình ông ấy đối phó với huynh đệ Ngũ Gia. Còn Tần Vũ thấy bốn tên cao thủ nhắm mắt lại gần phụ vương mình ám sát, liền ra tay giết chết hai tên. Nhỏ nồi hơn là cậu bị Ngũ Hành để ý tới, lần này Tiểu Vũ bắt buộc phải dùng linh khí rồi. Cát Mâu đại tổng quản lệnh các cao thủ nhà Hình lập ngũ hàng bộ tương trận. Phía Ngũ Đức, hắn phát hiện ra phi kiếm kiếm của Phong Tử Ngọc là binh khí trung phẩm, không chỉ có thanh đó mà nhưng cao thủ khác có hẳn năm thanh nhé. Huynh đệ Ngũ Gia mắt thấy bảo bồi, lòng tham lại trỗi dậy. Đúng lúc này đạo thiên lôi thứ ba sắp giáng xuống. Ngũ Hành dùng binh khí của mình phá tan huyễn trận để hai người ban nãy đối phó với Lưu Tinh, Ngũ Hành thì đối phó với năm cao thủ có binh khí trung phẩm. Ngay lúc đoạn thiên lôi thứ ba giáng xuống, Ngũ Đức tạo ra chim băng choảng nhau với Phong Tử Ngọc. Lưu Tinh cũng không ngờ binh khí từ diễm xí thiết của mình cũng có thể giúp phụ vương cản lôi kiếp. Cậu để các tổng quản và những người khác đi đối phó với tu chân giả, còn mình thì giải quyết hai thằng chó cứ bám theo này. Phía Ngũ Hành, lão ta bị song ảo ngũ hành trận bao vây, làm lão ta chỉ có thể cứng rắn phá trận, trận pháp lập tức chuyển sang hình thức phòng ngự. Phía Phong Tử Ngọc có sự trợ giúp của binh khí trung phẩm, vừa có thể chiến đấu với Ngũ Đức vừa có thể chiếu ứng Tần Đức. Không hổ là tứ phương sát thần phối hợp trường kỳ, sinh ra ăn ý làm Tần Vũ không thể khinh thường. Có Cát Mâu cản một tên lại, cho mình thiếu niên dùng tiền thiên chân khí thông thiên giải quyết tên khác trước. Cát Mâu bị một tên trong đó làm trọng thương vứt xuống chân Tần Đức, ai ngờ lúc thiên lôi thứ tư sắp giáng xuống thì các tổng quản phản bội làm bị thương vương gia. Tiểu Vũ lo lắng lao đến chỗ của phụ vương thì tên còn lại của tứ phương sát thần nắm đầu anh, hóa ra Cát Mâu đã sớm phản bội ẩn náu tại phương phủ nhiều năm. Đạo thiên lôi thứ tư sắp giáng xuống tới nơi, nếu hắn cứ thế này phụ vương sẽ chết mất. Trong lòng Tiểu Vũ vừa căm hận đám người kẻ thù vừa lo lắng cho phụ vương. Anh quyết định không giấu thực lực nữa, bùng một tiếng nơi Tiểu Vũ đứng cùng tên sát thần kia nổ tung. Ngay khi Cát Mâu tiến tới xem xét, cứ nghĩ thiếu niên đã chết thì Tần Vũ kề dao vào cổ lão từ phía sau. Cát Mâu không hiểu Lưu Tinh chỉ là một sát thủ nhận nhiệm vụ sao mà cứ cố chấp thế không biết. Trên thương khung thiên long quyết lôi kiếp thứ tư bay xuống cùng tổ long hộ thể của Tần Đức đối đầu. Sơn động không chịu nổi sức mạnh to lớn này sụp đổ trong phút chốc. Người của vương phủ không ngờ tổ long quốc của vương gia đã đạt thành cảnh giới thực hóa đại thừa, mà Cát Mâu cho đến lúc chết mới biết Lưu Tinh chính là Tiểu Vũ. Anh đeo lại mặt nạ, thấy phụ vương rót cuộc cũng độ kiếp thành công liền vui sướng không thôi, mong rằng ổng nhanh chóng hồi phục thương thế. Trời có dị biến, Tần Đức sắp kết thành kim đan ngũ đức để đệ đệ nhanh cản ông ấy lại. Ngũ Hành nhanh chóng giết chết các cao thủ cướp lấy binh khí trung phẩm của họ rồi nhỏ máu nhận chủ. Tình hình bây giờ là chỉ còn lại Tần Vũ cùng Phong Tử Ngọc là còn có thể ra tay, những người khác đều đã nằm xuống hết. Cơ hội duy nhất cho anh chính là đợi thời cơ tới sẽ dùng diễm si kiếm cùng diễm si quyết. Đáng tiếc lúc thiếu niên tấn công Ngũ Hành thì bị thất bại, thấy Lưu Tinh dùng viêm si kiếm Phong Tử Ngọc ngoài ý muốn, chả nhẽ đó thật sự là Tiểu Vũ sao? Ngũ Hành bị một phàm nhân làm bị thương, tức giận phát ra linh khí đánh người trước mắt học máu. Ngay lúc nguy hiểm, vương gia thành công kết kim đan chính thức bước vào hàng thượng tiên. Huynh đệ Ngũ Gia muốn nhân lúc ông ấy mới kết kim đan còn đang yếu hơn nữa lại chịu trọng thương kết liễu luôn cái người này. Nhìn phụ vương mình gặp tình cảnh nguy cấp, trong đầu Tần Vũ lại hiện lên giọng nói của ông khi mình còn nhỏ. Chỉ cần có hắn ở đây tuyệt đối không để phụ vương chết. Thiếu niên mặc kệ tất cả dùng giáp diễm sĩ quyền chắn công kích cho vương gia. Ngay lúc Ngũ Hành lao đến, mặc kệ bản thân bị đâm, dùng đoàn kiếm của mình kết liễu đối phương. Áo choàng tan đi, thân phận thật của cậu hiện ra, nhìn ông bố mình một cái rồi ngã xuống. Tần Đức ôm con trai lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Phong Tử Ngọc bị Ngũ Đức đánh trọng thương vội vàng bay tới hất vương gia ra khỏi giữa động.
Tiểu Hắc như có cảm ứng bay tới đỡ đòn giáng xuống từ thương khung cho chủ nhân. Ngũ Đức thấy đệ đệ đã ngỏm dù không cam tâm nhưng vẫn chuồn vội, nhìn đối phương rời đi mà Tần Đức bất lực, ông vừa căm hận đám người Hạng gia và Ngũ Đức vừa giận dữ. Hại chết vợ rồi lại hại đến thằng con nhỏ Vương gia, lập tức lệnh Phong Bá Bá quay về phát động kế hoạch, dẫn trăm nạn địa quân săn bằng Sở Quốc diệt hết Hạng gia để Ngũ Đức cũng phải hồn phi phách tán. Cứ tưởng nhân vật chính lần này ngỏm thật rồi, thế nhưng kỳ tích xuất hiện, Lưu Tinh Lệ tỏa ra sức mạnh bao trùm người anh. Tại trấn Đông Vương phủ, theo kế hoạch trong vòng 3 tháng ông phải trả lại cho Hạng Quảng nỗi đau mất vợ mất con. Tần Phong, Tần Chính cùng Phong Tử Ngọc và Tần Nguyên lập tức cúi đầu đồng ý. Phía Tần Vũ, sau khi cậu tỉnh lại thấy Tiểu Hắc bên cạnh vui vẻ lắm ấy cơ mà, đây là đâu? Đây là bên trong Lôi Sơn Cư bỗng xuất hiện mèo Tiểu Tinh xuất hiện tự gọi anh là chủ nhân. Người sáng tạo ra Lôi Sơn Cư Lôi Vệ đến từ một vũ trụ của khoa học kỹ thuật, là hoàng tử một đế quốc của một hệ ngân hà. Vì tìm kiếm tu chân thế giới xuyên qua lỗ đen tới một vũ trụ khác tìm được Tử Huyền Tinh, cũng chính là tinh cầu Tử Vũ đang ở. Đáng tiếc Lôi Vệ độ kiếp thất bại trước khi chết, lệnh Tiểu Tinh canh giữ ở Lôi Sơn Cư đợi chủ nhân thứ hai tới, cuối cùng truyền tống trận khởi động đưa Tiểu Vũ tới đây. Để tiểu chủ nhân hiểu hơn, nó biến ra hình của vũ trụ rồi đưa ra một cuốn sách cho anh đọc. Tại không phận Hạng gia, hàng ngàn tàu chiến của Tần Vũ đến Hạng Quảng hoảng loạn lo sợ, Dịch Ngôn bị lão ta chất vấn mà sợ hãi không thôi. Thấy yêu cầu của đám sơn tặc Hắc Thủy Sơn, dù tức muốn bể phổi nhưng vẫn phải đáp ứng. Phía Tần Vũ, cậu không ngờ Thông Thiên Đồ là mấu chốt để tới đây, sau khi đem Thông Thiên Tam Đỏ tu luyện tới cực điểm, khi trụ khải giáp hình thành truyền tống trận sẽ nhanh chóng cảm ứng được đưa chủ nhân tới Lôi Sơn Cư. Hình ảnh của Lôi Vệ hiện lên nói, tình cờ có được bí tịch Thông Thiên Tam Đồ, bản thân từ bỏ hoàng vị phi truyền mạo hiểm qua các hành tinh, sau đó vượt qua tứ cửu thiên kiếp, sau đó lại sáng tạo ra công pháp tu luyện đặc biệt Tinh Thần Biến, mà chính Lôi Vệ là người thần bí đã chiến đấu với các dại tiên cùng tán tiên đó. Tinh thân thần biến phân ra thành tinh vân lưu tinh, tinh hạch hành tinh, độ kiếp hàng tinh, 6 địa cảnh giới. Nếu như muốn tiếp lấy hàng tinh cảnh tiếp tục sáng tạo công pháp, một khi thoát bị cái giả phải tra là hình thần câu diệt hồn phi phách tán. Dù thế thì thiếu niên cũng nhất định phải nỗ lực đợi đến tinh vân kỳ sẽ cùng Tiểu Hắc trở về, sau đó trợ giúp phụ vương hoàn thành đại nghiệp Tần gia bước lên con đường tu chân. Tiểu Tinh đứa nhẫn không gian mà Lôi Vệ để lại cho người thừa kế để luyện khí. Bên ngoài Lôi Sơn Cứ, Tần Vũ tu luyện tinh thần biến lấy Thông Thiên Tam Đồ làm cơ sở, làm ngoại công đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Để chuẩn bị cho kỳ độ kiếp, cậu tìm chút yêu thú luyện tay, đang đánh hang con mợ nó say, vất vả lắm mới tìm được một con thanh hỏa lang cấp bậc tiên thiên, lại bị Tiểu Vũ đánh chạy. Hình như bọn chúng nổi điên rồi, chỗ này không nên ở lại lâu, cậu cùng Tiểu Vũ nhanh rời khỏi đây. Đột nhiên thiên kiếp giáng xuống, hóa ra là Tiểu Hắc độ kiếp. Thương khung lại giáng xuống kiếp vân màu đỏ vào người thiếu niên. Dị là chủ tớ đồng thời độ kiếp, cậu lợi dụng thiên lôi rèn luyện thân thể, đột nhiên xung quanh có sát khí. Nhiều thanh hỏa lang như vậy, Tiểu Hắc mà bị gián đoạn sẽ không xong mất. Đạo thiên lôi của cậu sắp giáng xuống để lại Tiểu Hắc đối phó với sói, còn mình thì nghênh đón lôi kiếp. Ngày càng nhiều sói vây đến, xuất hiện cả lang vương. Tình hình ngày càng nguy cấp, nhờ vào sức mạnh của Lưu Tinh Lệ nam chính liên tục giết chết sói. Chỉ còn một đạo thiên lôi cuối cùng qua khỏi ngày này, anh có thể tu luyện tinh thần biến rồi. Lúc Tiểu Hắc độ kiếp thân làm chủ nhân, anh lập tức hộ pháp cho nó. Rốt cuộc Tiểu Hắc cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp rồi. Mà hình như còn chưa kết thúc, thiếu niên quyết định phải làm gỏi hết cái đám sói này. Ngay lúc cậu đấm vỡ lớp băng chuẩn bị tiếp tục giết sói thì lang vương chạy đến làm cậu trúng một kích của nó, vừa phải chịu công kích của lôi kiếp vừa phải chịu công kích của lang vương. Sau cùng cả chủ và thú đều thành công vượt qua lôi kiếp. Mên biến ra roi trên tay quật chết vô số sói xung quanh, một đấm giết chết lang vương. Lang vương đã chết, chúng sói bỏ chạy, còn thiếu niên thì nằm sung sướng dưới mặt đất. Tần Vũ đang ngồi tu luyện bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của ai đó, thì ra là Tiểu Hắc nhà mình à. Cảnh tượng lại hiện về lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu tiên, nó dùng linh thức truyền âm cho chủ nhân, vì trong lòng cả hai khi còn bé là đáng yêu nhất nên mới hiện ra những hình ảnh. Sau khi thành công độ kiếp, trong đầu Tiểu Hắc xuất hiện rất nhiều ký ức truyền thừa thích hợp cho yêu thú tu luyện. Từ nay Tiểu Hắc đổi tên thành Hắc Vũ. Mồn lèo ngủ dậy thấy hai thằng cha này cứ ôm nhau hoài đầu đầy dấu chấm hỏi. Mê ngồi tu luyện nhớ lại lời của Lôi Vân, cảnh giới tinh vân thiên, tinh vân xoay tròn chính là thuận theo tự nhiên của vũ trụ. Chân khí tán thành tích lũy của tinh vân là điểm quan trọng nhất của tinh vân kỳ, từ nhỏ nội lực của cậu cứ bị tản mất là vì dư này sao? Chả lẽ ngay cả ngoại công giờ cũng không được? Thử lại một lần nữa, rốt cuộc cũng thành công, đúng là tuần hoàn hoàn mỹ mà, chứng tỏ đan điền kỳ quái của cậu cũng rất có ích đấy chứ. Rất nhanh cậu đã đến tinh vân tiền kỳ, Tiểu Hắc cũng đã tu luyện công pháp xương xương. Mồn lèo nhìn hai chủ tớ lại ôm nhau rất chi là buồn nôn nhé. Để mồn lèo hoán đổi hình thức, thức luyện khí luyện chế lại diễm xí quyền và diễm xí kiếm lại một lần. Thấy một đống tinh hạch thượng phẩm, Tiểu Hắc xin một viên dùng yêu phách chân hỏa để luyện khí của mình. Chờ nó bay đi, cậu lấy ra hai viên kim thuộc tính và ám thuộc tính tăng độ cứng cho hai binh khí của mình. Ra khỏi Lôi Sơn Cư, Tần Vũ dùng nhẫn không gian thu lại không gian truyền thừa cùng Tiểu Hắc bay về Tiềm Long Địa Lục. Mà phía Tần Đức ngắn ngủi nửa tháng Tần quân đã khiến Hạng quân bị thương trầm trọng.
Thượng quan Hồng bị Trang Quân của Tần Đức ám sát rồi giá họa cho Hạng gia. Trang Quân thành công nắm giữ binh quyền của Thượng quan gia. Tần gia liệt hổ quân chiến đấu với Hạng gia Ngự Long quân. Chuyện đến nước này, Hạng gia lão tổ tông Hạng Ương xuất hiện đá thẳng cháu ngu si này đi thay thế nó quyết định mọi chuyện của Hạng gia. Lão ta cùng Ngũ Đức liên hợp đi diệt liệt hổ quân, ngay cả những phi thuyền Tần gia cũng bị hạ. Nghe thấy giọng của lão già vang bên ngoài, Tần Vũ nhận ra đó là Hạng Ương, con trai của Hạ Hoàng. Trận chiến này ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử chiến trước khi đi, còn để lại tờ giấy viết di ngôn cho Tần Nguyên. Tần Vũ cuối cùng cũng bay trở về Đông Lam Sơn, mẹ hai cái đứa này không lo về đi còn giao thủ thử nữa. Lúc bay trở về Viêm Thành thấy bầu trời toàn tàu chiến liền biết chắc là khai chiến rồi. Lúc cùng Tiểu Hắc đáp xuống tại Vương Phủ hỏi Hắc Thúc, anh mới biết Phụ Vương mấy tháng trước đã phát động chiến tranh với Hạng gia, dị là Mên lại đến tiền tuyến trấn Bắc quận tìm ông bồ. Phía Tần Đức ông bay lên không gặp Hạng Ương và Ngũ Đức nhất định không cho lui quân. Dù Hạng Ương là Nguyên Anh thì cũng chẳng thể nào một mình đối đầu cả trăm vạn đại quân. Lão ta dù tức lắm mà chỉ đành đồng ý không làm tổn thương người của Tần gia. Đợi Tần quân lui binh, lão già đó không giữ lời hứa sai Hạng gia thiết kỵ tàn sát Tần quân bị lạc đàn. Rồi lại dẫn dắt đội quân tiến công làm Tần quân phải khuất thủ thành nội. Đợi Tần Đức nghĩ ra đối sách. Bên trong trận doanh Tần gia, hai người Tần Đức và Phong Tử Ngọc cảm ứng được khí tức của cao thủ. Không ngờ cao thủ đó lại là Tiểu Vũ Nhi của ông cùng với Tiểu Hắc. Tần Vũ cùng người nhà Tần gia vừa ngồi ăn uống vừa kể hành trình thăng cấp của mình cho mọi người nghe. Tần Đức ngắm nghía thằng con mất mà có lại được rất nhanh đáp ứng điều kiện của nó. Thế mợ nào lại đưa nhau lên mái hiên ngồi hết thế này? Thiếu niên kể lại khi mình còn tu luyện ngoại công thì luôn ngồi trên mái hiên cho yên tĩnh cơ mà có hơi cô đơn. Khi đó cậu nghĩ nếu được ngồi đây cùng Phụ Vương ngắm trăng tâm hự thì quá là hạnh phúc luôn. Thôi thì thi thoảng ngồi ngắm trăng dư này cũng có phong vị lắm, liền uống chút rượu thưởng trăng vậy. Lúc này Vương gia rốt cuộc cũng nói ra lý do mình phải đình chiến là do Hạng Ương đã trở về. Dù thiếu niên cũng muốn chiến với Hạng Ương lắm nhưng chênh lệch thực lực lớn quá, mọi người ai cũng không đồng ý. Đột nhiên Tiểu Hắc gọi Tiểu Vũ vào không gian riêng của hai người. Thiếu niên đã là tinh vân trung kỳ còn Tiểu Hắc là kim đan trung kỳ, vậy nên phần thắng cũng khó nói lắm. Nhưng mà Hắc Vũ đã dùng truyền thừa ký ức tu luyện chiêu thứ nhất của Ám Nguyệt dưới nguyệt thực toàn phần có thể thi triển ra. Uy lực so với lôi hỏa mạnh hơn nhiều, lại thêm linh khí luyện chế lúc trước chí ít có thể làm Hạng Ương bị thương. Còn lại phải xem vào thực lực của chủ nhân. Sáng hôm sau Vương gia gặp ác mộng mơ về ngày mất đi thằng con, vừa thở phào đã thấy hai đứa con còn lại nói Tiểu Vũ mất tích để lại hộp ngọc này. Mở ra hộp ngọc đọc thư trong đó đại khái là nam chính bỏ đi choảng nhau với Hạng Ương một trận rồi. Đứa nhỏ này vì ông mà làm nhiều như thế. Tần Đức để Tần Chính cất kỹ ba quyển bí tịch dưới phong thư. Còn Tần Phong thì để liệt hổ quân vây quang Vương thành Hạng gia rồi vội vàng bay đi. Để yên tâm choảng nhau với Hạng Ương, thiếu niên đi diệt trừ Ngũ Đức trước rất nhanh đã diệt được đối phương. Cậu dùng chính vũ khí của Ngũ Đức xuyên thủng Trần Hoàng cung gọi ra Hạng Ương. Cậu tự giới thiệu mình là Tần Vũ của Tần gia rồi khiêu chiến lão già, vừa hay thù mới hận cũ giải quyết trong lần này luôn. Lúc hai người chiến nhau thì Tần Đức bay tới nơi muốn tham gia cùng thằng con lại bị Phong Tử Ngọc ngăn lại. Nếu ông qua đó sẽ làm Tiểu Vũ phân tâm mất, chỉ đành để liệt hổ quân mai phục gần đó. Bên trên trận đấu một vàng một xanh choảng nhau kịch liệt. Tiểu Vũ bị đánh dính vô đá, không ngờ lão già kia lại có chiến giáp cấp bậc trung phẩm linh khí. Sắp nguyệt thực rồi, anh tranh thủ thời gian để Hắc Vũ dùng tuyệt chiêu của mình, hai chủ tớ cùng liên thủ oanh kích đối thủ. Lão già biến ra Bá Vương Thương dùng Bá Vương Nghịch Thiên Quyết cùng Tần Vũ và Hắc Vũ đối kháng. Sắp nguyệt thực toàn phần, Tiểu Hắc có thể thi triển ám nguyệt chiêu thứ nhất rồi, thiếu niên cố gắng chống đỡ tranh thủ thời gian cho Hắc Vũ. Từng tiếng hót vang lên, linh khí thú luyện chế vậy mà rất lợi hại, có thể ép sát Hạng Ương. Đã thế cậu cũng không thể thua được, lập tức gọi ra tinh thần lĩnh vực lưu tinh nhất kích cửu tinh hợp nhất. Dưới sự oanh kích của sức mạnh khổng lồ, nơi trận chiến diễn ra bùm bùm nổ tung, mặt đất xuất hiện rung chấn. Bên dưới Phong Tử Ngọc dùng linh thức dò xét qua nhưng không phát hiện được Tiểu Vũ bọn họ. Lại lần nữa mất đi con trai, Tần Đức đau đớn lệnh cho liệt hổ quân san bằng Bá Sở quận. Đột nhiên bầu trời vang lên tiếng hót của Hắc Ưng, Tiểu Vũ con trai ông ấy bò lên từ dưới hổ. Vương gia vội vàng chạy đến ôm thằng con, tâm trạng phức tạp không thôi. May mắn Tiểu Vũ Nhi của ông vẫn còn sống. Trong vòng một đêm, Hạng gia quân bị liệt hổ quân làm gỏi đánh Hạ Hoàng thành, xông vào hoàng cung. Hạng Quảng thấy Tần Đức cùng ba đứa con của ông ta đến, cuối cùng uống thuốc độc tự tử. Tối đó đại quân toàn thắng, Vương gia cùng người Tần gia ăn mừng chiến thắng. Tần Vũ đã dưỡng thương ổn thỏa, đi tới nói mình muốn rời khỏi Tiềm Long đại lục cảm thụ thế giới của người tu chân. Cứ tưởng lần này cậu sẽ lại bị Phụ Vương can ngăn, nhưng ông lại tâm hự một hồi. Ông dù yêu thương đứa con nhỏ nhất này nhưng lại thay nó quyết định cuộc đời mà chưa bao giờ hỏi qua ý định thật sự của nó. Hơn nữa còn bỏ bê để nó cô độc ở Vân Vũ Sơn Trang khắc khổ tu luyện. Tiểu Vũ vì để được ở bên cạnh ông bô mà nhiều lần dùng cả tính mạng hiệp trợ đại nghiệp Tần gia. Thiếu niên nghe những lời này tiến về phía trước hành lễ tối cao nhất với người phụ thân mình kính trọng. Lần này Tần Đức nhận ra đứa con nhỏ đã trưởng thành thật rồi. Vì vậy ông đồng ý để cậu vì mục tiêu của bản thân tự do bung lụa.
Sau khi nam chính tạm biệt người nhà rồi cùng Hắc Vũ đi tới vô biên hải vực, trên con thuyền vượt biên cậu nhìn hải đồ tông phái ông bố cho. Thu chân phân chia làm tu tiên tu ma tu yêu, tu tiên chú tọng thanh tịnh vô vi, tu ma chú tọng lực lương trí thượng, tu tiên giả ở tiên đảo, tu ma giả ở ma đảo. Vô biên hải vực có trung tâm tiên đảo Bồng Lai tiên vực cùng trung tâm ma đảo Tử Diễm ma ngục. Ông dặn thằng con không nên chạy loạn trong hải vực, lỡ như ngộ nhập ma đảo sẽ bị kẻ khác thôn phệ kim đan nguyên anh. Có điều trong hải vực thế lực mạnh nhất là tu yêu giả, mà sâu dưới đáy biển có tồn tại một vài tu yêu giả kinh khủng. Tiểu Hắc thôn phệ luyện hóa máu tươi của tu yêu bạch tuộc, hiện ra viên đan có dung hợp sinh mệnh chi khí. Bỗng nhiên từ dưới biển có tận 12 con yêu thú kim đan hậu kỳ bao vây tới. Sau một hồi chiến đấu, thuyền bị phá, cả hai đành phải bơi xuống dưới biển. Thế mẹ nào số nhỏ gặp phải bạch tuộc nguyên anh kỳ, hóa ra Tang Mặc này là mẹ của cái con bạch tuộc bị tiểu Hắc diệt ban nãy. Tình thế không ổn, Tần Vũ chỉ đành phải dùng điều kiện đưa lại kim đan cho Tang Mặc, hứa từ nay về sau không đặt chân đến hải vực này nữa. Cơ mà con mẹ không chịu để dâu bạch tuộc tạo thành thập nhị môn thiên la địa võng trận vây khốn một người một thú. Đã thế anh chàng chỉ đành phải xuất thủ thiên la võng thì phá được rồi đấy, cái bọn bạch tuộc này lại còn nhả cả mực có độc ra. Sau cùng cậu vứt ra kim đan của con trai mụ ta rồi cùng tiểu Hắc chia làm hai hướng cố gắng trốn đi. Anh sử dụng lưu tinh độn bơi mà như bay nhanh chóng bỏ chạy, còn làm nổ một cái núi lửa nhỏ để thoát hiểm. Mụ ta không đuổi kịp anh, tức giận trở về cung điện tang tộc. Bà ta đoán phương pháp anh dùng để chạy tương tự như huyết độn của tu ma giả, chắc chắn thân mang trọng thương, thực lực cũng giảm sút rất nhiều. Tang Mộc truyền lệnh khắp Xích Huyết Động phủ, nếu kẻ nào báo thù được cho bà ta thì sẽ nhận thù lao là thượng phẩm linh khí băng lôi. Phía Tầm Vũ đang đau đớn vì bị sử dụng lưu tinh độn, may mắn lưu tinh lệ rất nhanh phát ra sức mạnh chữa trị cho anh. Còn đang tự hỏi tiểu Hắc đi đâu rồi thì Mồn Lèo hiện ra, kêu do anh dùng lưu tinh độn nên lôi sơn cứ nóng quá hò. Hắc Vũ bị mất liên hệ, anh phải ngồi tăng tốc luyện chế kim đan tăng thực lực lên mới được. Đối với hải vực anh không hiểu, sợ đi loạn sẽ gặp nguy hiểm dị là Mồn Lèo lại nói có bí kỹ ma đạo siêu hồn. Nó giúp anh khống chế linh hồn chi lực, học cách siêu hồn để hấp thụ ký ức của tu yêu giả. Thế anh chàng nhà ta đã sử dụng nó luôn từ một con bạch tuộc của tang tộc thấy mình bị truy nã. Mặc dù anh có được ngọc bài nhưng trên người lại méo, có yêu khí dị là Mồn Lèo lại nhảy ra. Tu luyện Bắc Minh, một loại bí kỹ ma đọa kết hợp linh hồn chi lực cùng tinh thần chu lực để giải quyết vấn đề. Một là có thể thu liễm khí tức, hai là có thể tăng tốc tu luyện. Vậy thì những người khác chỉ cho rằng anh tu luyện phương pháp tu yêu đặc biệt nào đó. Bên trong Xích Huyết Động phủ, cha Trương được Thanh Nhãn Ngư báo cáo lại hành tung của Tiểu Vũ. Thằng anh nó cha phách đi đến khuyên thằng em đừng có mà manh động. Tang Mặc là một trong 13 hộ pháp, nếu tu tiên giả đó không có chỗ hơn người sao thoát khỏi chiêu bắt của mụ bạch tuộc kia được. Mà nhân vật chính thì đang luyện Bắc Minh, tìm cách kết hợp linh hồn chi lúc và tinh thần chi lực. Cảm nhận dược có hai con yêu thú tới, đã thế có cả nguyên anh kỳ thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách. Tiểu Hắc bơi thế nào mà thấy chủ nhân đang bị dí thì cũng đuổi theo sau bọn họ. Ngay lúc anh chịu công kích từ hai phía của tu yêu giả thì Tiểu Hắc xuất hiện đỡ đòn cho chủ nhân. Dị là cả hai tiếp tục kế hoạch chia nhau ra chạy như lúc đối phó với Tang Mộc. Tiểu Vũ thì đối phó với cha phách, còn Mên thì đối phó với cha Trương. Thấy Tiểu Vũ bị cha phách theo đuôi, Hắc Vũ muốn ngăn hắn lại yểm trợ cho anh trai chạy đi nhưng lại bị cha Trương quấy rối. Tần Vũ cầm cột điện ném về phía đối thủ một phát làm nó phải hiện nguyên hình là một con rắn. Cuối cùng cả Tiểu Vũ và Tiểu Hắc đều cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi đây. Mỗi tội thanh niên số nhọ bơi thế nào lại nhảy bố nó vào hồ độc. Cha phách nói anh đã trúng độc của cái hồ này, chưa tới một canh giờ nữa độc phát thân vong. Dị là cả hai lại choảng nhau trong hồ độc, cơ mà số chó bị con rắn quấn chặt cả người, làm Tiểu Vũ phải sử dụng diễn huyễn kiếm quyết phồn tinh điểm điểm. Vô số kiếm khí màu vàng rơi xuống con rắn làm nó phải bỏ anh ra. Thu lại viêm xí kiếm, anh vừa né đòn vừa điều khiển kiếm đánh nhau với nó. Sau cùng Tần Vũ liều mạng cầm đoàn kiếm của mình thẳng mặt cắt ngang mặt con rắn mấy phát. Chiêu cuối cậu dồn hết linh khí lên kiếm cắm thẳng 7 tấc của nó. Đáng tiếc nó vẫn chưa chết, mà nhân cơ hội anh chịu trọng thương không chú ý phía sau lao đến cắn. Đến khi đấm chết con rắn rồi thì ngực cũng thủng một lỗ xanh, may là có lưu tinh lệ nên không bị mất mạng. Cha Trương trở về mách đại ca nói thằng Tam đệ chết rồi là do tu tiên giả mà Tang Mặc truy nã giết chết. Chuyện là do Tang Mặc à, ta bị động chủ gọi đến trách móc. Thế là động chủ lại ra lệnh truy nãn Hắc Vũ dùng để uy hiếp nam chính. Phía Tần Vũ anh giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, việc đầu tiên là cảm ứng sự an toàn của Tiểu Hắc. Ra bên ngoài phòng gặp được Khương Lan là một tu tiên giả, sau khi tự giới thiệu mình là Lưu Tinh liền cùng ông ấy ngồi uống trà. Người cứu anh là cô gái xinh như tiên nữ Khương Lập. Mỹ nhân đẹp quá làm Mên nhà ta nhìn thất con mẹ nó thần luôn. Sau khi nghe được tiếng gọi của Lan Thúc, thiếu niên giật mình rồi vội vàng đứng dậy cảm tạ ơn cứu mạng. Đột nhiên Lưu Tinh lệ trong cơ thể Tần Vũ phát ra nhiệt lượng gấp 2-3 lần so với lúc trước. Đợi cô gái rời đi, thiếu niên quay ra khỏi Khương Lan vì chưa từng thấy tu tiên giả nào ở dưới đáy biển cả.
mà Lập Nhi cô nương lại chỉ là kim đan tiền kỳ. Hóa ra cô gái thích ở nơi đây nên thúc cô ấy mới theo cháu gái ở lại chỗ này. Đột nhiên Tần Vũ cảm ứng được có kẻ tấn công, nhanh chóng né đòn. Kẻ tấn công anh đó chính là Hầu Phí. Cái con khỉ đáng ghét này thế mà lại là nguyên anh trung kỳ. Nghe Khương Lan nói Hầu Phí là thần thú hỏa tinh thủy viên làm Mên giật mình quay qua nhìn lại con khỉ đáng ghét trước mặt. Một nguyên anh trung kỳ như nó lại gọi Lan Thúc là sư tôn, cái người này rốt cuộc thực lực đến đâu thế không biết. Tần Vũ mượn nhờ một phòng trúc để tu luyện dị là Lan Thúc đặt luôn cấm chế cho cậu bớt có ai làm phiền. Thiếu niên tu luyện mãi mà Bắc Minh vẫn chưa thành đang sầu thúi ruột mùn lèo lại nhảy ra an ủi. Nhân cơ hội đang ở nơi thế ngoại đào viên yên tĩnh này lại có cường giả chống lưng, thôi thì cứ tu luyện Bắc Minh rồi cùng tiểu hắc tụ hợp sau vậy. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hóa ra bên ngoài là Hầu Phí. Nó chưa bao giờ được sư tôn cho phép ở phòng trúc, nói là phải tôi luyện ma tính của nó. Hơn nữa dù thực lực Tần Vũ thấp hơn Hầu Phí nhưng lại có tâm tính hơn hẳn nên Lan Thúc nói nó nên gọi người trước mắt là đại ca. Hầu Phí không phục, muốn chiến một trận cơ. Chiến thì chiến thôi, vậy là cả hai nhảy đến giữa hồ combat thử trong tiếng đàn du dương của Lập Nhi. Cùng con khỉ này đánh nhau mà chàng trai vẫn để ý thấy tiếng đàn này nó lạ lắm, hình như đang nhắc nhở mình gì đó thì phải. Lực phòng ngự của Hầu Phí quả thực rất kinh khủng cơ, mà thân là nam chính cậu vẫn rất dễ giành chặn lại Hắc Côn. Đồ khỉ chó tức cái cây gậy này lắm, đập bộp nó xuống, quay ra nói Lập Nhi, nó nghe ra được sư tỷ mượn tiếng đàn để chỉ điểm Lưu Tinh rồi. Sư tôn cũng thế, để nó ngộ phá côn tử bổng thất linh cơ mà mãi nó chả ngộ ra được. Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu, lúc chàng trai chạy ra thấy Lập Nhi cô nương đang chữa trị cho tu yêu giả. Ngắm mỹ nhân đến thất thần rồi bị nàng ấy gọi mới giật mình thảng thốt. Ồ, ra là nhìn thấy năng lượng xanh mà Lập Nhi cô nương phát ra có hiệu quả chữa trị tốt thế. Cái sức mạnh này của cổ chính là bí kỹ độc môn. Lập Nhi vừa rời đi thì Hầu Phí lại nhảy xuống từ cây kiếm chuyện. Bị con khỉ trôm mất cái nhẫn làm Tiểu Vũ Nhi phải chạy theo nó hòng lấy lại đồ. Chạy thế mẹ nào bị nó tính kế đi đến chỗ con gái nhà người ta đang tắm lộ thiên. Tần Vũ vội vàng xin lỗi lấy nhẫn bị Hầu Phí đánh trao với y phục Lập Nhi để lại cái áo cho cổ rồi chuồn đi. Cởi chân chạy ra ngoài gặp được Lan Thúc đành phải bốc phét làm thế để cảm nhận vạn vật trời đất. Vừa bốc phét khỏi mồm thì Lập Nhi cô nương đã trói con khỉ đáng ghét lại trả lại áo cho chàng trai cảm ơn rồi cũng đi luôn. Khương Lan nhìn Lưu Tinh chỉ mong hắn đừng có mà phải lòng Khương Lập. Từ đó trở đi tiểu hắc thì trốn tránh truy nã, còn chủ nhân của nó tự tại tu luyện trong không gian thần bí này. Một ngày nào đó Tiểu Vũ cảm nhận được tiểu hắc gặp nguy hiểm liền rời khỏi không gian thần bí này bơi về hướng huynh đệ. Sau khi cứu tiểu hắc ra lại đưa về không gian của Khương Lập, tối đó cả hai ngồi trên mái nhà Tâm Hự. Tâm Hự chưa nổi mấy câu, con khỉ đột mặt chó này lại đến gây chuyện rồi. Sướng nhất thiếu niên vừa tu luyện Bắc Minh vừa được gái đánh đàn mỗi ngày cho nghe. Ở lại đây mấy ngày tiểu hắc nhìn ra đại ca nó không phải vì tu luyện Bắc Minh mới không thể đi mà vì nguyên do khác. Chỗ này không có lợi cho một tu yêu giả như nó để tu luyện quá an toàn rồi, vậy nên Hắc Vũ bay đi trước để đại ca tự ngẫm lại. Mấy ngày nay thiếu niên cứ nghĩ về những lời Hắc Vũ nói với mình mãi. Lẽ ra bản thân hắn phải cùng tiểu hắc truy cầu cảnh giới cao hơn, sống một cuộc đời vui vẻ phiêu bạt. Nam chính càng cố gắng tu luyện Bắc Minh hơn, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa luyện hóa con thủy mãng nguyên anh này. Nhặt lên ngọc bài từ trên đất, hóa ra con thủy mãng này lại là phó động chủ Xích Huyết Động, vậy có nghĩa Xích Huyết Động phủ nhất định sẽ bày ra thiên la địa võng với tiểu hắc. Không thể để đệ ấy một mình chiến đấu, Tiểu Vũ nhanh chóng luyện hóa thủy mãng nốt kim đan của nó tăng cường thực lực. Cha phách tìm đến địa điểm mà Thanh Ngư tộc tìm thấy khi tiểu hắc xuất hiện cho người lục soát quanh đây. Tiểu yêu yên tử từng được Lập Nhi cứu nhanh chóng báo lại cho cô gái. Cuối cùng Tần Vũ cũng tu thành Bắc Minh, lúc bước ra tí thì làm yên tử bị dọa chết, cứ tưởng người của Xích Huyết Động xông vào trúc viện. Khương Lan cũng xuất hiện, biết được anh muốn ra ngoài xông xáo một phen thì cũng gật gù, mẹ nó chứ con khỉ Hầu Phí này méo cho đi đòi phải đánh một trận mới chịu thả. Thôi thì công pháp đạt đến tinh vân kỳ cộng thêm thời gian này được Lưu Tịnh Lệ làm dịu, tính bền dẻo của linh hồn chi lực cũng mạnh hơn. Đủ sức choảng nhau với Hầu Phí một trận. Sau khi cùng con khỉ đáng ghét combat, Hầu Phí cuối cùng cũng đồng ý mở mồm gọi Lưu Tinh là đại ca. Nó xin sư tôn ra ngoài chơi chút, vốn Khương Lập không đồng ý nhưng có Lưu Tinh mở miệng đảm bảo hừm hừm một cái rồi cũng đồng ý. Tạm biệt mọi người, đồng thời nói ra tên thật của mình, anh cùng Hầu Phí rời khỏi không gian trúc viện. Hai người bơi đi tìm tiểu hắc đồ nhà quê. Hầu Phí thấy cái gì cũng mới lạ, ngó một này một chút, ngó bên kia một chút. Vừa ra ngoài đã không chờ được mà đi gây chuyện, dùng gậy như ý đập vỡ tàng núi trước mặt. Hầu Phí từ đống đổ nát lấy được ngũ dạ tử hoa bảo bối luyện đan đắc ý ra mặt. Vừa đắc ý chưa được mấy giây thì người của Xích Huyết Động phủ tới đòi lại hoa, hai bên không ai chịu nhường ai, dị là lao vào choảng nhau vậy đó. Hầu Phí điên tiết cùng những người của Xích Huyết Động choảng nhau ầm ầm, mỗi tội IQ không đủ bị những tên tiểu nhân chơi đều đánh lén liên tục. Thứ ngu si bị tính kế mà không biết, đến lúc bị tên yêu béo tính kế dùng đá đè hầu đại ca y hệt như lúc bị đè dưới hoa quả sơn trong Tây Du Ký. Ngay lúc Hầu ca không thể làm gì được nữa, suýt chút toi cái mạng thần thú thì Lưu Tinh bơi tới đẩy kẻ địch ra.
Anh nhắc hầu phí khống chế lại lệ khí của mình đem nó vận chuyển vào bên trong hắc bổng mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, có nóng nảy vội vàng cũng vô dụng. Khẩu quyết của hắc bổng cần dựa vào chính bản thân hầu ca tự mình lý giải. Lưu Tinh đi dẫn dụ mấy tên tu yêu giả tranh thủ chút thời gian cho khỉ chó. Trong lúc một mình anh chàng đối phó với năm tu yêu giả dưới đáy biển thì hầu phí cố gắng nhớ lại khẩu quyết đột phá. Rốt cuộc ngay lúc thiếu niên bị bao vây sắp ngỏm tới nơi thì hầu phí cũng đột phá thành công thoát khỏi đống đá. Nó cầm lại hoa rồi biến lớn gậy như ý đập bọn tu yêu giả kia bẹp dí. Ngay lúc cây gậy đập thêm xuống biến cái bọn xích huyết động này thành bánh chả thì hầu phí thu lại gậy. Dù cũng không muốn lắm cơ mà Lưu Tinh đã lên tiếng giữ cho những tu yêu này một mạng, hầu ca đành phải nghe theo vậy. Năm kẻ tu yêu này thấy thực lực hai người trước mắt rất mạnh vội vàng cung kính mời cả hai về làm hộ pháp cho xích huyết động phủ. Dị là Lưu Tinh giả vờ thần bí một lúc rốt cuộc cũng đồng ý. Hầu phí và Tần Vũ cùng cha phách về tổng bọ của động phủ gặp các hộ pháp khác. Tang Mặc muốn kiếm chuyện bước ra đòi anh chàng phải bỏ mặt nạ ra. Với khi thế bố mày éo bỏ mặt nạ đấy, mày cứ làm quá bố bỏ đi luôn. Tang Mặc không làm gì được bèn muốn cùng anh so tài một chút. Hừm, so thì so, anh sợ mày chắc dị là hỏa kiếm biến thành hắc kiếm chơi đùa bạch tuộc như con. Hai nữ hộ pháp mê muội khí thế của nam nhân này rồi cười bẽn lẽn giới thiệu tên của mình. Đúng lúc này động chủ xích huyết động đi ra ném trả lại hắc kiếm cho thiếu niên. Động chủ làm cách nào cũng không nhìn ra được chút khí tức của người trước mắt này, mà anh kể lại mình cùng thằng em động chủ choảng nhau để giành ngũ dạ tử hoa. Thôi thì không đánh không quen biết để thể hiện thành ý, thiếu niên tặng cho hắn ta luôn hoa mới có được. Cha Hồng sảng khoái nhận hoa, tuyên bố Hầu Phí và Lưu Tinh là hộ phá thứ 14-15 của xích huyết động phủ. Bỗng thuộc hạ của động phủ đi vào báo tin tức của Hắc Vũ để tìm hiểu thêm Lưu Tinh nhận luôn cái nhiệm vụ này. Cha Hồng lệnh cho Bạch Âm Nhiễm, La Mục Húc, Trang Trung và Lưu Tinh năm vị hộ pháp lập tức xuất phát mang Hắc Ưng về. Chờ đến lúc chỉ còn hai người, Tiểu Vũ mới kể lại chuyện bọn họ vì sao lại bị xích huyết động truy sát. Dựa vào thực lực linh hồn cảnh giới của anh tương đương với nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thiếu niên lợi dụng linh thức của mình có phạm vi rộng hơn mấy vị hộ pháp sớm truyền tin tức cho Tiểu Hắc trước. Cậu giao việc cho Phí Phí rồi rời đi. Phía bốn vị hộ pháp đang chờ Lưu Tinh thì Tang Mặc xuất hiện nhắc nhở mụ ta nghi ngờ Lưu Tinh chính là tu tiên giả giết con trai mụ. Để thăm dò, mụ hiến kế sách cho bốn vị hộ pháp chờ Lưu Tinh đi tới giả vờ vì con trai của mình mà nói một phen. Lưu Tinh cùng bốn vị hộ pháp đi đến địa điểm tập kích Hắc Ưng, mỗi người đều vào vị trí của mình. Tiểu Vũ vừa quan sát vừa nghĩ ra kế sách rồi truyền âm cho Hắc Vũ. Ngay khi Tiểu Hắc bay qua, Bạch hộ pháp hét lên lệnh đám người úp sọt. Cả năm người theo lệnh tiến lên tấn công Hắc Ưng, còn Lưu Tinh thì nhân cơ hội Mục Húc không chú ý công kích ông ta móc ra nội đan. Đến lúc này những hộ pháp khác mới tin lời của Tang Mặc, thằng chóa trước mắt chính là tu tiên giả đang bị truy nã. Bạch Âm tức giận đẻ Trang Trung đi bắt Lưu Tinh, còn hắn thì đối phó với Hắc Ưng. Nhiễm Lan hộ pháp biến về thành rắn truy đuổi thiếu niên. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, Trang Trung nâng đá ném mẹ về phía Nhiễm Lan và Lưu Tinh. Kết quả Lưu Tinh thì méo sao mà rắn, Nhiễm Lan thì bị đá đập trúng. Thiếu niên nhân cơ hội đó sử dụng diễn huyễn kiếm quyết giải quyết luôn con rắn. Hóa ra tên tiểu nhân Trang Trung sợ đánh không lại Lưu Tinh, chủ động phối hợp với Lưu Tinh giết người nhà mình. Tang Mộc ở gần đó quan sát xác định được Lưu Tinh chính là tên tu yêu giả giết con trai mụ ta, nhanh chóng bơi về báo cáo động chủ. Có Trang Trung giúp đỡ, đỡ Tiểu Hắc và Tiểu Vũ rất nhanh giải quyết luôn cả Bạch Âm. Để tỏ thành ý quy hàng, Trang Trung lấy ra kim đan của mình đưa cho đối phương, còn thề với trời. Trên thế giới này nếu tu yêu giả vi phạm lời thề thì sẽ ứng nghiệm tạm thời, Tiểu Vũ tin tưởng lời nói của người trước mắt. Tiểu Vũ quay ra để Tiểu Hắc tạm thời cứ trốn truy sát trước, còn hắn sẽ trở về bên người cha Hồng. Phía Tang Mặc mụ ta đang bơi về xích huyết động thì gặp lại sự ngăn cản của Hầu Phí. Hầu ca rất nhanh đã giết chết mụ giả này, mọi tội làm việc không cẩn thận, để Tang Mặc truyền âm vào lệnh bài. Phía cha phách sau khi nghe thấy tất cả sự tình từ truyền âm lệnh bài của Bạch Tuộc lập tức lệnh thuộc hạ canh giữa chặt chẽ. Xong việc, hắn ta chạy đến trước động của cha Hồng mách lẻo. Cơ mà cha Hồng đang đến giai đoạn quan trọng éo thèm ke, làm cha phách muốn phách luôn cửa động. Bên ngoài, Lưu Tinh giả vờ bị thương cùng Trang Trung trở về gặp các vị hộ pháp khác nói Bạch Âm Nhiễm Lan phản bội. Trang Trung tiến lên trước bốc phét, Nhiễm Lan cùng Bạch Âm âm mưu đoạt nguyên anh của Lưu Tinh cùng những người khác nên bắt tay với Hắc Ưng. Mục Húc hộ pháp cũng bị chúng tiễn về Tây Thiên, còn có Tang Mặc vì ngứa mắt Lưu Tinh mà đánh lén Trang Trung, chỉ đành cùng Lưu Tinh liên thủ giết chết mụ ta. Đằng tất hộ pháp không nghe lời từ một phía muốn mời phó động chủ tới, mỗi tội thằng cha phách đó mất tích rồi còn đâu. Để chứng minh trong sạch, anh lấy ra nguyên anh của Nhiễm Lan rồi bô lô ba la lừa gạt một hồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, đằng tất hộ pháp để cho Lưu Tinh về độc viện tĩnh dưỡng, những người thì canh giữ nghiêm ngặt. Trở lại độc viện của mình, Tiểu Vũ cùng Hầu Phí suy đoán tình hình loạn thế này chắc chắn ở xích huyết động có thế lực thứ ba xen vào. Trang Trung đoán có lẽ có liên quan đến mật thất, hắn ta kể lại chuyện động chủ trăm năm trước nào có bế quan nhiều thế. Trong mật thất kia nhất định cất giấu bí mật động trời nào đó, việc quan trọng cần làm là Tiểu Vũ phải tăng lên thực lực, thế là cậu bế quan dùng nguyên anh của Mục Húc và Nhiễm Lan.
Trước hết, thiếu niên luyện hóa nguyên anh của Mục Húc đột phá lên lưu tinh cảnh giới, dung hợp ngàn vạn ngân sắc tinh thần. Phía cha Hồng lão gia rốt cuộc cũng phá giải cấm chế cầm trên tay ngọc kiếm trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Địch Đồng cầm thương đi tới. Hóa ra Địch Đồng thuộc về Cửu Sát Điện, mà ngọc kiếm là một trong 9 chìa khóa mở ra tiên phủ, mà cha Hồng đã sớm muốn diệt Cửu Sát Điện tự lập môn hộ từ lâu. Phía Tiểu Vũ sau một lúc lâu rốt cuộc cũng đột phá lưu tinh kỳ, bỗng nhiên anh cảm nhận được sóng năng lượng trong mật thất của cha Hồng. Để Hầu Phí ở lại trông coi, thiếu niên đi trước dò xét một chút. Bên trong mật thất, cha Hồng cùng Địch Đồng chiến nhau kịch liệt. Nghe Địch Đồng nói mới biết cha Phách đã bị tiễn khỏi server, thế là cha Hồng càng điên hơn, cùng đối phương đánh càng hăng máu hơn. Tiểu Vũ đứng ngoài quan sát cảm thán, vừa tới lưu tinh kỳ đã đụng phải hai con yêu thú động hư kỳ đại chiến. Mật thất rơi sâu xuống bên dưới, thiếu niên lập tức nhảy xuống theo trốn một bên quan sát. Thấy Địch Đồng biến ra bản thể, anh lo lắng nếu cha Hồng cứ thế ngủ một mình anh không đối phó nổi. Thế là anh chàng nhảy ra cùng cha Hồng trở về bản thể, liên thủ choảng nhau với đối phương. Một răn một rồng cứ thế đuổi bắt quấn lấy nhau, còn thiếu niên quan sát đợi thời cơ thì ra tay. Sau cùng cha Hồng bị Địch Đồng phun đến nỗi mất đi yêu thân, chỉ có thể làm tán yêu tu. Hắn ta vẫn không tha cho đối phương, vì để đạt được ngọc kiếm rất nhanh giết chết cha Hồng. Giờ thì anh chàng nhà ta phải một mình đối phó với Địch Đồng rồi. Dựa vào ưu thế tốc độ của mình, Tần Vũ vẫn có khả năng cùng đối thủ giao lưu một hồi. Mỗi tội năng lực ăn đòn của Địch Đồng mạnh phết, mãi chả xây sát mấy. Thôi thì bạo lực không giải quyết được vấn đề thì dùng trí vậy. Tốc độ của Tiểu Vũ nhanh đến nỗi chạy thành vòng xoáy quanh đối thủ. Đáng tiếc thực lực của Địch Đồng vẫn hơn rất nhanh, đã tóm được nam chính. Ngay lúc hắn ta mất cảnh giác thì viêm xí kiếm đâm tới từ sau lưng, hóa ra Tiểu Vũ trên mũi thương của hắn chỉ là ảo giác, Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng mới là thật. Chờ đối phương chết, thiếu niên thu lại nguyên anh của cha Hồng và Địch Đồng cùng với ngọc kiếm. Gặp lại Hầu Phí, cậu đưa cho nó nguyên anh của Địch Đồng động hư trung kỳ để luyện hóa. 6 hộ pháp còn lại của Xích Huyết Động chạy đến nơi giao chiến của động chủ, nhặt được lệnh bài của Cửu Sát Điện. Động chủ cùng phó động chủ đều ngỏm, thế là đám hộ pháp này phải chọn ra một vị động chủ mới. Lúc Hầu Phí đang hộ pháp cho đại ca thì mấy vị hộ pháp của Xích Huyết Động đến đòi cùng Lưu Tinh choảng nhau để chọn ra động chủ mới. Dị là Phí Phí nhà ta thay đại ca chiến luôn. Đằng tất thấy Lưu Tinh đang đột phá liền biến ra bản thể cùng Hầu Ca combat. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Vũ thành công đột phá nhảy lên oanh kích đằng tất. Thấy Lưu Tinh xuất hiện, đám yêu kinh ngạc không thôi, mới trước đó còn kim đan hậu kỳ tu thế mẹ nào thành nguyên anh trung kỳ rồi. Còn có một Hậu Phí là nguyên anh hậu kỳ nữa, thế này ai chơi lại cả hai chứ? Anh nói ra tên thật Tần Vũ của mình, tuyên bố mình là tân động chủ của Xích Huyết Động. Việc đầu tiên anh làm là để Hầu Phí làm nhị động chủ, bỏ lệnh truy sát mời Hắc Vũ về làm tam động chủ, tăng cường thực lực của Xích Huyết Động. Chuyển cảnh đến Thâm Hải Cửu Sát Điện, vị đứng đầu Cửu Long cảm ứng được bát đệ hắn ngỏm rồi phẫn nộ gầm thét lên. Sau khi nam chính luyện hóa nguyên anh còn dư lại của Địch Đồng đạt tới lưu tinh hậu kỳ, Phí Phí mang Tiểu Hắc trở về không gian Lôi Sơn cư ngắm nghía cái không gian này bày đặt chê mạnh. Tiểu Hắc trở về không ngờ đại ca đã lăn lộn lên làm Xích Huyết Động chủ. Tần Vũ lấy trường thương của Địch Đồng luyện ra đoàn kiếm mới gọi là Diễm Xí kiếm, rồi lại dùng tinh thạch luyện chế lại Diễm Xí quyến sáo mới hoàn toàn. Bây giờ binh khí của anh đã update thành cực phẩm linh khí. Thiếu niên lấy ra nguyên anh của Địch Hồng để Tiểu Hắc hấp thu tăng lên thành nguyên anh hậu kỳ, còn có cực phẩm tinh thạch tăng độ sắc nhọn của đệ. Xong xuôi lại nhìn tới ngọc kiếm, thứ này này là chìa khóa để mở ra tiên phủ. Nếu 8 người huynh đệ còn lại của Địch Thị biết Địch Đồng bị giết chết tại Xích Huyết Động thì phiền phức to. Đến lúc 8 con tử sát giao long thực lực động hư hậu kỳ mà phi tới đây thì có mà đang xuất khỏi trái đất. Phía Cửu Sát Điện sau khi cha ra biết được lão bát chắc là cùng cha Hồng combat mới ngỏm mà người đứng đầu Xích Huyết Động hiện tại là Tần Vũ. Cái tên này nó lạ lắm, không ai biết, thế là lão đại phái lão nhị cùng lão thất đi tìm ngọc kiếm về. Tần Vũ trở về không gian trúc viện gặp được Khương Lan. Ông biết Tần Vũ đã gây họa rồi, cái thứ ngọc kiếm này nóng bỏng tay dữ lắm, thôi thì đành phải cho thằng nhóc này lệnh bài. Nếu có nguy hiểm lập tức thiếu niên thông qua nó gọi ông đến. Thấy Khương Lập đi tới, ông dặn dò thiếu niên vài câu rồi để lại không gian cho đôi trẻ. Lập Nhi cô nương nghe thấy thiếu niên nói rất nhanh sẽ phải rời đi buồn rầu một lúc, mời anh đánh một ván cờ với mình cái đã. Đôi trẻ vui vẻ đánh cờ còn va chạm tay nhau. Thời gian chia ly đến trước khi đi còn hứa hẹn sẽ cùng chờ đổi cả xưng hô luôn. Sau khi rời khỏi trúc viện về Xích Huyết Động, thiếu niên đón tiếp 3 vị điên hạ từ Cửu Sát Điện tới. Bên trong đại sảnh, người của Cửu Sát Điện thấy lệnh bài trên tay Lưu Tinh thì hiểu lầm bát đệ của mình do hắn giết. Trang Trung tiến lên trước nói chức vị động chủ này là do Lưu Tinh cùng họ tỉ thí mới chọn ra, không thể nào vì âm mưu đoạt quyền mà giết được cả Địch Đồng và cha Hồng được. Mà cha Hồng thì bế quan suốt 100 năm, lệnh hộ pháp chấn giữ lớp lớp Tần Vũ mà muốn giết cha Hồng thì không thể nào các hộ pháp khác không biết được. Mãi mà không biết được nguyên do bát đệ của Cửu Sát Điện là do ai giết 3 tên giao long tức giận phá ra tay đánh người. Tần Vũ tiến lên một mình đấu với 3 con tử sát giao long. Chuyện đến nước này Tần Vũ chỉ đành uy hiếp 3 người kia dừng tay, nếu không sẽ tự hủy nguyên anh. Vậy thì cái chết của Địch Đồng và chuyện ngọc kiếm sẽ biến thành vĩnh viễn.
việc Cơ Mật Anh muốn tự mình nói chuyện với Địch Long. Tình hình cuối cùng là thiếu niên bị ba con giao long trói đến Cửu Sát Điện. Trước khi đi còn truyền âm cho Tiểu Hắc cùng Hầu Phí rằng hãy truyền ra tin tức của hắn và Ngọc Kiếm ra khắp hải vực. Sau đó Phí đi đường vòng tới Cửu Sát Điện đợi lệnh tiếp theo của hắn, còn Tiểu Hắc thì ở lại quản lý động phủ. Trên đường đi Tần Vũ dùng đủ mọi cách để kéo dài thời gian. May mắn họ đi đến vùng lưu vực có ánh sáng lờ mờ, nếu cứ gấp gáp lên đường sợ có biến. Thế là cả ba quyết định ở lại Cự Giáp động phủ một đêm. Bên trong một căn phòng của Cự Giáp động phủ, lão nhị trong ba giao long tự mình trông chừng Tần Vũ. Đột nhiên một tu yêu giả nhảy vào công kích lão ta, thiếu niên nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc. Hóa ra kẻ xông vào thuộc Thanh Long cung tên Đằng Sơn, vì tin tức của Ngọc Kiếm mà tới. Đằng Sơn cùng lão Lục và lão Thất combat, mà Lâu Kha của Bích Thủy phủ trốn đằng sau tóm lấy Tần Vũ. Đằng Sơn đuổi theo con cóc ghẻ, đến cuối cùng người của Cửu Sát Điện cùng Bích Thủy phủ và Thanh Long cung đều vây giết nhau để tóm lấy nhân vật chính. Lão Lục của Cửu Sát Điện biến ra chân thân rồng đánh đuổi Đằng Sơn và Lâu Kha. Hắn ta nghi ngờ chính thiếu niên là người đã giải tin tức ra nên những thế lực khác mới biết tin tức mà tìm đến. Hai người ta toàn bị linh thức của ba huynh đệ nhà Giao Long ngươi giám sát, nào có cơ hội đó chứ. Lão Thất nuốt Ngọc Hân Hoàn chữa thương rồi cùng ca ca của mình mang người về Cửu Sát Điện, trở về điện Địch tiễn báo đại ca Địch Long tin tức đã bị lộ. Thanh Long cung Đằng Sơn và Bịch Thủy Lâu Lâu Kha tới cướp Tần Vũ. Nhị ca bị Đằng Sơn giết, còn thất đệ thì bị thương. Thiếu niên bị tra hỏi rất chi là tự tin bốc phét, bản thân có một sư tôn đếch thèm quan tâm tới tiên phủ bé tí kia. Hôm ấy cha Hồng và Địch Đồng giao thủ tranh giành Ngọc Kiếm, đột nhiên có người thần bí thực lực cực mạnh. Người đó ra tay giết chết hai tên kia rồi cầm Ngọc Kiếm rời đi. Mà hắn được sư tôn chỉ dạy nên thực lực mới tăng mạnh rất nhanh, chiếm được Xích Huyết Động. Địch Long để lão Lục áp giải anh chàng đến Càn Khôn Điện rồi gọi Kinh Chập tới. Để Kinh Chập thôn phệ ký ức của Tần Vũ, cơ mà chưa kịp thôn phệ thì Mên đã được nội gian của Thanh Long cứu giúp thoát khỏi trói buộc. Sau đó ra ngoài phá mất ba cái xích của Càn Khôn Điện. Đám yêu tử sát giao long tới, anh vừa né đòn của chúng vừa tiếp tục phá xích. Xích giữ tàng bảo sắp bị phá hết, một tên giao long phải dừng chiến để giữ không cho nó rơi xuống. Sau một hồi rượt đuổi té khói bay lượn khắp nơi, xích đứt gần hết, mà Địch Long thì dùng chính những cái xích đó truy bắt Tần Vũ. Anh chừa né như cá trạch, ngay lúc cái xích cuối cùng đứt lập tức vươn tay dùng nhẫn không gian của Lôi Sơn Cu thu cả cái tàng bảo các cửa Cửu Sát Điện lại. Sau đó phi kiếm ra khỏi Cửu Sát Điện, dẫn dụ bảy con trùng nhỏ này theo truyền âm của Thanh Long cung lên đảo nhỏ trên bờ. Trên cái đảo nhỏ đó, Lâu Ca cùng Đằng Sơn liên thủ chờ người tới, chờ mãi mới thấy Tần Vũ lướt sóng bay tới khuyến mãi thêm mấy con giao long. Hai yêu, bọn ta chỉ bảo ngươi chạy ra khỏi Càn Khôn Điện, ngươi đi chôm tàng bảo các làm cái mẹ gì chứ. Bảy con trùng bay tới tấn công Lâu Kha cùng Đằng Sơn, lập tức ra tay tạo ra kết giới bảo vệ thiếu niên ở sau. Lâu Kha và Đằng Sơn lôi Thanh Long cung chủ cùng Tam Nhãn ra uy hiếp, nếu họ mà giết Tần Vũ vậy tin tức Ngọc Kiếm sẽ bị đứt đoạn, đến lúc đó mấy cái con giun này cứ chờ bị giết đi. Đời éo như là mơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thiếu niên dùng lời nói kích động một tên giao long, tên kia không nhịn được ra tay giết thiếu niên, làm Lâu Kha và Đằng Sơn phải ra tay. Bảy tên giao long cùng công kích phá vỡ kết giới, thiếu niên thoát ra ngoài lượn như cá trạch né đòn liên tục. Không thể để mất đi tin tức Ngọc Kiếm điểm người của Bịch Thủy Lâu cùng Thanh Long cung, vừa phải combat với người ta, người phải bảo vệ Tần Vũ. Do thiếu niên lần nhanh quá lại có hai yêu tu kia trợ giúp quấy nhiễu, bảy con giun quyết định bày ra lục hợp thiên môn trận nhốt cả ba người lại. Đằng Sơn Kha Lâu vội vàng tiến công ngăn không cho Tử Sát Giao Long bày trận, đáng tiếc vẫn là thất bại. Thanh niên nhọ nồi bị nhốt trong trận. Trận này chẳng những khó phá còn ngăn cách là thiên địa linh khí nữa. May mắn Hầu Phí theo lời dặn của ca ca lén lút bám tới đây, nhảy vào trận pháp móc lấy nguyên anh của lão ngũ. Lại thêm một huynh đệ nữa chết, mấy con giao long địch thị nổi điên tấn công Hầu Phí. Bỗng nhiên hai giọng nói thần bí vang lên chế giễu, năm con Tử Sát Giao Long tốn công sức thế mà cũng không bắt nổi một tiểu tử còn chưa đến động hư trung kỳ. Hóa ra hai giọng nói đó là của Thanh Long cung chủ và Bích Thủy Lâu Tam Nhãn Lâu chủ. Thanh Long nhìn ra Hầu Phí là một thần thú mà Tam Nhãn thì khinh thường bảy con giun. Tam Nhãn nghe thấy địch thị nhạo báng mình chỉ là một con cóc thần thú cái CIT, hắn liền tức giận mở ra con mắt thứ ba phá luôn trận pháp của Tử Sát Giao Long. Trận pháp đã phá lại có Phí trợ giúp, thiếu niên liền cùng mấy con giao long biến về bản thận combat. Hầu Ca bị ép đành phải tiến vào trạng thái cuồng bạo giết chết lão tứ. Nhìn cảnh này Thanh Long cảm thán, tư chất của Hầu Phí có thể sánh với siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long mạnh nhất long tộc hắn, nếu cứ để mặc con khỉ trưởng thành sau này sẽ có lúc bị uy hiếp địa vị. Để diệt trừ đối phương từ trong trứng nước, Tam Nhãn Bích Tình Thiềm cùng Thanh Long liên thủ tấn công Phí. Mà Hầu Ca của chúng ta tiến vào trạng thái cường bạo, không thể khống chế hành vi tấn công bất kể địch ta, vừa có sức mạnh của kinh công vừa có sức mạnh của Godzilla bắn tia laser từ mắt loạn xạ. Cả ba thế lực liên hợp muốn diệt trừ Phí, mà thiếu niên thì để bảo vệ đệ lập tức sử dụng tinh thần lĩnh vực cửu tinh ánh sáng. Đáng tiếc một mình anh đối phó với Gia Long, nhưng Hầu Phí thì bị Thanh Long cùng Tam Nhãn liên thủ khó mà phản kích lại.
Bên trên Hắc Thạch Hải đảo, Phí Phí bị cái lưỡi dài như ma của Tam Nhãn quấn chặt cổ. Nhìn đệ đệ rốt cuộc Tiểu Vũ vẫn dùng lệnh bài gọi ra Lan Thúc. Vừa lên tiếng gọi thì bị Giao Long đá một phát bay dính vô tường. Ngay lúc Địch Long giơ kiếm chém thiếu niên thì Lan Thúc xuất hiện như một kỳ tích chặn lại. Ông trấn áp lại Hầu Phí đang cuồng bạo, vừa dùng gậy như ý đập Thanh Long và Tam Nhãn vào cột đá. Chưa hết, ông còn dùng cây leo trói hai thằng chó này lại. Nhận ra thuật thuấn di chúng nó đoán Lan Thúc là tứ kiếp tán tiên ẩn thế, còn mấy con run thì đoán người này có thể là sư tôn Mạnh Phát Khiếp mà Tần Vũ từng nói đến. Có phải không thì éo biết, nhưng mấy con Giao Long này cũng bị Lan Thúc trói lại luôn. Khương Lan dịch chuyển thiếu niên đang được Lưu Tinh Lệ chữa thương sang rồi bên, rồi dùng hồ lô đựng rượu vẩy nước lên người Phí Phí giúp nó thoát khỏi cuồng bạo. Mà Phí Phí vừa tỉnh đã bị sư tôn đập cốp cái gậy như ý vào đầu. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Lan Thúc mở trói cho mấy tên phía dưới, gọi Tiểu Thanh Long và Tiểu Cáp Mô, Thanh Long Diên Lang và Tam Nhãn vội càng hành lễ bái kiến tiền bối. Lan Thúc lại thả mấy con run ra, mà anh chàng có người chống lưng sắp hết mũi lên trời rồi. Ông hỏi chuyện của hai đồ đệ Diên Lang, lập tức đổ tội cho Giao Long. Mẹ cái tên này, bố có hỏi mày à, khóa luôn cái mõm lại. Tam Nhãn lên tiếng nói ban nãy họ có trợ giúp Tần Vũ thoát ra, còn phá cả lục hợp trận của Tử Sát Giao Long nữa. Hừ hừ, tưởng ta không biết các người nghĩ gì à, giáp tâm tính toán tranh đoạt Tiểu Vũ chẳng phải vì Ngọc Kiếm sao? Không những thế còn tính toán tư chất thần thú đồ đệ nhà ta ra tay đánh nó trọng thương, còn về Cửu Sát Điện vì để có Ngọc Kiếm mà khinh thường sinh mạng kẻ khác. Hiện tại Ngọc Kiếm trên tay Tần Vũ, Lan Thúc uy hiếp đám yêu phía dưới, nếu dám nhắm tới thì phải chịu được lửa giận của ông. Tuy rằng đám yêu tàn bạo nhưng giờ cũng xem như đã chịu trả giá Tiểu Vũ để thúc thúc thả những yêu này ra, để tỏ lòng kính sợ cũng như bồi thường. Diên Long lấy hai động phủ Hắc Giao và Lục Nhật phía Tây Xích Huyết Động dâng lên cho thiếu niên, Tam Nhãn cắt hai động phủ Tranh Xí và Tuyết Vũ phía Đông Xích Huyết Động cho Tiểu Vũ. Địch Long cắt Mang Giác và Phù Phong động phủ gần Xích Huyết Động nhất cho thiếu niên. Đám yêu nhìn Khương Lan một lúc thuấn di đi, hai người khiếp sợ không thôi, thực lực thế nào khéo còn trên cả tứ kiếp tán tiên ấy chứ. Trận chiến này ở Hắc Thạch Đảo rất nhanh sẽ truyền đến Bồng Lai Tiên Vực và Tử Diễm Ma Ngục. Lan Thúc thuấn di cả hai về bên ngoài Xích Huyết Động, nghe thiếu niên hỏi mình rốt cuộc ở cảnh giới nào, ông không nói mà chỉ vậy rượu. Trước mắt hai người hiện lên vũ trụ rộng lớn bao la, nói ra mấy câu rất chi là thâm ảo ác cũng éo hiểu lắm. Nhắc tới Ngọc Kiếm, nguyên nhân việc này không phải vì ông giúp anh đoạt kiếm mà chỉ đơn giản là thấy cậu có duyên với nó. Nếu muốn tìm đến tiên phủ vậy cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn. Trên Đằng Long Đại Lục phía nam bạo loạn tinh hải, tu tiên giả tông phía mọc như rừng tán tiên cũng vô số, Lan Thúc nhắc nhở cậu phải cảnh giác tất cả bọn họ. Mà thiên địa linh khí của bạo loạn tinh hải vô cùng cuồng bạo, hung thủ tán tiên khắp nơi, cảnh giới càng cao càng phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm, lúc đó lựa chọn của Tần Vũ sẽ như thế nào? Mà dù có thế nào đi nữa cậu cũng không trở thành người giết người vô tội vạ như Địch Long. Cũng không cho rằng như vậy là lẽ thường, tin rằng dựa vào sự nỗ lực của bản thân, từng bước tu luyện cũng sẽ tạo ra một khoảng thiên địa của riêng mình trong giới tu chân này. Lan Thúc rất hài lòng với tâm tính bực này của thiếu niên. Ông nói trên tu chân giới còn có thứ gọi là tiên giới, chỉ cần cậu kiên trì luyện tiếp công pháp đặc biệt của mình, tương lai phát triển đến bực nào ông cũng chẳng thể đoán được. Khương Lập tặng món quà đầu tiên cho Tần Vũ, một tòa Chu Thiên Tinh Thần Địa Trận. Trận pháo không những tụ tập linh khí tinh thần quang hoa còn có thể ngăn chặn công kích mạnh, nam chính đặt tên cho nó là Tinh Thần Các. Tiểu Hắc giới thiệu nghiêm nghị cho đại ca lúc còn lưu lạc quen biết được làm thủ tịch hộ pháp, Tiểu Vũ giao chức vị tổng quản cho Trang Trùn quản lý. Phí Phí bên cạnh oán giận vài câu, nó có mỗi cái chức danh nhị các chủ này thôi. Tiểu Hắc chế nhạo, mẹ cái con khỉ mới nhú như mày sao mà bằng hắc ưng ta đây, đã theo đại ca từ nhỏ. Khỉ với chim cứ như gặp phải thiên địch vậy, lần nào gặp nhau cũng phải tổn thương tâm lý đối thủ một phen. Sau cùng phải để Khương Lập đi ra uy hiếp xác về trúc viện, Phí Phí mới xin lỗi, mà Tiểu Hắc nghe đại ca khuyên cũng đành đáp ứng một tiếng. Đôi trẻ cùng nhau ngắm cảnh, Lập Nhi thấy có một chỗ rất khác so với Tinh Thần Các liền được thiếu niên dẫn tới. Nơi này được Tần Vũ tạo ra y hệt như hồi còn ở Vân Vũ Sơn Trang. Cùng nàng ấy đi ngắm cảnh một hồi, đang định nói cái gì đó thì giọng Tiểu Vũ truyền âm cách ngang. Là người Thanh Long Cung Tam Nhãn và Địch Long đến chúc mừng, lại đến ba người của Bồng Lai Tiên Vực đến. Vị này là Thanh Hư Quan Đại Trưởng Lão Ngôn Tự Chân Nhân. Đây là Tử Dương Môn Hỏa Điền Chân Nhân, cùng với Lam Ương Môn Địch Phong Chân Nhân. Đại diện ma tu của Tử Diễm Ma Ngục cũng tới, người này là Tử Diễm Ma Ngục Y Đạt. Đây là Viêm Ma Môn Tiêu Cửu, cùng Âm Nguyệt Cung Tư Đồ Huyết. Để đáp lễ người của các thế lực tới đây chúc mừng khai các, Tần Vũ mời họ vào ngồi tiệc rượu. Bên trong tiệc rượu, Diên Long kể về quá khứ đen tối của ngoại hiệu Tử Phát Ngục Vương Y Đạt. Ôi đơn gian người đứng đầu Tử Diễm gọi là Vương tóc tím, thế kia chả gọi là Tử thì gì. Hóa ra lúc mới đầu Tiêu Cửu và Tư Đồ Huyết không phục, lại bị Y Đạt nhốt 3 năm phong bế công lực. Cho nên mới có cái tên Tử Phát Ngục Vương, mục đích chính hôm nay Ngôn Tự đến để nói về Ngọc Kiếm. Lão mặc kệ người khác tấn công rồi nói về tin tức của Ngọc Kiếm. Tám cái đã xuất hiện, cái thứ 9 thì không rõ tung tích.
lão muốn nhân cơ hội mượn 8 ngọc kiếm khác dùng bí pháp để tìm ra thanh thứ 9. Đến lúc đó họ sẽ cùng hưởng 9 kiếm cùng hưởng tiên phủ, nhưng thật sự đơn giản thế sao? Cơ mà có sư tôn của Tần Vũ ở đây ai dám động vào cậu chứ? Để thu được sự tín nhiệm, Ngôn Tự chân nhân bỏ ra ngọc kiếm của mình trước. Những người khác thấy Tần Vũ cũng bỏ ra liền lấy ngọc kiếm ra theo. Vậy là tập hợp đủ 8 thanh, Ngôn Tự lập tức sử dụng bí pháp cảm ứng thanh còn lại. Tất cả những người đang ở tinh thần các đều nhanh chóng đuổi theo ông ta. Đoàn người bay mãi vượt qua biển cả tiến đến đất liền đến gần Ô Giang. Tiểu Vũ nhanh chóng giới thiệu với mọi người đây là quê hương của mình, còn tự động lộ ra thân phận nhân loại của mình. Mấy người bay nhiều đến nỗi át cũng sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng tiến vào hồng hoang. Bọn họ nhanh chóng thu lại ngọc kiếm của mình. Lúc đáp xuống nơi có thanh thứ 9, Tiểu Vũ nhận ra cái chỗ này anh cùng Tiểu Hắc gặp phải Long Nham và Hồng Loan, nơi này bị gì đó nhiễu loạn, là Ngôn Tự không thể tìm ra vị trí cụ thể của ngọc kiếm, thôi thì đành phải từ từ tìm kiếm vậy. Ai cũng có thế lực riêng của mình, quyết định trong thời gian này ai về nhà lấy. Tiểu Vũ vốn là người của Tiềm Long Đại Lục, lập tức dẫn Lập Nhi cùng Hầu Phí về Vân Vũ Sơn Trang. Thiếu niên dẫn Crad đi vào kể lại cho nàng những trải nghiệm của mình từ nhỏ đến lớn khi còn ở đây. Lại dẫn cô ấy ngắm cảnh khắp nơi này, khi nói đến phụ thân Lập Nhi cũng có trải nghiệm tương tự. Cũng từng xa phụ thân, từng muốn được gần gũi ông Bô mà cố gắng đi giúp. Sau cùng lại xảy ra biến cố nên mới cùng Lan Thúc rời khỏi nơi từng sống. Thiếu niên an ủi nàng, bản thân hắn cũng đã từng cho rằng mình bị ông Bô chán ghét vì vô dụng, nhưng sau tất cả mới phát hiện đều là vì bảo vệ con cái mà thôi. Tin rằng ông Bô Khương Lập cũng vậy, tâm hự một hồi Tần Vũ dẫn mọi người về Viêm Kinh. Đại ca nhị ca giờ đây một người làm hoàng đế một người làm tướng quân, gặp lại nhau ai cũng đều vui vẻ. Đại Sơn bây giờ đã là thống lĩnh Tô Nham Thành, còn Tiểu Lộ tu luyện đến Thiên Thiên Trung Kỳ. Hai huynh muội này so với trong trí nhớ của anh đã khác đi nhiều rồi. Tần Đức cùng Phong Tử Ngọc thì bế quan, Triệu Vân Hưng sư phụ thì do sông Ô vỡ đê nên đã tới đó cứu nạn. Tần Phong Tần Chính đều đã lấy vợ, cậu chàng như cảm nhận được gì đó không đúng mà hai vị ca ca thì mãi không chịu nói. Cuối cùng Tiểu Vũ phi kiếm bay tới mật thất, trốn một bên nhìn phụ thân và Phong Bá Bá. Cả hai người bị Đông Phương Dụ của Minh Vương triều đoạn mất một cánh tay mà Triệu Vân Hưng đã chết. Nghe đến đây thiếu niên không chịu nổi nữa hiện thân, hai người chỉ đành nói sự thật. Họ choảng nhau với Chiêu Dương Tông của Minh Vương triều một trận. Trước mặt Nguyên Anh Trung Kỳ, Đông Phương Dụ giữ được một mạng, có điều lại mất một cánh tay. Tần Vũ không thèm nghe khuyên bảo của hai người, nhảy lên phi kiếm chạy đến Chiêu Dương Tông. Tần Đức cùng Phong Tử Ngọc đuổi theo ra ngoài, lại thấy rất nhiều tu yêu giả tới thì căng thẳng vô cùng. Nghiêm Nghị cùng thủ hạ nhảy xuống nói phụng mệnh các chủ tới bảo vệ Tần gia. Lập Nhi cô nương quay qua giải thích, phía Chiêu Dương Tông Diên Long đang chế đám người bên dưới đồ vô dụng xâm nhập Hồng Hoàng tìm ngọc kiếm thôi cũng không làm được. Ngôn Tự chân nhân liếc Thanh Long một cái, chắc chắn ông đang nghĩ, mẹ cái thằng chó này, bố mày phải dùng thế lực nhà bố để đi tìm, còn mày thì cứ đứng che ỏng che eo. Nếu Đông Phương Niệm và Đông Phương Dụ thành công tìm được ngọc kiếm, Ngôn Tự hứa hẹn sẽ đem họ tới Bồng Lai Tiên Vực tu luyện. Hai cha con vội vàng tạ ơn, cơ mà chưa kịp hưởng thụ đã bị Tần Vũ tìm đến. Thấy Tần Vũ tức giận thế, chân nhân bèn hỏi chuyện. Thấy Đông Phương Niệm không biết Tần các chủ là ai, đành phải giải thích. Thiếu niên là các chủ tinh thần các trong hải vực tu yêu giới đồng minh của Cửu Kiếm Liên Minh, xuất thân cùng từ Tiềm Long Đại Lục. Bây giờ Đông Phương Niệm mới suy đoán ra vị các chủ này cùng Tổ Long Triều Tần Đức là người một nhà. Thiếu niên từ trên cao nhảy xuống đòi tính món nợ. Các đệ tử Chiêu Dương Tông đều bay lên đối mặt với họ là vô số tu yêu giả của tinh thần các. Cái đám phàm nhân này thành sự không có bại sự có thừa mà. Tần Vũ sử dụng Bắc Minh thấy được ông Bô và Phong Bá Bá là như thế nào bị mất một cánh tay. Còn ân sư Triệu Vân Hưng của mình như thế nào bị Đông Phương Dụ giết chết. Đông Phương Niệm cùng Đông Phương Dụ vội vàng quỳ xuống xin tha mạng, lại lấy chuyện của Cửu Kiếm ra mong Tiểu Vũ lấy đại cục làm trọng. Trọng trọng cái cục cớt ấy ông đây éo chịu nhé. Nghe những lời như xúc phạm của thiếu chủ Chiêu Dương Tông, thiếu niên càng điên tiết phẫn nộ hơn. Anh biến ra dây xích quăng quật đối phương tứ tung, từng cú đấm ra làm Đông Phương Dụ khóc thét thảm thiết. Ngay lúc anh định kết liễu mạng chó của hắn thì Ngôn Tự chân nhân vội vàng lên tiếng ngăn lại, kẻ này chết thì cũng đúng nhưng như vậy sẽ vi phạm quy tắc nhân tiên khác đường mất. Cơ mà không cho Tần Vũ cơ hội, do dự Long Diên trực tiếp cầm thương xuyên thủng ngực Đông Phương Dụ lấy mạng con chó này luôn. Đối với Thanh Long đám người này chỉ như con kiến mà thôi. Hắn còn đề nghị cùng phong ấn Nguyên Anh bọn người này phế đi Chiêu Dương Tông vĩnh trừ hậu hoạn. Ngôn Tự chân nhân nói Đông Phương Dụ tự gây kiệt không thể sống nhưng nếu phế đi Chiêu Dương Tông sẽ vi phạm nhân tiên khác đường. Quy tắc đó được các tán tu trên bạo loạn tinh hải định ra tránh tu chân giả can thiệp vào tranh đấu của phàm nhân. Thôi thì cậu cũng không phải người làm ra được chuyện đuổi tận giết tuyệt, chỉ đành đồng ý. Chiêu Dương Tông chủ vội vàng tạ ơn, cùng Hầu Phí và Tiểu Hắc trở về Viêm Thành lại thấy tay của Tiểu Lộ đã mọc trở lại liền kinh ngạc. Hóa ra là nhờ có Lập Nhi cô nương, tay của phụ thân cùng Phong Bá Bá cũng được nàng chữa trị. Tần Vũ cùng ông Bô nhà mình đứng trước cái cây năm xưa, hai cha con cùng chồng tâm hự. Tâm hự một hồi thì lệnh bài của những thế tu chân khác gọi tới Hồng Hoang,
thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng chớp mắt đã 10 năm. Mười mấy tu chân giả cùng đến trước động phủ có sự xuất hiện của Ngọc Kiếm. Ngon Tử chân nhân kể lại quá trình nhân mã nhà ổng tìm kiếm thế nào, nhân mã đó bị yêu thú dẫn dụ đến trước động này, kết quả những người đi vào dò xét không ai trở về được. Thiếu niên là người nhảy xuống trước tiên, những người khác thấy thế bèn nhảy vào động phủ theo. Mắt như tia laser của Phí Phí thấy phía trước dầu đặc hàn khí tới liền nhắc nhở mọi người. Đoàn người cố gắng chống đỡ hàn khí thì Dung Nham tới đành phải nhảy lên phi kiếm bỏ chạy. Bọn họ bay đến phía trước vượt qua hố đen theo lời nhắc của Hầu Phí đi đến nơi toàn là linh phù trên đầu. Không ai chú ý tới vậy nên những người ở đây bị linh phù trấn áp khó khăn chống đỡ. Tiểu Vũ để ý thấy mấy tảng đá này là từ một tấm phù lớn trên đầu nhảy ra. Cả bọn cùng công kích vào một chỗ rất nhanh hóa giải được tấm phù. Trước mắt hiện ra một bia đá có dòng chữ chỉ dựa vào khí thế của văn tự liền có thể khiến những người đang có mặt bị thương, người công lực yếu trái lại không bị ảnh hưởng. Người để lại chữ trên bia đá này hẳn bét cũng là Kim Tiên. Cửa ải này Ngôn Tử chân nhân dùng các đệ tử của Chiêu Dương Tông đi thí nghiệm xem cửa nào là cửa sinh. Vốn Tiểu Vũ không định đồng ý nhưng người ta cứ đâm đầu vào chỗ chết đến anh cũng chả cản nổi, mỗi tội ngọc bài đại biểu chi sinh mệnh của 9 người đó sau một lát đi vào các cửa đều tắt ngúm. Thiếu niên gợi ý Ngọc Tử thử dùng lại phương pháp lúc ban đầu dùng 8 kiếm đi cảm ứng xem nhưng vẫn là thất bại. Thôi vậy đi cửa nào cũng chết, nam chính nhà ta quyết định kệ mẹ đám người này, ông đây cứ đi bừa một cửa. Những người khác nhanh chóng nhảy lên phi kiếm đuổi theo. Số nhọ nồi bị Dung Nham bao vây ngay lúc cứ tưởng lần này cả đám toang đến nơi thì Dung Nham biến mất. Không gian xung quanh thay đổi, người ngồi phía trước chính là kẻ sở hữu thanh ngọc kiếm thứ 9 Diên Mặc. Diên Mặc lấy ra thanh kiếm thứ 9 Diên Long, nhìn ra tên chóa này sử dụng huyễn thuật. Huyễn thuật vừa bị phá bỏ mấy người đều nhận ra là Hắc Long Không Minh trung kỳ. Tên này địa vị trong tộc còn cao hơn cả Thanh Long. Ngôn Tử chân nhân chất vấn hắn, nếu đã đều vì mục đích tìm kiếm tiên phủ sao mà cứ giết hết thủ hạ của người ta thế? Đối với Diên Mặc, mấy tên phế vật đó chết cũng đáng cả thôi. Vốn hắn còn nghĩ đợi đoàn người Tần Vũ bước vào cửa tử thế thì hắn chỉ cần chờ tất cả đều chết một mình đi tới tiên phủ là được. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi đi đúng cửa sinh. Ý Đạt Khu muốn nói nhiều tiễn lên muốn giết Diên Mặc đoạt ngọc kiếm, mỗi tội thực lực của đối phương cũng ra gì này nọ phết. Dù gì Diên Mặc cũng là trưởng khống giả bên ngoài Hồng Hoang. Nếu hắn xảy ra chuyện gì trưởng khống giả bên trong Hồng Hoang thần thú đại thành kỳ mà xuất thủ thì cả lũ đi ăn cám hết. Tần Vũ lên tiếng chuyện đến nước này rồi thêm ngọc kiếm của Diên Mặc cũng chả sao cả, những người còn lại chỉ đành đồng ý. Liên minh đã thành nhóm người truyền tống ra ngoài dùng cửu kiếm thi pháp tìm ra vị trí tiên phủ. Theo cửa truyền tống bọn họ bước ra phát hiện tiên phủ nằm trong bạo loạn tinh hải. Mẹ nó chứ, nơi này nguy hiểm lắm đó nha. Để đảm bảo an toàn những người này ai cũng muốn mang thêm cao thủ nhà mình đi, còn dựa vào một ngọc kiếm mang đi bao nhiêu người nữa. Vốn một thanh được mang một người nhưng Ngon Tự chân nhân không chịu. Bông Lai Tiên Vực ổng vì tìm ngọc kiếm mà Hỏa Điền chân nhân và Địch Phong chân nhân hy sinh, nếu Tử Dương môn và Lam Ương môn bị loại ra tiên phủ thì ổng biết ăn nói sao. Mấy người cãi nhau qua lại rốt cuộc vẫn là Tần Vũ lên tiếng. Chốt kèo ai có một thanh ngọc kiếm thì đi hai người, tên Diên Mặc vì để thú thú nhà mình đều được đi cả, tàn nhẫn ra tay sát hại người của Cửu Sát Điện. Diên Mặc khinh thường đồ trùng nhỏ yếu của Cửu Sát Điện yếu ớt thế không xứng đi vào tiên phủ. Tiểu Vũ thở dài, tám huynh đệ trong Cửu Sát Điện đều đã chết, còn sót lại Địch Năng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái tên nóng nảy đó bất luận thế nào cũng cho rằng đều là do Tần Vũ. Tuy cái tên đó không làm gì được anh nhưng anh lo lắng nó sẽ làm gì đó với người nhà. Thiếu niên quyết định trước hết cứ về nhà một chuyến xem sao, những người còn lại hoặc là tranh thủ thời gian này nâng cao thực lực hoặc là độ kiếp. Đã lâu không gặp, mọi người nhìn thấy cha và hai ca ca Tiểu Vũ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ cậu mới kể đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Phía Cửu Sát Điện quả nhiên hắn ta cho rằng tất cả những chuyện này đều là do Tần Vũ bắt đầu từ chuyện bát đệ hắn ngỏm. Tên ngu này điên tiết phẫn nộ lệnh cho thuộc hạ tập hợp hết những yêu thú của điện rồi đốt cháy nơi này tiến về Tần gia. Mà Tần gia bên kia Tiểu Hắc đang độ kiếp cố gắng vượt qua thiên lôi, thiếu niên lang cùng Lập Nhi đều rất lo lắng cho nó. Cuối cùng Hắc Vũ cũng thành không vượt kiếp từ một con chim ưng biên thành dáng vẻ điều nhân. Ba người còn đang vui vẻ thì Phí Phí truyền âm tới nói đám chuột Cửu Sát Điện giảo hoạt tấn công khắp nơi gây hoang mang, đồng thời còn trà trộn vào trong thành dùng ngọc bài giả của tinh thần các. Tiểu Vũ để Phí Phí đi kiểm kê tất cả hộ vệ của tinh thần các cũng đi đổi luôn ngọc bài thân phận mới. Tại Viêm Thành, thiếu niên cùng Lập Nhi nói chuyện kỳ độ kiếp của anh đang gần kề để bảo vệ người nhà thu hút sự chú ý của Địch Năng. Tiểu Vũ bỏ qua lời khuyên của Lập Nhi thả ra tin tức mình chuẩn bị độ kiếp cho kẻ thù biết, mà Lập Nhi khuyên không nổi dỗi hắn luôn. Tần Đức lại bước ra an ủi con trai, kế hoạch hiện tại là chia làm hai đội nhân mã, Phí Phí đi bảo vệ đại ca, còn Tiểu Hắc cùng Nghiêm ở nhà bảo vệ Tần gia. Địch Năng thừa biết tin tức Tiểu Vũ độ kiếp đến tay quá dễ thế nhưng dù có phải mất cái mạng cũng muốn tìm đến đối phương báo thù. Trước khi rời khỏi kinh thành đi độ kiếp, thiếu niên tạm biệt mọi người cầm ngọc giản mà Lập Nhi đưa cho Phí Phí rồi bay đi. Bay đến Thạch Hạc Hải Đảo, thiếu niên đón lấy đọa thiên lôi thứ nhất rất nhanh đã đến đọa thiên lôi thứ ba.
Phía kinh thành, quân đội yêu tu của Cửu Sát Điện tiến đến thừa cơ binh mã tinh thần các đang bảo vệ các chủ độ kiếp mà tới, lại còn tới nhiều người như vậy nữa. Những tướng sĩ của Viêm Kinh Thành cũng theo Tần Đức thề chết bảo vệ Viêm Kinh, Tiểu Hắc và Nghiêm Nghị cùng người của Tần ra chiến đấu. Phía Tần Vũ hắn cứ thấy lòng bất an, vừa chịu đựng lôi kiếp vừa để Hầu Phí về hỗ trợ trận chiến bên Viêm Kinh. Tại Viêm Kinh có thêm nhân mã và Hầu Phí trở về, tình hình rằng co lập tức nghiêng về một phía. Quân đội của Cửu Sát Điện thua trận nhưng mãi mà vẫn chưa thấy địch năng xuất hiện. Hóa ra tên đó một mình xông đến chỗ của thiếu niên quấy rầy việc độ kiếp. Vốn Cửu Sát Điện làm nhiều việc ác nên mới chẳng có thế lực dưới hải vực vào đứng ra binh vực. Nhưng địch năng lại cho rằng tu chân giới vốn đi quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Nam chính vừa phải chịu đựng áp lực của thiên lôi, vừa phải chống đỡ đòn tấn công liên tục của kẻ thù. Nhớ đến những lời phụ thân nói với mình, lại nhớ đến lời hứa sẽ trở về với Lập Nhi. Sức mạnh của nam chính bùng nổ, sử dụng tinh thần lĩnh vực tinh hà động. Địch năng lao vào thiếu niên nhằm đồng quy vu tận. Tiểu Vũ nhanh chóng lấy ra ngọc phù Lập Nhi cho bùng một phát mọi thứ nổ tung. Viêm Kinh đã an toàn, Phí Phí chạy đến Hắc Thạch đảo tìm đại ca mãi mà không thấy đâu. Cứ nghĩ lần này đại ca tèo rồi, may mắn Tiểu Vũ được Lưu Tinh Lệ chữa trị xông lên từ đáy biển. Hầu ca vội vàng báo bình an về cho người nhà họ Tần. Không ngờ tất cả sức mạnh của thiên đạo tập trung bố nó hết vào ảo thiên lôi thứ 6, lại thêm địch năng tự bạo nguyên anh. May mà có Lưu Tinh Lệ và Lục Nguyên Tuất Mộc trận Lập Nhi đưa cho anh hộ thể. Việc đầu tiên anh chàng sau khi về là đi tìm Crash. Hai người vừa mới nói chuyện một lúc thì Lan Thúc đi tới đây. Chuyến đi đến tiên phủ lần này, ông muốn anh mang theo cháu gái tới đó. Nàng ấy có pháp bảo hộ thể, chỉ cần không phải cao thủ cấp thiên tiên thì sẽ không ai làm gì được cô ấy. Tiểu Vũ đi về không gian Lôi Cư Sơn suy ngồi tu luyện nhanh tăng thực lực. Có như vậy mới có thể đối phó với những nguy hiểm không lường bên trong tiên phủ. Tiểu Vũ tiếp tục cập nhật bản update cho vũ khí của mình, siêng năng rèn luyện. Rốt cuộc ngày qua ngày cũng đã đến lúc hai người phải lên đường. Tạm biệt người nhà xong, cả hai cùng bước lên linh khí bay đi. Lập Nhi cảm thán linh khí của chàng trai thật thần kỳ. Thứ dưới chân đó gọi là Hắc Nguyên, là anh dùng trên 100 khối linh thạch cực phẩm lận luyện chế mà thành. Hắc Nguyên có thể biến hóa thành các loại hình dáng. Người của thế lực các phương tụ họp lại, Diên Mặc mang theo 3 người, Thanh Long cùng 4, người Tử Diễm Ma Ngục 4, Tinh Thần các 2 người, Bồng Lai Tiên Vực 1 người. Liên quan tới phân chia bảo bối trong tiên phủ, Diên Mặc thương lượng nếu số lượng là bội số của 9, vậy phân phối dựa theo ngọc kiếm có được. Nhưng nếu không thể phân phối thế thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Đoàn người bay về phía hải vực, tiến vào bạo loạn tinh hải. Thiên địa linh khí trong đó vô cùng hùng hậu, là một nơi tốt để rèn luyện tâm tính và công lực, nhưng càng vào sâu linh khí ngày càng cuồng bạo, hùng thú sống tổng hoàn cảnh này trở nên quỷ dị tàn bạo. Mọi người cố hết sức để duy trì tỉnh táo bay nhanh về phái trước, chợt một con hung thú xông lên tấn công từ dưới biển. Đánh đuổi một con rồi thì lại càng có nhiều con tới bao vây cả một vùng hải vực này. Diên Mặc và Diên Long biến về bản thể rồng của mình cùng những người khác chiến đấu với đám hung thú kịch liệt. Ải hung thú vẫn chưa xong, con hung thú địa thành kỳ ngoi lên là một con cua siêu to khổng lồ hơn cả bà Tân Vlog. Tóm lấy nó ăn chắc là ngon lắm đây nhỉ, đã to thì chớ mắt nó còn phóng được tia laser nữa chứ. Mấy người không tham chiến nữa, nếu không sẽ bị tiêu hao hết sức lực mất. Lập Nhi sử dụng năng lực tạo ra rào chắn ngăn con cua lại. Những người khác vội vàng bay nhanh khỏi đây, ngay lúc họ tiến đến ánh sáng xuyên thấu thương khung, cái con cua to tổ bố lại nhảy ra cản trở. Tất cả mọi người hợp lực công kích nó, tranh thủ thời cơ bơi hết xuống đáy vực thẳm. Xuống đến nơi rồi đấy mà sao éo thấy tiên phủ đâu nhỉ, tức chít được. Nhọ nồi, hơn nữa cả đám lại bị rất nhiều hung thú địa thành kỳ vây quanh. Tần Vũ hét lên để tất cả thử cùng lấy ngọ ngọc kiếm ra xem có mở được lối vào tiên phủ hay không. Quả nhiên ánh sáng chói lóa, mấy con đại hung thú xung quanh biến mất hết. Lần này họ thành công mở ra tiên phủ rồi. Vì quá vui mừng mà không ai chú ý trong nhóm người họ có kẻ phản bội. Hắn lui ra xa tấn công bất ngờ, Tam Nhãn là người đầu tiên bị kết liễu mạng sống. Những người khác cũng khó tránh khỏi đòn tấn công. Tần Vũ nhanh chóng bảo vệ Lập Nhi sau lưng. Cao thủ trên Đằng Long Đại Lục tới, hóa ra là hai người đàn ông Hoắc Lạn Hoắc Sán Ma Tu bước ra, tên chóa Tiêu Cửu của Viêm Ma Môn vội vàng hàng lễ bái kiến sư tổ sư thúc tổ. Tư đồ Huyết Y Đạt cũng cúi đầu hành lễ, phía Thanh Long hắn được thủ hạ đỡ dậy uống đan được trị thương lại thay Diên Mặc cầu tình. Diên Mặc dù mất đi Tiểu Tuyết Hồng Loan phẫn nộ ngập trời, những đứng trước mặt cường giả cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ngay lúc Ma Tu tán tiên thu lại ngọc kiếm thì các tiên tu xuất hiện. Hồng Kiểm tán tiên Nhạc Quyển chân nhân đi tới, đầu tiên mỉa mai Ma Tu ma tính không thay đổi lại đi lạm sát tiểu bối. Tán tiên của Lam Ương môn và Tử Dương môn tới, Càn Minh Càn Hư Càn Thiên ba vị sư thúc tổ của Ngôn Tự chân nhân tới. Ngay lúc mọi người lấy ra ngọc kiếm mở ra tiên phủ thì Y Đạt ngăn họ lại. Người mới tới thế thì chuyện phân chia bảo bối phải nói lại rồi, vì Tần Vũ có sư tôn thực lực cực mạnh, không ai ở đây có thể đấu lại. Y Đạt đề nghị để Tiểu Vũ nhà ta lên tiếng an bài. Thiếu niên lên tiếng nếu bảo bối ít hơn 9 món tiểu bối không lấy, nhiều hơn 9 món thì dựa vào bội số của 9 và tỷ lệ nắm giữ ngọc kiếm mà phân chia, về phần bảo bối còn sót lại thì dựa vào năng lực bản thân.
đạt được thống nhất 9 kiếm tập hợp truyền tống mọi người vào tiên phủ. Tất cả đều đứng trong mê huyễn ma cảnh, linh thức tại nơi đây đã bị chặn lại hết. Thiếu niên cùng Lập Nhi đi xung quanh xem xét, thấy trước mắt có một bia đá ghi mê huyễn ma trận. Chữ trên đó giống hệt chữ ở Hồng Hoang Tiên Động. Đột nhiên chủ nhân của tòa Thanh Vũ Tiên Phủ nghịch ương vang lên. Nó nói nơi họ đang đứng là phía ngoài của ma cảnh. Nghe thấy giọng nói của chủ nhân tiên phủ cùng tiếng sao, người ở đây ai cũng rơi vào tâm ma. Lập Nhi nhắc nhở thiếu niên đừng để bị tiếng sao ảnh hưởng, giữ vững linh đài thanh tỉnh. Tất cả mọi người ai cũng rơi vào huyễn cảnh riêng của mình. Tu ma giả bản thân ma tính đã nặng, Tiêu Cửu là người đầu tiên nhập ma. Hắn ta bị Diên Mặc trong cơn cuồng loạn giết chết báo thù cho Tiểu Tuyết và Hồng Loan. Thấy bóng dáng của Tư Đồ Huyết, một tu ma giả cũng đẩy nàng ta xuống dòng dung nham. Sau cùng còn cùng Thanh Long tác động vật lý lẫn nhau. Tần Vũ không chịu nổi tiếng sáo đã rơi vào ảo giác. Trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng phụ thân độ kiếp ngày ấy mà cậu thì không thể bảo vệ tốt ông bồ. Cảnh tượng lại chuyển đổi về thời gian Tiểu Hắc bị vây giết dưới hải vực, tại Viêm Thành người người đều bị địch năng giết chết. Cảnh tượng tiếp tục thay đổi, cậu bị huynh đệ địch thị vây nhốt. Đột nhiên tiếng đàn của Lập Nhi vang lên, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng nhận ra những gì xảy ra trước mắt đều là ảo giác. May mắn Tần Vũ tỉnh lại kịp thời, nếu không bước bố nó xuống dòng dung nham rồi, mà Thanh Long thì được Diên Mặc cố gắng níu kéo. Tiếng đàn của Khương Lập đối chọi gay gắt với tiếng sáo. Mê huyễn ma cảnh dựa vào tiếng sáo tạo ra ảo giác vì muốn kiểm tra tâm tính của những người đi vào, tâm tính càng kiên định càng ít bị ảnh hưởng. Tần Vũ là người quá trọng tình cảm nên mới hoàn toàn rơi vào sâu trong đáy lòng. Chốt cuộc tiếng sáo cũng dứt những người khác thoát khỏi ma cảnh, tâm tính của Diên Mặc kiên định hơn Lập Nhi tưởng tượng. Vào thời khắc sống còn vẫn có chút tỉnh táo cứu được Thanh Long, các vị tán tiên ngồi điều tức khí sau khi bị tiếng sáo làm trọng thương. Dựa theo lẽ thường tiếng sáo nên hạ nhịp rồi dừng lại, nhưng nó lại dừng ngay lúc cao trào như thế. Những người đã nhập ma chắc chắn trọng thương thêm lần nữa. Giọng nói của Nguyệt Ương lại vang lên, nói năm đó hắn thu thập không ít tài liệu quý hiếm xây dựng thành tiên phủ. Có điều muốn có được tiên bảo, thực lực, vận khí, dũng khí, thiếu một thứ cũng không được. Hắn chỉ dẫn đám người đi theo hướng bắc là có thể thấy ngoại điện tiên phủ. Đoàn người nhảy lên phi kiếm bay về phía trước, trước mắt rất nhanh xuất hiện tiên phủ, bao quanh nó là nguyên linh chi khí dày đặc. Lập Nhi nhận ra tòa cung điện này được tạo ra từ khối nguyên linh thạch siêu to khổng lồ, phẩm cấp cũng không thấp, trên tiên giới cũng là vật quý giá. Ông lão Hắc Y của Âm Nguyệt Cung cảm thán, cô gái không chỉ biết nguyên linh thạch còn rõ chuyện của tiên giới, hóa ra là Lan Thúc nàng giảng cho. Ông ấy còn nói Âm Nguyệt Cung âm thịnh dương suy, nếu có nam nhân Âm Nguyệt Cung xuất hiện thì phải cẩn thận, bởi vì người này chắc chắn bất âm bất dương. Vừa đặt chân lên tiên phủ, mấy cái vị bình thường tỏ ta cao cao tại thượng tán tiên cũng đều bỏ mợ hình tượng, trùng hỗn nhất bàn nhất ghế mọi tội đều bị há cấm chế nhất không có nổi. Bàn ghế không được thế thì thử hoa cỏ, vậy ai ngờ cũng không được nốt. Thấy Tiểu Vũ cùng Lập Nhi đã vào chính điện, những người khác cũng bay vào theo, trước mặt họ hiện ra bia đá trấn phủ. Bia đá trấn phủ chính là thứ khi cao thủ tiên giới kiến tạo cung điện dùng để khống chế tiên phủ, nếu có người một khi luyện hóa bia đá trấn phủ đồng nghĩa với việc lấy được cả tòa cung điện này. Người của Thanh Hư Quan xông lên trước tiên lại bị ma tu ngăn lại. Những người khác không vội vàng tham chiến mà chỉ đứng xa xa quan sát. Thiếu niên nắm tay Lập Nhi cùng lên tiếng, cứ tạm rời khỏi đây trước. Đứng bên ngoài ngắm cảnh, Tần Vũ không cam lòng, đã mất công đến đây rồi, nếu không lấy được gì thì phí nắm. Kiến thức uyên bác của thiếu nữ cho biết, trên tiên giới các tiên nhân thường dùng nguyên linh tinh phách để điều khiển tiên phủ hơn là bia đá trấn phủ. Mỗi một nguyên linh thạch đều có nguyên linh tinh phách của nó. Mà cả tòa tiên phủ này lại đều được nghịch ương tạo ra từ một tảng nguyên linh thạch siêu cấp VIP Pro to đùng đoàng. Nói cách khác, Tiểu Vũ cần đi tìm tinh phách để luyện hóa, tranh thủ lúc đám người còn lại tranh nhau cái bia đá, mà phái chính điện tán tiên ma tu choảng nhau với tán tiên tu tiên ầm ầm. Một tên nhà họ Hoắc chết dưới tay Bồng Lai Tiên Vực Hoắc Lạn, thấy đệ đệ ngỏm liền giết chết Ngôn Tự Chân Quân rồi rời khỏi đây, không có ma tu cản trở, người Bồng Lai Tiên Vực nội chiến. Thanh Hư Quan ba vị lão tổ đấu đá với Tử Dương Môn và Lam Ương Môn. Đúng lúc này lão Hắc Y của Âm Nguyệt Cung âm mưu giết chết một huynh đệ Càn Gia thu lấy Nguyên Anh. Lão ta không che giấu thân phận nữa, huyết vụ tỏa ra lộ ra thân phận thật chính là Nghiên Cơ Ma Nữ. Phía Tần Vũ Anh cùng cô gái đi tìm tinh phách, tìm thế nào lại thấy tượng của Nguyệt Ương Tiên Nhân. Lập Nhi đoán hắn ta đem tinh phách đặt trong pho tượng của bản thân. Tiểu Vũ thử tìm, quả nhiên đúng thật là thế. Nhân lúc thời gian còn đang dư giả, bọn người kia đấu đá qua lại lẫn nhau, Tiểu Vũ ngồi xuống luyện hóa. Quay trở lại chính điện, thực lực của Nghiên Cơ Ma Nữ khá mạnh, một mình ả ta tiêu diệt hết các tán tiên khác, chỉ còn sót lại Càn Hư Nhạc Diễm và Thủy Nhu tán tiên. Sau cùng yêu nghiệt bất âm bất dương này thân bị trọng thương vẫn thiêu đốt Nguyên Anh gia tăng thực lực, huyết vân từ mồm ả ta khạc ra xung quanh ăn mòn Nguyên Anh của người bên cạnh. Ngay lúc ả ta ngồi xuống để luyện hóa bia đá thì ba người trưởng lão Long tộc ra tay, hóa ra ba Long tộc này đều dùng Huyễn Long Châu che giấu khí tức. Vậy nên từ đầu tới cuối mới không có ai nhận ra ba người này. Long tộc để cho Thanh Long ngồi luyện hóa, còn ba trưởng lão bảo vệ xung quanh, phía Tần Vũ rốt cuộc anh cũng thành công luyện hóa tinh phách. Thanh Long thì thành công luyện hóa bia đá.
bia đá vỡ ra một sức mạnh to lớn từ nó tỏa ra đẩy những người ở gần ra xa. Bia đá biến mất, Long tộc không có được tiên phủ Nghiên Cơ bên cạnh chế giễu một phen. Phía Tần Vũ mấy tán tiên tán tu chắc chắn không ngờ tới là anh khống chế bia đá chân phủ chui vào mặt đất. Giọng nói của Nghịch Ương lại vang lên nói tâm tính của Tiểu Vũ không tệ, thế mà lại không dùng cấm chế trong chính điện để giết người. Nếu đã như vậy hắn sẽ rút đi cơ quan và cấm chế công kích của tiên phủ, tránh việc thiếu niên dùng lung tung tự làm tổn thương bản thân. Vừa rút cấm chế, Nghịch Ương vừa truyền tống họ đến một không gian khác, từ giờ trở đi họ sẽ có cơ hội đạt được tiên bảo chân chính. Những người ban nãy chém giết lẫn nhau nghe được sự thật về cái bia đá, hóa ra ban nãy tất cả chỉ là một cú lừa. Người thì tức suýt chít, người thì hối hận vô cùng vì chính trận chiến vừa rồi đã lấy mất đi đồng đội người thân. Tiên đế lẫn nữa giới thiệu lại, hắn tên là Nghịch Ương, là tiên đế tiên giới. Tiên giới chia làm 3 cấp độ: Thiên Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên. Mỗi cấp độ lại chia làm 9 cấp, một khi đột phá cảnh giới Huyền Tiên sẽ có tư cách xưng là tiên đế. Mà Nghịch Ương chính là Huyền Tiên cấp 8. Trước mắt mỗi người hiện lên 2 con đường, bên trái thông tới Đào Hoa Nguyên, bên phải thông tới Hoàng Tuyền Lộ. Nguyên linh chi khí trong Đào Hoa Nguyên vô cùng dày đặc, hơn nữa vô cùng an toàn, là một bảo địa để tu luyện. Một khi chọn tiến vào Đào Hoa Nguyên chỉ có phi thăng mới được rời đi. Còn Hoàng Tuyền Lộ thì tràn ngập nguy cơ chết chóc, một khi bước vào cơ thể giống như bị núi lớn ép xuống, càng bước càng khó khăn. Đồng thời còn có thiên hỏa thiên hoa rơi xuống quấy nhiễu, hầu hết đều chọn Hoàng Tuyền Lộ, chỉ có 3 trưởng lão Long tộc cùng Nhạc Diễm Thủy Nhu là chọn Đào Hoa Nguyên. Nam Chính bước vào Hoàng Tuyền Lộ ngay lập tức cảm bị áp lực nặng như núi đè lên người, bước đi khó khăn. Thanh Long ở phía trước bị thiên hỏa rơi trúng ngỏm đầu tiên, Y Đạt và Hắc Long choảng nhau diệt bớt đối thủ, mỗi tội chưa diệt được thiên hỏa đã bay tới. Diên Mặc hóa về bản thể quấn chặt cây cầu mà Y Đạt và Tiểu Vũ treo lủng lẳng bên dưới để tránh. Thí sinh Y Đạt rơi xuống rồi nhanh chỉ dùng xích bám lấy chân thí sinh Tần Vũ. Tiểu Vũ không chịu nổi sức nặng của hai người tí thì rơi xuống, may mà nắm lấy dây xích nhanh nhẹn quấn quanh cầu đu lên trên. Thí sinh Y Đạt ngỏm, thiếu niên vừa phải tránh thiên lôi vừa phải đỡ đòn công kích của Diên Mặc, may mà hắn ta bị thiên lôi bổ trúng ngỏm nốt. Nhìn ra đằng say thấy Lập Nhi bị Nghiên Cơ đánh sắp rơi xuống dung nham đến nơi. Anh chàng mặc kệ trừng phạt của Nghịch Ương, quyết định quay lại cứu người yêu, thí sinh Hoặc Sán đi ngược đường với thiếu niên thôi thì cũng đang xuất nốt đi. Càn Hư bị tiểu bối cản đường công kích người trước mắt, đáng tiếc thần may mắn vẫn độ Tiểu Vũ, ông ta bị thiên lôi bổ trở về thôn Tân Thủ. Kẻ chắn đường tiếp theo Nghiên Cơ chắc là sợ đối đầu Nam Chính thì mình cũng đang xuất luôn nên bỏ đi trước cơ, mà vẫn cứ là bị thiên hỏa đánh trúng. Ngay lúc thiếu niên nắm lấy tay của người yêu thì mưa thiên hỏa giáng xuống như sao băng. Hai thí sinh Tần Vũ và Khương Lập rơi xuống dung nham, liệu họ có về với đất mẹ không đây? Chuyển cảnh Nam Chính tỉnh dậy đầu tiên thấy người yêu nằm bên cạnh liền đến ôm lấy. Đôi trẻ tâm hữu suýt tí thì chụt chụt cơ, mà những người khác lại đúng lúc tỉnh chứ. Lẽ nào tất cả những chuyện vừa rồi là ảo giác của họ ư? Nghịch Ương tiên đế nói chúc mừng những người đã lựa chọn Hoàng Tuyền Lộ, tử mới có sinh, sinh mới có tử. Mặc kệ họ như thế nào trong đó cũng đều sẽ tới thảo nguyên này không bị chút thương tổn. Nhưng mà Đào Hoa Nguyên mới thật sự là Hoàng Tuyền. Quả thật phía Đào Hoa Nguyên đang yên bình vốn cả lại thì bị thiên lôi bỏ đăng xuất khỏi server tu tiên. Những người đã thông qua ải được truyền tống đến cửa vào tàng bảo các mà lấy được hay không phải dựa vào bản lĩnh từng người rồi. Tại tàng bảo các lúc này Nghịch Ương tiên đế tiết lộ ở nơi đây có một món bảo vật độc nhất vô nhị. Mọi người có thể lấy nó đi và bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Tên Nghiên Cơ lúc này chế nhạo hai anh em Long tộc yếu đuối và tính động thủ trừ khử Diên Lang và Diên Mặc. Càn Hư cũng lên tiếng cho rằng bên trong chắc hẳn sẽ có nguy hiểm nên bọn họ hãy ở ngoài đây để bọn lão đi lấy tiên bảo. Diên Lang nghe thấy cũng không sợ vì trước khi ba vị thúc thúc qua đời đã kịp truyền tin tức về Long tộc. Thấy tình hình ất ổn, Khương Lập liền triệu hồi Phệ Thu Lôi ấn phù ra khè bọn họ. Không phải chỉ có bát kiếp tán tiên mới có thể luyện chế phù này sao? Tại sao ả lại có nhỉ? Nhìn phù ấn trong tay Khương Lập, Nghiên Cơ cũng nể vài phần. Tần Vũ lúc này đứng ra phân chia bảo bối trong tàng bảo các mỗi người một phần. Ai tìm được gì thì lấy cái đó, tùy theo ý trời, khiến Càn Hư miễn cưỡng mà đồng ý. Nhưng Khương Lập sẽ không được tham gia đoạt bảo. Vì sợ Khương Lập gặp nguy hiểm nên Nam Chính đã dẫn nàng ra một chỗ khác rồi dặn dò vài thứ. Cô cũng đưa phù ấn cho Tần Vũ để hỗ trợ cậu những lúc cần thiết. Cậu tính không lấy nhưng khi thấy Khương Lập cầm ra thêm 3 quyển nữa thì mới nhận rồi rời đi. Mãi nhìn nàng mà cậu đụng phải bức tượng, thế rồi cậu phát hiện một chiếc nhẫn liền lấy đi rồi chạy vào tàng bảo các. Vừa vào cửa đã thấy 18 vòng linh thú, thế là mọi người đều lấy phần của mình. Y Đạt chậm hơn nên bị tên Hoắc Sán cướp đoạt. Chia xong bảo bối mọi người tiếp tục đi lên tầng 2 thì khá ngạc nhiên khi thấy Khương Lập đã ở đây từ lúc nào rồi. Nàng thề rằng không lấy bảo vật độc nhất vô nhị kia nhưng mọi người không có tin. Đến khi Lập Nhi lôi ra 3 tấm phù ấn lúc này đám người mới không dám truy cứu nữa. Họ chia nhau ra truy tìm bảo vật tiếp thì Nghiên Cơ phát hiện 7 cây bút lông tiên khí trung phẩm chia nhau mỗi người một cái. Lập Nhi thấy 3 bức tranh trên tường liền nhắc Tần Vũ nên lấy một cái. Có vẻ như những bức tranh đó không hề tầm thường. Khi cậu lấy xuống thì Nguyên Cơ cùng Diên Mặc cũng lấy theo.
Lúc ba bức tranh được ba người mở ra, ngoại trừ ba người họ thì mọi người xung quanh đều bất động. Thì ra ba bức tranh này gọi là phá thiên đồ, ẩn chứa ba thức phá thiên kiếm quyết của Nghịch Ương Tiên Đế. Nó còn có thể dùng phá thiên kiếm khí hộ thân. Dùng tiên bảo này thì thiên tiên thiên ma trở xuống không thể làm họ bị thương. Quan trọng hơn là khi ba bức phá thiên đồ hợp lại sẽ tạo thành một bức địa đồ dẫn đến Nghịch Ương cảnh do ông tốn mấy vạn năm chế tạo thành. Ở trong đó dị bảo quý hiếm vô số vượt xa gấp trăm ngàn lần Cửu Kiếm Tiên Phủ nhỏ bé này. Dựa vào phá thiên đồ này, mỗi người có thể dẫn theo 5 người khác vào. Còn lấy được bảo vật trong đó không thì cần phải có duyên hay không nữa. Ba người bắt đầu thảo luận về bảo vật độc nhất vô nhị trong tàng bảo các rồi thu lại ba thiên đồ cất đi. Mọi người được giải trừ phong ấn chia nhau đi tìm tiếp thì bị truyền tống về lại Kim Mộc Đảo. Ai cũng đã có phần của mình nên họ nhanh chóng rời đi. Thấy đám người đi hết rồi, Lập Nhi lấy ra ba cây bút lông mà nàng đã thó từ trước. Cả hai đang thắc mắc về bảo vật độc nhất vô nhị thì chiếc nhẫn lúc trước Tần Vũ lấy được bên ngoài bức tượng lên tiếng hiện ra. Nó chính là nhẫn Hắc Diễm Quân, một món thượng phẩm chứa đựng tiên khí. Bên trong đó còn ẩn chứa thiên hỏa lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực, cậu được Nghịch Ương tin tưởng trao tay. Ông còn để một bức địa đồ bên trong và một đạo kiếm khí có thể giúp cậu mang 8 người tiến vào Nghịch Ương cảnh. Tần Vũ lúc này cũng nhận ra bảo vật độc nhất vô nhị trong tàng bảo các chính là chiếc nhẫn này. Cậu trở về nhà liền tranh thủ tu luyện hấp thu nguyên anh của nhị kiếp tán tiên giúp bản thân đạt tới hành tinh hậu kỳ. Nhưng cậu không ngờ lần tu luyện này lưu tinh lệ trong cơ thể cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cùng lúc đó những người lấy được phá thiên đồ cũng trở về bẩm báo tình hình. Khi biết được ba tấm phá thiên đồ dẫn đến Nghịch Ương cảnh, mỗi thế lực đều có tính toán âm mưu của mình. Thanh Hư phái lúc này Vũ Hoàng trên tiên giới muốn sư thúc tổ cùng Càn Hư bằng mọi cách phải lấy được phá thiên đồ. Đây chính là nhiệm vụ bất khả kháng. Càn Hư cho rằng Long tộc cùng ma đạo rất bướng không thể đụng tới. Nhưng hắn nghe nói phía Tần Vũ chỉ có một vị tán tiên tu vi cao siêu chứ sau lưng không còn thế lực nào cả. Thế là hai người tính đi thăm hỏi tinh thần các chủ muốn đoạt phá thiên đồ. Bên này Nam Chính sau khi tu luyện xong, cậu liền rủ Lập Nhi đi dạo, cô được đưa tới đô thành náo nhiệt. Tần Vũ định mua kẹo hồ lô cho nàng thì người dân nhận ra cậu, thế rồi mọi người nhanh chóng hành lễ khiến Nam Chính khá ngạc nhiên. Được biết cậu uy danh hiển hách nên mọi người đều nhận ra, nhưng nhìn đám người không dám đứng lên, thế là Tần Vũ cùng Lập Nhi cũng nhanh chóng rời đi. Cả hai tiếp tục du ngoạn trên con đường thơ mộng, họ tíu tít với nhau như đôi vợ chồng mới cưới luôn ý. Phía tinh thần các lúc này hai người Càn Hư và Thiện Khứ cũng hợp lực công kích, trận pháp sắp bị phá vỡ thì Lan Thúc xuất hiện ngăn chặn. Ông muốn dùng lời nói đuổi bọn người Thanh Hư phái này đi nhưng tên Thiện Khứ có vẻ không chịu, thế là Lan Thúc đành dùng một chưởng đánh bọn chúng bay đi chỗ khác. Giải quyết xong hai tên kia, ông quay lại nâng cấp đại trận cho tinh thần các, bây giờ dù tán tiên thập nhị kiếp đến cũng không sao nữa đâu nhé. Lúc này Tần Vũ đi dạo thì gặp phải cậu bé thiếu tiền mua kẹo hồ lô, thế là cậu mua cho đứa nhỏ. Lập Nhi cũng được Nam Chính đưa cho một cây, rồi hai người tiếp tục vui đùa. Nam Chính cũng nhân cơ hội kéo Lập Nhi lại rồi trao cho cô nụ hôn nồng thắm trước khung cảnh lãng mạn. Thế rồi tự nhiên xuất hiện giông bão, bầu trời trở lên tối đen, hố đen xuất hiện và trong đó có một người bước ra. Thì ra hắn là biểu ca của Lập Nhi, tên là Chu Hiển, hắn ra phụng mệnh cha tới đưa Lập Nhi trở về tộc. Vì không muốn Tần Vũ gặp nguy hiểm nên Lập Nhi chỉ có thể nói mối quan hệ của nàng và Nam Chính chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi. Dặn dò Tần Vũ vài câu, nàng cũng theo biểu ca của mình rời đi. Sau khi đưa Lập Nhi rời đi, tên Chu Hiển quay trở lại cảnh cáo cậu. Nếu như không nghe lời hắn thì cậu sẽ không được yên. Thế rồi hắn cho cậu nếm thử một chút sức mạnh của mình. Thực lực tên này quá mạnh khiến cậu không thể ngăn cản. Hắn bồi thêm phát nữa khiến toàn bộ nhà cửa cùng người dân ở đó tan thành cho bụi. Lan Thúc lúc này xuất hiện thì tên Chu Hiển mới chịu dừng lại rồi bỏ đi. Ông nói cho Tần Vũ biết Lập Nhi ngoại trừ địa vị thì còn nắm giữ một bí mật khiến cho rất nhiều người theo đuổi nàng, mà thực lực những người đó đều như tên Chu Hiển. Nhưng Tần Vũ không hề sợ hãi, cậu nhất định cố gắng tu luyện để một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại bên cạnh Lập Nhi. Lan Thúc thấy được sự quyết tâm của Tần Vũ khiến ông rất vui, cho rằng mình không nhìn nhầm người. Ông đưa cho cậu một khôi lỗi kiếm tiên do ông luyện chế. Bỏ vào một viên cực phẩm nguyên linh thạch, khôi lỗi sẽ có thực lực kim tiên cấp 1. Khảm càng nhiều nguyên linh thạch thì uy lực càng lớn, nếu như khảm đủ số lượng thì sẽ đạt đến kim tiên cấp 9. Ông dặn thêm Tần Vũ cần phải tu luyện cẩn thận trước khi tiến vào Nghịch Ương cảnh, sau đó nhanh chóng trở về trong tộc, nếu không Lập Nhi có khả năng sẽ bị trừng trị. Nam Chính trở về nhà nói chuyện phá thiên đồ cho mọi người biết, cậu sẽ cùng phụ thân Phong Bá Bá và đại ca đến tinh thần các. Còn nhị ca thân là đế vương một nước không tiện rời khỏi đô thành nên cậu để lại Lôi Sơn Cư và tấm phá thiên đồ cho nhị ca. Nếu có người đến lấy chớ động thủ mà hãy giao ra phá thiên đồ rồi tiến vào Lôi Sơn Cư trốn là được. Thấy thúc thúc của mình sắp rời đi thì cậu bé chạy tới. Anh chàng cũng hứa với đứa cháu sau khi tu luyện trở về sẽ tặng đồ chơi cho nó khiến nhóc rất vui mừng. Dặn dò mọi người xong thì cậu liền tiến về Bạo Loạn Tinh Hải. Nghe nói nơi đây hung thú có vẻ rất nhiều, Nam Chính triệu hồi khôi lỗi lang phong dễ dàng hạ gục. Trong thời gian ngắn cậu cũng lấy được nhiều nội đan của hung thú, nhờ đó mà cậu đã tăng đến độ kiếp tiền kỳ đỉnh phong.
Tiếp tục hành trình của mình, Tần Vũ lại gặp được thần thú đại thành kỳ Hắc Kỳ Lân, tính ăn tươi nuốt sống cậu thì phát hiện anh chàng có thiên hỏa nên cong đít bỏ chạy. Nhưng chạy không kịp, thế là bị Tần Vũ đánh cho tơi tả, có kháng cự đấy nhưng không đáng kể, còn chẳng động tới cọng lông chân của cậu. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Hắc Kỳ Lân cũng đồng ý đeo vào linh thú khuyên trở thành linh thú của nam chính. Cưỡi linh thú chạy một đoạn thì phát hiện có người đang độ kiếp, tên này trong lúc độ kiếp thì bị người khác đánh lén. Hắn nghĩ sắp xong đời rồi thì Tần Vũ xuất hiện đưa cho hắn sinh sinh tạo hóa đan do cậu tự luyện chế, nó có công hiệu giúp người khác khôi phục công lực trong nháy mắt. Hắn ngậm đan xong, công lực khôi phục thành công vượt qua lần độ kiếp này. Tên này là thủ đồ của đảo chủ bằng ma đảo, tên Liên Trùng là bát kiếp tán tiên ma Liên Sung. Hai bên giới thiệu xong thì Liên Trùng ngỏ ý muốn đưa nam chính về bằng ma đảo du lịch để báo ân cứu mạng. Trên đường đi, Liên Trùng nói cho cậu biết về lai lịch của thần thú. Bọn chúng được chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, còn siêu cấp thì vô cùng hiếm thấy. Nó đến truyền thừa ký ức thì chỉ có thượng phẩm và siêu cấp đứng trên đỉnh cao mới có được, còn hạ cấp với trung cấp thì không có đâu nha. Tiến vào tới đảo thì hắn giới thiệu cho Tần Vũ đây là đảo lớn thứ hai trên bạo loạn tinh hải Hắc Phong đảo. Hai vị đảo chủ này là Thạch Biến và Thạch Hóa. Cậu vào trong Kim Vũ Điện nói chuyện một lúc với vị đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật này thì ông cũng biết Lan Thúc. Tần Vũ cũng nói muốn cực phẩm nguyên linh thạch, thế là được Tông Quật đưa đến một nơi. Bên Thanh Hư phái lúc này đám người Minh Lương trở về. Biết được tinh thần các có cao thủ thần bí bảo kê cho nên bọn chúng chuyển hướng sang đám người tu ma để cướp phá thiên đồ. Phía Tần Vũ cậu được Tông Quật đưa đến trung tâm khoáng mạch của bằng ma đảo, cậu cảm nhận được chỉ có một khối nguyên linh thạch cực phẩm. Và khối đó chính là hạch tâm của khoáng mạch. Nếu lấy nó ra ngoài thì cả tòa khoáng mạch sẽ bị khô kiệt. Lúc này Tần Vũ cũng nhận được tin Hầu Phí và Tiểu Hắc đã vượt qua 99 trọng kiếp. Cậu lấy tạm một khối ngọc bội trung phẩm linh thạch để tặng đứa cháu của mình, sau đó cáo từ Tông Quật rời đi. Đám tu ma bên này đang thảo luận về phá thiên đồ thì bên ngoài đám người Minh Lương đã đến. Vu Hắc xông ra thì bị đám người tu tiên giả cầm chân, còn tên Minh Lương thì truy đuổi Liên Nguyệt ép ả giao ra phá thiên đồ. Hắn phi kiếm tính giết cô ta thì Ô Không Huyết xuất hiện ngăn lại, thấy khó xơi được nên Minh Lương dẫn người rời đi. Ô Không Huyết cùng hai đệ đệ bàn luận về phá thiên đồ thì Liên Nguyệt cho biết Tần Vũ cũng đang cầm một tấm. Nếu hắn không chịu giao ra thì bắt người thân của Tần Vũ ở Tiềm Long Đại Lục đe dọa. Thế là cả ba người lên đường đi tới Tiềm Long Đại Lục. Bọn người Ô Không Huyết vừa đi thì đám Minh Lương lại quay về, sau đó đi theo đám bọn họ. Nam chính lúc này trên đường đi gặp mặt huynh đệ thì bị ba con linh thú bao vây tấn công. Cậu liền sử dụng thiên hỏa lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực dễ dàng đánh bại ba tên kia rồi nhốt chúng vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Cuối cùng cậu cũng gặp được Hầu Phí và Tiểu Hắc, hai người này độ qua 99 trọng kiếp cũng dần biến thành hình người. Tần Vũ dẫn hai người vào Tiên Phủ rồi đưa họ đi xem ba con thần thú vừa bắt được. Mới đầu ba tên này dù chết cũng không chịu khuất phục, nhưng khi gặp được Hầu Phí và Tiểu Hắc đồng ý vội. Do là uy áp của hai người này là thần thú cao cấp hơn nên bọn chúng phải vội đồng ý là đúng thôi. Ba người đang ngồi trò chuyện hàn huyên thì nghe được tin tức Đô Thành Tổ Long Triều bị tập kích, thế là cả ba nhanh chóng trở về. Trở về tới Đô Thành, nam chính nhìn khung cảnh biển lửa hoang tàn khiến lòng cũng bất an. Thấy đứa cháu mình hết lòng yêu thương nằm gọn trong tay nhị ca của mình, cậu tức giận không thôi. Nhị ca của cậu đã làm theo dặn dò sau khi giao ra phá thiên đồ xong rồi tiến vào Lôi Sơn cư trú ẩn. Nhưng không nghĩ tới đám tu tiên tu ma vì tranh đoạt phá thiên đồ mà dẫn đến hoàn cảnh như vậy. Nam chính muốn tìm ra hung thủ nên cậu cùng hai người anh em bay đi xác nhận hướng đi của phá thiên đồ. Tần Vũ nghi ngờ một là bọn Thanh Hư phái, hai là đám ma đạo Liên Nguyệt cung. Vì tiên đạo lúc đầu không có phá thiên đồ cho nên chú ý bọn họ trước. Ba người vừa bay đi thì đằng sau cũng xuất hiện hai tên lạ mặt. Cả ba đến được bên ngoài Thanh Hư quan núp sau tảng đá, phát hiện lão Xích Dương đang cùng một tên muốn gia nhập Thanh Hư phái. Tên kia có cầu xin như nào đi chăng nữa thì lão ta cũng không nhận, thế là anh chàng liền lôi ra thượng phẩm nguyên linh thạch, lão liền đồng ý luôn. Đỗ Trung Quân lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, nói Man Càn đừng ỷ vào bản thân là siêu cấp thần thú mà muốn làm gì thì làm. Man Càn rút kiếm lao lên nói cái danh đệ tử tinh anh huyết ma đạo của ngươi chính là dám chó. Nghe tới đây Đỗ Trung Quân vô cùng tức giận, lấy đồ ra cho vào mồm liều mạng nâng cao thực lực trong chốc lát. Thấy hắn đến cả chiêu cuối cũng không tiếc lôi ra để solo với mình, Man Càn bèn dùng chiêu trò rút lui không đánh nữa. Hoa Nhan suy đoán bảo vật trong Thanh Vũ Tiên Phủ đang nằm trong tay Tần Vũ nên thấy ngứa mắt. Rút kiếm ra giao lưu vài đường cơ bản rồi đám người chia nhau mỗi bên một đường đi vào Nghịch Ương cảnh. Sau khi xem bản đồ, Tần Vũ liền dẫn đường mở ra một cánh cổng thời không đưa đám người đi vào huyễn cảnh. Trước mắt chính là Nghịch Ương cảnh, động phủ tiên đế có vô số bảo vật trong truyền thuyết. Đám người Tần Vũ đi cảnh chưa được bao lâu thì theo sau là Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cùng đoàn người của hắn. Tới chính giữa trận pháp, bọn họ ném ra ba tấm phá thiên đồ kết hợp với nguồn linh lực Tần Vũ phóng ra thành công tiến vào cảnh tiếp theo. Minh Tâm cảnh không được ầm ĩ mà Nguyễn Trần Trung Quân lại cứ muốn mở lai sâu, thế là liền bị sét đánh cho phát. Nơi đây là lối vào Nghịch Ương cảnh, không thể phát ra âm thanh quá lớn, càng không thể động thủ.
nếu không sẽ có phát động cấm chế cho dù là thực lực Kim Tiên Yêu Vương cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đột nhiên trong không gian một tiếng nói vang lên thông báo rằng bên trong Minh Tâm Cảnh có tán bảo nham. Bảo vật của Nghịch Ương Tiên Đế lưu lại vô số tiên ma yêu khí, hy vọng mọi người theo duyên phận lấy mà dùng. Thế là hai bên lại chia ra mỗi người một phương tìm kiếm bảo vật. Anh tóc đỏ không nhịn được cảm thán một hai câu, thế là lãnh chọn ba đạo sấm sét giúp mọi người giải cấm chế. Mắt thấy thác nước phía trước là tán bảo nham với vô số món tiên khí, đoàn người liền truyền tống tới đó. Giọng nói lúc nãy lại vang lên rằng trong đó còn có một bộ tiên khí cực phẩm loại chiến giáp, hãy tới và tìm ra tiên khí thích hợp cho bản thân. Dứt lời đám người lao tới hỗn chiến quyết liệt, hy vọng giành được tiên khí. Tần Vũ đánh hơi thấy mùi không ổn liền tới ngăn người bên mình lại, cho đám người tiên đạo lên trước lấy vũ khí. Một vị hiền triết có câu không làm mà đòi có, ăn thì ăn đầu bò ăn cháo, đám người tham lam tới trước bùm một cái bị cấm chế cho bay màu. Giọng nói bí ẩn lại vang lên nói khảo nghiệm này đối với ma yêu đều như nhau, nhưng gặp phải tiên đạo tu sĩ thì uy lực sẽ lớn hơn gấp ba. Môn pha bí thuật này cũng rất dễ, chỉ cần có thực lực huyền tiên cấp 1 trở lên dùng chân hỏa trong người luyện hóa là được. Cách còn lại chính là lần nữa lao lên cướp đoạt, vì cấm chế trên tiên khí khi nãy chỉ dùng được một lần. Vị tiên đế kia vừa nói xong tông quật liền chớp mắt lao tới hốt trọn đống tiên khí. Hoa Nhan thấy vậy liền nói khích, nếu sợ chết không dám nhỏ máu lên để tiên khí nhận chủ thì không bằng đưa hắn thử trước. Tùy tiện tìm một tiểu bối thử, nếu hắn chết thì chịu, nếu không sao thì giết hắn đoạt lại tiên khí là được. Tông quật nghe xong thấy cũng hay hay liền lấy máu ông già kia thử một chút, ai ngờ không chết mà còn được một món tiên khí miễn phí. Xong chuyện bọn họ không tiếp tục ở lại đôi co mà một mạch đi tới đầu Thanh Vân Lộ phía trước. Tới trước Thanh Vân Lộ đột nhiên khỉ con và chim tạp ma nguyên lực chuyển hóa xong sắp phải phi thăng lên trời. Bọn họ vốn định cùng Tiểu Vũ đi thăm dò Nghịch Ương cảnh, vậy mà giờ còn lại đây, giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt một lần sau cuối, xin tiễn người đi về nơi trốn xa xôi. Lúc này trên tấm bia đá hiện ra thông điệp vũ trụ rằng mỗi lần chỉ một người có thể đi qua. Nếu chưa có kết quả người trước thành công thông qua hai đai mà người sau đạp vào Thanh Vân Lộ thì cả hai đều chết chắc. Bọn họ quyết định mỗi bên phái ra một thủ hạ dựa theo trình tự tiên ma long yêu tộc tiến vào. Yếu nhất bạo loạn tinh hải thì thử cuối cùng, vòng tiếp theo phải đổi lại trình tự. Bên phía tiên tộc lão già Minh Thiện số nhọ bị Hoa Nhan bắt để lại linh hồn ngọc giản tiến vào đầu tiên, ai ngờ cũng chết con mẹ nó đầu tiên luôn. Tiếp theo là Vu Hắc của ma tộc vào sau cũng nối gót chết sau đúng một tí. Thứ ba là Diên Sơn trưởng lão của long tộc cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm như hai người trước. Bên phía nam chính lúc này chỉ còn một mình buồn bã nhớ lại ký ức mọi người đều lần lượt rời xa anh. Không biết cấp độ tiếp theo của công pháp là gì để tiến vào cảnh giới cao hơn phi thăng cùng mọi người. Chợt quay đầu liền thấy một bức tượng trên tay là chiếc nhẫn có cách tồn tại giống với chiếc nhẫn Hắc Quyển Quân như đúc. Vòng thứ hai tiếp tục dựa theo trình tự ngược lại là yêu tộc, long tộc, ma đạo, cuối cùng là tiên đạo. Không ngờ lần này dư lương của yêu tộc lại thành công thông qua. Ngao Tuất của long tộc vừa định bước vào thì Hoa Nhan ngăn cản nói chưa có thông báo gì cả. Lúc này có người đi vào Thanh Vân Lộ thì chắc chắn cả hai phải chết. Nhưng rốt cuộc vẫn phải có người tiến vào nên lại có thêm người không bao giờ trở về nữa. Vòng tiếp theo lại là tiên đạo mở bát. Lo sợ Hoa Nhan này bẩn tính nên mọi người bắt hắn thề nếu thành công vượt qua mà không thông báo thì cha chết mẹ què. Áo trắng vừa tiến vào không lâu thì dư lương yêu tộc truyền tin nhìn thấy hắn một mặt đầy bụi khiến mọi người cười ha hả. Nhìn mọi người lần lượt tiến vào trong dùng thực lực vượt qua anh bên nhà mình không có thực lực đâm ra vô cùng lo lắng. Tông quật cùng Man Càn thấy cậu như vậy thì cho cậu một thanh tiên khí và cực phẩm yêu khí khải giáp, nói cậu không cần liều mạng, không cần đi vào, cứ ở đây chờ phi thăng cũng được. Đang nói chuyện thì có người truyền tin rằng Tông Quật và Man Càn có thể vào trong rồi nên hai người vội vàng rời đi, Tần Vũ ở ngoài cho rằng mình vô dụng. Thăm dò Nghịch Ương cảnh còn không thể làm được, nói gì đến phi thăng thượng giới đoàn tụ cùng huynh đệ. Bèn đi tới nhỏ máu nhận chủ cho chiếc nhẫn trên tay bức tượng. Đột nhiên một thân ảnh hiện ra nói cậu may mắn không ngờ tìm được nhẫn Bạch Huyền Quân, đồng thời sở hữu hai chiếc nhẫn, bọn chúng sẽ tự hóa thành nhẫn Diễm Huyền, chẳng những có song tầng trọng lực lĩnh vực còn có thể giữ lại nền tảng nguyên bản của Thiên Hỏa lĩnh vực, tăng thêm cực hàn đạo pháp Bích Yên lĩnh vực của Bạch Huyền Quân, test thử mới thấy uy lực to lớn, quả nhiên là sức mạnh tăng lên gấp bội, sau đó liền một mạch bước vào Thanh Vân Lộ. Đám người cùng nhau bước qua Thanh Vân Lộ tới trước một đại sảnh. Đột nhiên Man Càn và Ngao Phụng lao lên trước giao chiến hình như muốn tranh giành thứ gì đó. Nguyễn Trần Trung Quân thấy thế cũng muốn góp vui lao lên liền bị đánh bật ra đất. Một tảng đá từ đâu trồi lên thông báo rằng xông qua Thanh Vân Lộ có thể xưng tinh anh, cung cấp được ban thưởng vạn thú phổ. Hoa Nhan nghe tới món bảo vật này cũng liều mình lao lên nhưng tay trắng mà về, thì ra vạn thú phổ chính là một món thần khí hạ phàm quý giá. Quân tóc đỏ thấy thế lại lôi đồ ra chơi hòng gia tăng sức mạnh đánh bại mọi người. Chữ trên bia đá đột nhiên thay đổi nói Cửu Trọng Thiên Tự có cấm chế, cần đợi tất cả người còn sống trong Nghịch Ương cảnh thông qua Thanh Vân Lộ tới nơi này sẽ tự mở ra. Đám người nghe vậy nhận ra còn Tần Vũ chưa tới, bèn nói Man Càn mau truyền tin bảo hắn tới đây,
Tần Vũ bên này vừa bước vào Thanh Vân Lộ thì bị một anh cao to đen hôi liên tục tấn công. Bên tai còn liên tục nhận được truyền tin hối thúc cậu nhanh lên nghe phiền vãi chó. Quay trở lại bên kia, Man Càn thấy bọn này nói nhiều cứ liên tục hối thúc, Tần Vũ liền rút đao ra bảo chúng mày câm mẹ mồm đi. Sau khi thông báo với các sư huynh rằng mình đã vào Thanh Vân Lộ, Tần Vũ còn dặn dò nếu cậu vừa đến cấm chế sẽ mở ra ngay nên mọi người hãy chuẩn bị kỹ đánh bọn kia trở tay không kịp. Nam chính solo với anh cơ bắp được anh nương tay thả cho qua nên thuận lợi tiến vào. Vừa chờ được Tần Vũ tới là Man Càn và Tông Quật ba người cùng nhau tiến vào trong trước. Đám người đuổi theo sau xuất chiêu ngăn cản nhưng vẫn bị nam chính hẫng tay trên lấy đi vạn thú phổ. Thế là một màn rượt đuổi vòng quanh thế giới bánh đa sô-cô-la ác liệt xảy ra. Man Càn và Tông đầu bạc thay phiên nhau đứng ra bảo vệ nam chính. Tần Vũ nhân lúc này gọi ra Lan Phong sư thúc để ông thay mình đối phó đám người kia, còn mình thành công đoạt được thần khí. Tiến vào vạn thú phổ mới biết nơi đây phân làm 3 tầng, sử dụng thực lực tương ứng sẽ mở ra từ tầng 1 đến 3. Có thể triệu hoán linh thú trong đó ra ngoài tác chiến. Đột nhiên trong không trung, thủ lĩnh vạn phú thổ tầng thứ nhất yêu vương cấp 9 Sóc Yến bay tới bái kiến Tần Vũ. Sóc Yến báo cáo vạn thú phổ tầng thứ nhất thiên yêu cấp 7-8-9 có ngàn người sẵn sàng chờ đợi chủ nhân điều khiển. Sau khi nắm được khái quát thông tin về các thiên yêu của mình, Tần Vũ liền tạm biệt ra ngoài. Tiếp tục tiến vào ải kế tiếp, nam chính phải đối mặt với thử thách khiêu chiến với nghịch ương. Chuyện gì khó đã có Lan Phong lo anh biến hình thành siêu nhân xử lý tất cả. Giúp Tiểu Vũ ngăn cản được một kích kiếm của nghịch ương tiên đế vượt qua thí luyện. Ra tới bên ngoài được Ốc Lam nói mới biết chủ nhân mới của Diễm Huyền Giới chỉ vào vạn thú phổ. Tuy cũng phải tham gia thí luyện nhưng cho dù kết quả thế nào cũng sẽ tiến vào tầng cao nhất cửu trọng thiên. Đồng thời cũng là để chủ nhân mới của Diễm Huyền Giới chỉ vào vạn thú phổ gặp mặt nghịch ương tiên đế. Sau khi được đưa vào huyễn cảnh biết hết lý do tiên đế đặt ra các thử thách là vì muốn trả thù, Tần Vũ lại được ông dẫn đi lấy bảo vật mê thần đồ quyển. Món đồ giúp người sở hữu có thể tự do đi lại trong mê cung trải rộng thần khí. Ai ngờ đâu tiên dế bất cẩn dẫm vào trùng độc bị nó trực tiếp ăn mòn nguyên anh. Đột nhiên từ đằng sau, Chí Tôn Vũ Hoàng của tiên giới xuất hiện bắt nghịch ương giao ra mê thần đồ quyển. Tiên đế nói nếu không định bắt ông giao cho họ thì mau mang ông ra ngoài, nếu không bị bọn họ bắt gặp đi cùng nhau thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Tần Vũ nhớ lại vô số người vì cậu không đuổi kịp mà mất đi tính mạng nên quyết định không trơ mắt nhìn tiên đế chết. Sau đó liền mang ông rời đi, còn được cho mượn phá thiên kiếm dùng đấu lại đám người kia. Thành công giúp tiên đế sống sót ra khỏi mê thần điện cũng là lúc Tần Vũ vượt qua bài kiểm tra của ông. Được ban tặng vô số thần khí cùng với một yêu cầu là sau khi phi thăng phải giúp tiên đế trả thù Vũ Hoàng và Huyền Đế. Nam chính vì tay đã nhúng chàm lỡ nhận bảo vật nên phải đồng ý giúp tiên đế hoàn thành tâm nguyện. Mọi việc xong xuôi, Lan Thúc xuất hiện tặng cho cậu thêm một thần khí là Khương Lan Giới có 3 tầng. Tầng thứ nhất dù ở trong đó khổ tu 10 năm bên ngoài cũng chỉ trôi qua 1 năm, sau đó còn giúp cậu có thể gặp gỡ trò chuyện với Lập Nhi người mình ngày đêm mong nhớ. Bảo vật cuối cùng cũng đến tay các kỳ chủ, mọi người đều bị truyền tống ra ngoài, sau đó lần lượt cáo từ quay về. Phía Hoa Nhan cay cú vì không lấy được thần khí nên tìm tới bắt cóc phụ thân Tần Vũ, đe dọa cậu không được nói cho Lan Thúc mà phải một mình tới gặp hắn. Đám người của Hoa Bẩn Tính thấy Tần Vũ tới bèn ép cậu giao ra toàn bộ thần khí mới thả cho người thân cậu đi. Nhưng 3 món thần khí cậu đã đưa cho Lan Phong sư thúc nên còn lại bao nhiêu tiên khí cậu lấy ra đưa bọn họ hết. Sau đó đồng ý tự nguyện làm con tin cho bọn họ, uy hiếp sư thúc đổi lại phải thả người nhà cậu ra. Xong xuôi, đám người cùng nhau bay đến Hoàng Thạch Tinh âm mưu, tại nơi này bố trí Long tộc mê huyễn trận dẫn Lan Phong vào trong đánh úp. Nhân cơ hội bọn họ tiến vào mê huyễn trận, Tần Vũ trong người lấy ra thần khí, gọi ra Sóc Yến triệu tập mấy trăm thiên yêu cấp 8-9 trong vạn thú phổ đánh cho đám người xấu tính kia te tua, thân xác tan biến chỉ giữ lại nguyên anh của bọn họ. Xử lý xong đám người bẩn tính, Tần Vũ quyết định bế quan tại nơi thiên thời địa lợi này để tu luyện gia tăng công pháp. Nhờ Sóc Yến cùng các thiên yêu làm hộ pháp, có người đột kích thì gọi cậu dậy. Thời gian trôi nhanh như chó chạy, ngoài đồng xuân hạ thu đông rồi lại xuân, nháy mắt đã hơn trăm năm. Linh hồn nhục thể Tần Vũ dưới sự tôi luyện của sinh mệnh nguyên lực đã đạt tới trình độ thiên tiên cấp 7, nhưng vẫn chưa thể tìm ra con đường phi thăng đột phá thành công tinh thần biến. Tần Vũ trăm năm ngộ đạo phá quan trong nháy mắt, sau đó liền dùng thiên yêu đánh nhau thử chiến lực. Không ngờ công lực gia tăng đột biến, một mình đã có thể đấu lại được cả 4 thiên yêu, sau đó cùng nhau trở về nhà. Đoàn tụ cùng phụ thân và các sư huynh mới biết phần lớn người của Tần gia đều không còn hứng thú với chính trị. Dốc sức vào con đường tu luyện, bây giờ đã trở thành gia tộc tu chân cường đại nhất. Cha con ngồi với nhau, Tần lão gia mới biết lúc nhỏ đã để con trai chịu nhiều uất ức liền xin lỗi cậu. Cuối cùng thời hạn phi thăng của Tần Vũ đã đến, lại một màn chia tay lâm ly bi đát diễn ra, sau đó nam chính quay lưng bay lên trời. Thiếu niên áo xanh ôm thân thể trọng thương đứng dậy nói các ngươi hôm nay đừng ai hòng rời khỏi đây. Sau đó vận công mở ra huyết ma đạo pháp, khói bụi bay mù mịt. Ông già thấy solo 110 đã bèn gọi đám con cháu tới đánh hội đồng anh áo xanh. Hàn Thư bị ép đến đường cùng thua cuộc rơi xuống thì từ xa Tần Vũ bay tới đỡ lấy. Trước khi chết chỉ kịp nói Liễu Danh Hàn cấu kết với người của Ngọc Kiếm Tông muốn hại sư tôn, sau đó nhắm mắt.
Nam Chính thấy đồ đệ chết trước mặt mình vô cùng tức giận, rút ra Phá Thiên Kiếm quyết giết luôn thằng cháu rồi đến ông già. Cảnh chuyển về vài năm trước, Tần Vũ và Sóc Yến cùng nhau ngồi tại Liễu Phong Thành. Trẻ con nơi này nhờ có khí nguyên vô tận của tiên ma yêu giới mà vừa sinh ra đã là tiên thiên cảnh giới. Đột nhiên một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách khiến bức tượng lân sư suýt chút nữa rơi vào một cô bé thì được thiếu niên áo xanh đỡ lại. Nhưng người này thực lực kém cỏi, mới chỉ đạt tới kim đan kỳ còn thua một đứa trẻ. Mắt thấy dâm tặc Hàn Minh quấy rối một cô gái trẻ xinh đẹp, Hàn Thư bèn tiến tới ngăn cản. Bị hắn chế giễu là phế vật không có thiên phú tu luyện lại còn ăn vài đường quyền, ngã lăn ra đất. Tần Vũ thấy việc bất bình liền cùng Sóc Yến ra tay tương trợ xử lý xong xuôi đám Hàn Minh. Áo xanh vô cùng cảm kích mời Nam Chính đến Hàn xá để mời cốc bia giải nhiệt. Tới nhà mới biết Hàn Thư là một đỗ nghèo khỉ, kinh mạch nhỏ hẹp, nguyên khí vận hành chậm chạp. Bất kể tu luyện cỡ nào cũng không sánh bằng người khác nên mới sa sút như vậy. Tần Vũ bày cho anh cách phá hủy kinh mạch nguyên bản trùng sinh lần nữa, vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn đồng ý làm theo. Sáng hôm sau, Liễu Danh Hàn biết chuyện liền đến bái kiến muốn giúp đỡ anh. Nam Chính không khách sáo mà hỏi thẳng ông ta có biết con đường thông đến yêu giới không. Nghe vậy, lão già đồng ý giúp anh tới Nghiêm gia dò hỏi về bản đồ các vì sao để anh dễ dàng truyền tống đến yêu giới. Đang cùng Sóc Yến ngắm cảnh tại Thiền Trúc Viện thì đột nhiên từ phía sau Hàn Thư thương tích đẩy mình đi tới. Kể lại rằng mình chưa kịp mượn bản đồ sao đã bị đám người Nghiêm gia bắt gặp, nghe lén liền bị đánh cho te tua. Nghe vậy, Nam Chính tức giận một mình đi tới khiêu chiến Ngọc Kiếm Tông đòi lại công bằng cho Liễu Hàn Thư. Cảm thấy solo 1-1 không đủ ăn, Nam Chính tên mắt thâm phân thân ra 5 người cùng nhau bày đủ thứ trận pháp tấn công anh. Nam Chính vẫn như ngày nào, chuyện gì khó có Lan Phong lo, liền gọi sư thúc ra thay mình đối phó. Này thì 5-1 cuối cùng bị Tần Vũ cướp mất Nguyên Anh làm vật bồi bổ thân thể. Bên này Ngọc Thanh Tử nhận được di ngôn của tên mắt thâm gửi tới hình ảnh Tần Vũ. Về phía Tần Vũ, sau khi giết người của Ngọc Kiếm Tông lo sợ bị trả thù nên phải nhanh chóng tu luyện nâng cao thực lực. Quyết định bế quan 10 năm chuyên tâm tu luyện phép Tam Hồn Cửu Luyện ghi lại bên trong Lưu Tinh Lệ. Thành công mở ra tầng thứ 2 của Vạn Thú Phổ, triệu hồi thủ lĩnh Yêu Vương tầng thứ 2 Khổng Lam xuất hiện đấu với mình một trận. Xong việc trở về Thiền Trúc Viện thì Liễu Hàn Thư đến bái kiến anh, liền đồng ý thu nhận hắn làm đồ đệ. 5 tháng tháng Hàn Thư chăm chỉ tu luyện, cuối cùng thực lực cũng đủ sánh vai ngồi cùng người con gái mình yêu. Một hôm sau khi đi theo Hàn Minh, từ miệng hắn biết được Liễu Gia Gia lợi dụng mình thông đồng với Ngọc Kiếm Tông hãm hại sư tôn. Hàn Thư vội vàng đến tặng quà lưu niệm cáo biệt Lâm Nhi, người con gái mình yêu, rồi rời đi. Sau đó tìm đến chỗ sư tôn viện cớ nói dối Ngân Huyền Tinh Hệ sắp phong bế một thời gian để anh nhanh chóng xuất phát tránh gặp nguy hiểm. Tần Vũ quyết định tặng cho anh mấy món bảo vật, còn bị anh xin thêm món bí pháp tăng công lực trong thời gian ngắn. Đành phải lấy ra đưa Hàn Thư quay về từ từ lĩnh ngộ, dặn anh bí pháp ma đạo tuyệt đối không thử tu luyện. Hàn Thư sau khi sư tôn rời đi liền đến nhận tội với người của Ngọc Kiếm Tông. Còn lén học bí pháp ma đạo tự thiêu sinh mệnh của mình đổi lấy công lực đại tăng trong thời gian ngắn hòng ngăn cản Gia Gia đi bắt Tần Vũ về. Quay trở lại hiện tại, Nam Chính vô cùng tức giận nói sẽ tự tay dùng thần kiếm phá thiên này báo thù cho đồ đệ mình. Thế là liền một kiếm đâm xuyên người tên xấu xa kia, sau đó thu Hàn Thư và Lâm Nhi cô nương vào Thanh Vũ phủ trị thương, một mình ở lại đối đầu với đám chư vị tiên đế của Ngọc Kiếm Tông. Tần Vũ dám trước mặt giết người của Ngọc Kiếm Tông liền bị bọn họ mượn cớ này ép giao ra bảo vật, nếu không sẽ giết anh. Nam Chính nói không sợ không sợ, lêu 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 xong liền gọi ra Lan Phong và các thiên yêu cùng giao chiến. Thấy đám lâu la của mình bị đám người Tần Vũ đi vài đường cơ bản là đã diệt gọn, tên thiên đế cảnh giới vực không gian tức giận đành phải tự mình ra tay. Lan Phong thế mà lại không thể đấu lại được tên này, bị đánh cho ôm ngực thở dốc, bọn họ đành phải bỏ chạy. Lúc nãy đấu với các kim tiên cực phẩm nguyên linh thạch đã hao mòn kha khá, cứ tiếp tục sẽ dần hao mòn sạch. Tần Vũ quyết định cần phải tìm cơ hội nhất kích tất sát. Nhân lúc đám kim tiên sơ hở, cùng Lan Phong và Khổng Lam kết trận lấy thần kiếm chỉ dẫn hạ gục Hạ Hoa tiên đế. Sau đó cùng sư thúc truyền tống đến không gian khác tránh màn rượt đuổi chiến miên của hai tên còn hại. Cảnh chuyển đến Tần Vũ đang cùng Lâm Nhi nói về chuyện báo thù cho Hàn Thư. Lâm cô nương khuyên anh lúc này nên tránh khỏi đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. Nam Chính đồng ý rằng sau khi cô rời đi sẽ che giấu thân phận, nhân cơ hội truyền tống rời đi. Vũ Hoàng dùng cầu pha lê thấy Vạn Thú Phổ hiện thế, đoán rằng Mê Thần Đồ Quyển chắc cũng nằm trong tay Lan Phong. Cho người lập tức phong bế toàn bộ Ngân Huyền Tinh Hệ, bố trí Thiên La Địa Võng. Lâm Nhi từ miệng binh lính biết pháp trận xung quanh đều sẽ bị phong bế, liền muốn mau chóng thông báo cho Tần Vũ. Nam Chính đang tu luyện cảm nhận được có người muốn đả thương Lâm cô nương liền lập tức bay tới giải cứu. Anh cùng Lan Thúc phối hợp ăn ý phá giải ma đạo phệ hồn rồi bổ đôi người Quách Nô như bổ dưa hấu. Xong việc, Lâm Nhi vội vàng đa tạ rồi báo cho Tần Vũ chuyện phong bế truyền tống trận đến khi giao dịch trên Lam Hỏa Tinh hoàn thành, rồi hai người liền cáo từ rời đi. Trở về thành đang đứng hóng chuyện thì Tần Vũ thấy một đám người đeo mặt nạ từ đâu bay ra liều mạng cướp bảo vật của Vũ Hoàng bệ hạ. Sau khi bị truy sát đến đường cùng thì tự sát, Tần Ca liền dùng thuật biến thân thành tên lính canh cùng đại ca áo đỏ trở về đội cùng nhau xuất phát. Tại một hội quán nọ, tên tiểu nhân theo phó thác của Tập Xương công tử đổi về được nguyên linh thạch cao cấp.
Xong việc ngồi nghe lén mọi người xung quanh nói chuyện còn dùng nhãn lực soi ra cấp bậc của họ. Chợt có lệnh phong tỏa Lam Hỏa Vân lâu nên các khách nhân trong quán vội vàng rời đi. Ra tới bên ngoài đột nhiên một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện khiến nam chính đang cải trang suýt chút nữa nhận nhầm là Lập Nhi. Từ trong Lam Hỏa lâu bất chợt vang lên vô số tiếng thét là cái bẫy mau chạy đi rồi bị đuổi giết ngay lập tức. Hai tên gì đó xuất hiện nói Vũ Hoàng bệ hạ ra pháp chỉ bất kể người nào cũng đều phải kiểm chứng thân phận tiếp nhận thẩm tra. Anh hai mắt có đường kẻ không cam tâm lao tới liền bị bọn họ cho trở về với cát bụi luôn. Sau đó một chiêu giết luôn Bích Dao đồng tử tội che giấu thân phận rồi lần lượt ra tay với cặp đôi còn lại. Cảnh chuyển tới chỗ nam chính thì ra tên mặt nạ là do anh dùng con rối kiếm tiên hóa thành. Chứng kiến người mình yêu bị Chi Bạch giết chết thiếu nữ áo trắng muốn lao tới liều mạng chết chung thì anh mặt nạ ngăn lại. Cuối cùng đánh không thắng còn bị Chi Bạch cho ăn hành sấp mặt lờ. Nam chính sốc vô cùng dùng linh lực trị thương cho con rối rồi tiếp tục điều khiển nó giúp đỡ hai người Quân Lạc Vũ và tiểu cô nương. Thiếu niên mặt nạ sau khi bị Huyết Y Lãnh đâm cho một kiếm còn bị bí pháp ma đạo phệ hồn của hắn áp chế. Chợt nhớ lúc nãy cũng bị dính chiêu này một lần rồi nên dễ dàng phá giải bí pháp. Chứng kiến hai anh đẹp trai đang vì mình mà chiến đấu ác liệt tiểu cô nương liền nảy ra ý gì đó rồi biến mất, thì ra nàng chạy về xui anh trai ra tay tương trợ. Tình thế nguy cấp tưởng chừng như mặt nạ ca và Quân Lạc Vũ sắp không chống đỡ nổi thì trên trời một cây thương lao tới chặn hai tên kia lại. Ngao Vô Danh sau khi đàm phán không thành công đành phải hóa thành rồng vàng, tự mình cân hai tên kia khiến bọn chúng vội vàng cáo từ rút lui. Xử lý xong việc còn không quên mời Tần Vũ và em rể tương lai của mình đi làm cốc bia cho mát lòng mát dạ. Vũ Hoàng bên này mơ hồ đoán ra kẻ bí ẩn đeo mặt nạ chính là Tần Vũ tự chui đầu vào giỏ. Biết Ngao Vô Danh nhúng tay vào thì dặn dò thuộc hạ hành sự cẩn thận đừng để Long tộc cảnh giác. Bên kia Huyết Y biết tên đeo mặt nạ giết chết Quách Nô thuộc hạ thân tín của mình, vô cùng tức giận ra lệnh lật tung yêu ma tiên giới lên tìm anh về để tự tay xử lý. Tuyết Thiên Nhai nghe Huyết Y Lãnh báo cáo đoán ra Phong Vũ muốn bịt tai che mắt người khác để không ai chú ý đến anh mặt nạ, tức giận bóp nát quả cam rồi phái người đi điều tra kẻ bí ẩn này. Nam chính lúc này đang cùng Ngao Vô Danh nâng chén tiêu sầu thì nghe nói anh sắp tới tẩu thú nhất tộc, bèn cầu xin được đi theo để tìm một vị huynh đệ kết nghĩa của mình thì được anh đồng ý. Dựa vào thì lời ra Ngao Vô Danh liền kể lại cho Tần Vũ nghe bí mật của Long tộc. Hắn tuy là hoàng tử Long tộc nhưng năm xưa lại phải vì yêu thích một con bạch hồ mà tranh cãi với phụ hoàng rời bỏ Long tộc. Còn ca ca ruột Ngao Vô Hư của hắn sinh ra đã bị ngộ nhận là Hồng Long, bình thường chịu đủ mọi kỳ thị trong tộc. Chỉ sau khi trưởng bối phát hiện ra chân thân là thần thú biến dị siêu cấp Huyết Long mới được coi trọng, mà ca ca lại chỉ thân thiết với mình hắn nên sau khi hắn rời đi anh cũng biến mất. Nghe kể chuyện xong, ba anh ngồi ôn lại kỷ niệm với người mình yêu rồi mỗi đứa một vò rượu uống cạn. Sau đó liền lập tức xuất phát tới ẩn đế tinh solo uống bia cùng Mông Hoàng. Từ miệng Mông Hoàng biết được Hầu Phí đang ở chỗ Đại Viên Hoàng. Nam chính định sẽ đi tới đó tìm thì Áo Vàng ngăn lại nói để Mông Hoàng đi trước cho dễ. Tần Vũ thế là lại chuyên tâm tu luyện thành công đột phá tầng thứ 2 địa hồn liên tục hấp thụ nguyên anh. Ám tinh thay đổi năng lượng vô cùng to lớn tập hợp tới ẩn đế tinh khiến yêu ma tiên giới rung chuyển dữ dội. Đột nhiên trên trời nguồn năng lượng điều khiển được cả vũ trụ đó làm xuất hiện một dòng chữ tiểu hữu chúng ta đợi cậu. Tần Vũ lúc này đạt tới cảnh giới hắc động tiền kỳ, thực lực kim tiên cấp 5 thành công mở ra tầng thứ nhất Khương Lan giới. Tiến vào trong bí cảnh gặp được Lan Thúc, ông dặn cậu hãy chuyên tâm tu luyện sớm ngày gặp được Lập Nhi. Vừa nhắc Lập Nhi, cái cổ liền hiện ra dặn dò tu luyện bảo trọng thân thể, còn nhân tiện tiến tới hôn lên má nam chính một cái rồi rời đi. Nam chính nhà ta đi gây thù khắp nơi nên đâu đâu cũng gặp người tới trả thù, lần này là Huyết Y tìm tới cậu báo thù cho Quách Nô. Tên này vậy mà lại là lục cấp ma đế có thực lực, đánh cho Tần Vũ nằm đất thở dốc. Tần Vũ tuy tao yếu nhưng anh em tao đông, kịp thời được Quân Lạc Vũ ra tay tương trợ. Trùng hợp tên Huyết Y này lại cũng chính là kẻ ra tay giết chết người Quân Lạc Vũ yêu, khiến anh vô cùng tức giận lao tới nhưng đánh không lại. Không còn đường lui, Tần Vũ lúc này đành dùng con rối kiếm tiên biến ra phân thân ứng chiến. Ai ngờ đã không đánh lại còn bị tên Huyết Y hạ độc thủ. Nghiên cô nương thấy hai anh trai trọng thương nhịn không được cũng dùng thần khí chuyển không lao lên oái nhau. Tưởng sắp bị Huyết Bẩn Tính dùng chiêu đánh lén thì ca ca cô kịp thời ngăn lại. Từ phía sau, Tần Vũ đột nhiên bị cha của Huyết Y dùng chiêu lén đánh hộc máu mồm. Tuyết Thiên Nhai sau đó bạo phong ma huyết tạo ra một luồng lốc xoáy siêu to khổng lồ giam nhốt đám người Tần Vũ lại. Đột nhiên từ trên trời, ẩn đế Lâm gia gia của Lâm cô nương tung ra một chiêu hóa giải pháp trận của hắn. Ẩn đế tay không bắt Huyết Y nói bố mày không dạy thì để tao dạy rồi thay trời hành đạo bắt hắn xin lỗi Tần Vũ. Xong việc còn cảm ơn nam chính vì đã cứu Lâm Nhi cháu ông. Dám đảm bảo với anh rằng ở ẩn đế tinh này tuyệt đối không ai dám làm cưng rơi nước mắt rồi rời đi. Ngoài ẩn đế tinh, Vũ Hoàng và Huyết Ma đế chăm chăm như hổ rình mồi. Thế là Tần Vũ quyết định bế quan tu luyện, thành công luyện thành bốn thức gọi là Lưu Tinh Chỉ Pháp. Thực lực vậy mà đã so được với cửu cấp kim tiên, đồng thời còn cảm nhận được thiên địa vạn vật. Tính toán nhân lúc này cơ hội hoàn hảo thuận lợi đến yêu giới. Ở bên này, Vũ Hoàng muốn tìm hiểu bí mật của Tần Vũ và vị sư thúc thần bí.
Lúc này Tần Vũ muốn rời đi bằng truyền tống trận nhưng Vũ Hoàng chơi lớn sai người đi giám sát kiểm tra nghiêm ngặt. Những tên khả nghi đều bị bọn chúng bắt lại. Sau đó Tần Vũ mở ra địa đồ quyết định đi tới Hồng Diệp Tinh, ở đó có Ngọc Kiếm Tông Môn là chủ tinh của không gian đó. Ở Ngọc Kiếm Tông phải có bí pháp của tông môn họ thì mới vào được. Nhân lúc một tên vừa bay ra thì anh lao vào trong, tại núi Hoang anh nấp đi nghe được cuộc trò chuyện của Phàn Lam và tên đệ tử. Hai người này đang trên đường đi giao bảo vật thì Tần Vũ nhanh chóng giải quyết tên đồ đệ rồi thi triển chiêu thức kéo hắn vào một không gian khác. Sau khi biết được Ngọc Thanh Tử đang ở trong đại điện trên đỉnh núi thì anh đã tiễn Phàn Lam đi gặp các cụ rồi lấy đi bảo vật. Lúc này Tần Vũ cải trang thành Phàn Lam đi tới chỗ Ngọc Thanh Tử. Nhân lúc ông ta không để ý anh đã tấn công làm tên này dính trường. Đúng lúc này Vũ Phạm đi tới hỏi thăm thằng em rồi bất ngờ thấy nam chính dám tới Ngọc Kiếm Tông làm loạn. Hai tên này đuổi theo muốn bắt Tần Vũ, sau đó Ngọc Thanh Tử dùng thủ sơn đại trận tạo ra kết giới rồi liên tục tấn công. Hai tên này nghĩ anh không thể thoát khỏi pháp trận đến khi sức cùng lực kiệt sẽ phải giơ tay chịu trói. Tới lúc đó chỉ cần giao anh ta cho Vũ Hoàng định đoạt. Tần Vũ đá đều tông chủ của Ngọc Kiếm Tông cũng chỉ đến thế mà thôi, có thâm thù lại không thể tự mình giải quyết. Sau đó Vũ Phạm cùng Tần Vũ lao lên tỉ thí rồi anh dùng phá không chỉ đả thương Ngọc Thanh Tử. Hôm nay thực lực không đủ cân hai nên anh chỉ có thể trừng trị tông chủ Ngọc Kiếm Tông trước. Sau này anh nhất định sẽ phục thù tới cùng cho Hàn Thư. Không may anh bị Vũ Phạm đánh lén, lúc này kết giới đã bị phá bỏ, hắn lại tiếp tục truy sát Tần Vũ. Ở Lục Thọ Tinh anh không ngờ một chiêu của Vũ Phạm lại thâm hậu đến vậy. Nếu anh không có sinh mệnh nguyên lực thì lúc này đã không thể cử động được, mặc người chém giết. Tên Vũ Phạm đã đuổi tới gáy bẩn bảo anh khoanh tay chịu trói rồi bay tới bay lui đuổi theo Tần Vũ. Hắn ta đã đuổi kịp chặn đầu, sau đó anh dùng thiên huyễn chỉ tấn công hắn. Mặc dù nam chính đã đưa khí tức linh hồn thu vào trong lưu tinh lệ, cho dù là Vũ Hoàng cũng khó nhận ra động thái của anh, vậy mà kẻ này lại có thể tìm ra. Nhớ lại khi nãy anh đã đoán ra được là do thiên phản ấn quyết của Vũ Phạm, kể cả sức mạnh hắc động của anh cũng không thể tẩy trừ. Sau đó anh dốc sức tấn công hắn nhưng lại không thể làm tên này bị thương, mà ngược lại anh còn bị hắn khống chế. May mà anh nắm được vực nên đã thoát ra được, mau chóng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát được, anh vẫn bị hắn bắt giữ. Đúng lúc này Thanh Đế Tiền Bối đã ngăn lại bảo Vũ Phạm chuyển lời cho Vũ Hoàng ở địa bàn của ông thì đừng hòng động đến Tần Vũ. Còn việc Ngọc Thanh Tử hoành hành ngang ngược bị giết chết cũng là tự hắn rước lấy. Sau đó Thanh Đế Tiền Bối mời nam chính đến Nguyệt Nha Loan tâm sự. Anh vừa đi đến thì Tùng Thạch đã được sư tôn sai tới tiếp đón Tần Vũ. Anh cảm nhận được người này lại là tiên đế cấp 7, thực lực ngang với Chi Bạch. Ở bên này Thanh Đế Tiền Bối đang thổi sáo chiêu chiêu thì đồ đệ đã đưa Tần Vũ tới. Anh cảm tạ ông đã ra tay tương trợ. Ông mời anh tới uống trà, không thể ngờ được loại trà này lại có thể an thần bổ khí. Thanh Đế Tiền Bối nói hai tên Phong Vũ và Tuyết Thiên Nhai đều là những kẻ tự cao. Một tên dựa vào thực lực đứng đầu tiên giới, còn một tên thống lĩnh huyết ma đạo. Ông không ngờ anh bị bọn chúng nhắm tới mà có thể bình an vô sự chạy trốn đến đây. Khi nãy thấy ông ra tay cứu anh, Tần Vũ thấy thực lực của mình vẫn kém xa. Anh có thể chạy thoát đến đây thực sự là may mắn. Sau đó Thanh Đế dẫn nam chính đi gặp vài người bạn của mình, đó là Ngê Hoàng và Long Hoàng. Cả hai người đều là yêu đế cấp 9, chỉ dựa vào khí thế đã khiến Tần Vũ không có sức chống trả. Sau khi gặp các tiền bối, anh cùng Long Hoàng nói chuyện, ông biết anh là huynh đệ với con trai vô danh của mình liền bảo anh gọi ông là bá phụ. Rồi nhắc anh nếu gặp con trưởng vô hư của ông thì có thể gọi hắn là đại ca. Có vẻ đã gặp đúng cả Long Hoàng cùng Tần Vũ mang rượu ra giải khát. Sau đó mọi người cho anh biết tiên ma yêu giới có một nơi đặc biệt gọi là ám tinh giới, trong đó có tam đại chủ quân đứng đầu. Phân ra thành kim hình quân, hắc diễm quân và bạch huyền quân. Tam đại chủ quân đó lần lượt đại diện cho ba truyền thừa khác nhau của ám tinh giới. Trong đó kim hình tông của kim hình quân có sức mạnh lớn nhất. Đang nói chuyện thì Ngân Hoa lão lão đã đến, bà không thấy họ đánh cờ biết ngay là Long Hoàng lại chơi ăn gian toàn không nhận thua. Quay sang bên Tần Vũ, bà thấy anh đúng là một thiên tài không tầm thường, động tĩnh anh gây ra không nhỏ. Lão lão dặn anh phải tu luyện nghiêm túc, dù ở nơi nào có sức mạnh mới có quyền lực. Bên ngoài Bích Ba Tinh, Vũ Hoàng đã đi đến đòi người cơ, mà Tần Vũ đang là khách của Thanh Đế nên ông không chịu đưa ra. Đến khi lão lão bảo ông đồng ý yêu cầu của hắn thì ông đành phải chuyển Tần Vũ đi xa khỏi Bích Ba Tinh. Thấy vậy Vũ Hoàng cũng nhanh chóng rời đi. Bọn chúng đã bố trí người để bắt Tần Vũ. Ở bên này Thanh Đế thắc mắc tại sao lão lão lại bảo ông đưa Tần Vũ đi. Thì ra bà muốn Tần Vũ phải rèn luyện nhiều hơn nên mới để anh rời đi, mong sau lần này anh ta có thể sớm đạt được mục tiêu. Tần Vũ có pháp bảo bảo vệ nên anh sẽ an toàn. Phía Tần Vũ anh vừa chuyển đến thì đã có 22 tiên đế chăm sóc anh. Nam chính xuất chiêu công kích rồi mau chóng bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy anh ẩn nấp linh hồn rồi triệu hồi khôi lỗi đánh lừa bọn chúng. Tưởng rằng sẽ trốn thành công, ai ngờ lại gặp huyết ma đế phía trước. Sau đó Phong Vũ bay tới cũng muốn bắt Tần Vũ. Không ai chịu nhường ai nên đã oánh nhau, nhân cơ hội này Tần Vũ nhanh chóng chạy thoát đến Tiêu Hoàng Tinh. Bọn họ biết nam chính mang bí mật nghịch ương cảnh nên cả hai bên quyết định hợp tác bắt anh lại.
Không muốn lãng phí thời gian, hắn đã dùng ma đạo huyết nộ. Phía Tần Vũ Anh tỉnh lại, biết được nơi này đa số là phàm nhân đang hỏi chuyện thì bất ngờ công kích trên trời rơi xuống. Thôn dân đều chết hết, anh cứu được đứa trẻ. Lúc này bọn chúng đã đuổi đến, anh lập tức trốn vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Đám người huyết ma đế cùng Vũ Hoàng vì muốn đoạt bảo vật nghịch ương cảnh và mê thần đồ quyển nên đã ra lệnh cho tiên đế bày tỏa nguyên luyện hỏa trận. Tại Thanh Phong Vũ Tiên Phủ lúc này thiên hỏa nóng rực truyền vào tiên phủ nên anh phải tiến vào Khương Lan Giới. Ở Khương Lan Giới tầng thứ nhất, anh thấy bọn chúng muốn dung luyện cả tinh cầu. Sau đó anh đã đem Thanh Vũ Tiên Phủ chuyển đến Khương Lan Giới rồi dặn cô chăm sóc đứa bé, còn anh sẽ bế quan tu luyện. Ở bên ngoài bọn chúng thi triển các chiêu thức cũng không thể phá được lớp phòng ngự của Khương Lan Giới. Phía Tần Vũ sau 200 năm cuối cùng anh cũng đạt tới Hắc Động hậu kỳ, anh cảm thấy mình có thể mở ra tầng thứ 3 của Vạn Thú Phổ. Sau đó hai vị yêu đế cấp 7 và một vị yêu đế cấp 8 xuất hiện. Trong đó gặp được hai người quen là Ốc Lam và Dã Cù, người còn lại là Ngao Vô Hư, yêu đế cấp 8 chính là ca ca của Ngao Vô Danh. Ở bên này Vũ Hoàng không thể phá được lớp phòng ngự của Khương Lan Giới nên đã đến tìm Huyền Đế giúp đỡ. Phía Tần Vũ Anh thắc mắc nghịch ương khi đó có bọn họ bảo vệ sao vẫn bị Vũ Hoàn Huyền Đế ép đến nông nỗi này, thậm chí là phải mất mạng. Thì ra Ngao Vô Hư lập thể ước với nghịch ương tiên đế, khi nguy hiểm tới tính mạng hắn mới xuất hiện bảo vệ. Nghịch ương chỉ có một cơ hội ra lệnh cho Vô Hư để trao đổi, đến lúc đạt đến thần giới nghịch ương phải giả trừ trói buộc linh hồn của Vô Hư. Ba người biết được Khương Lan Giới thời gian trôi nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Sự thần kỳ của Khương Lan Giới đã khiến bọn họ hứng thú, đã làm giao dịch trợ giúp Tần Vũ đổi lại họ sẽ tu luyện ở đây. Bên ngoài Vũ Hoàng hợp lực cùng Huyền Đế tấn công đến Khương Lan Giới. Lúc này Ngao Vô Hư biến ra bản thể huyết long xông tới. Vũ Hoàng tấn công cơ mà lại bị anh phá giải rồi phân ra thành 4 con rồng bay tới xử lý bọn chúng. Vũ Hoàng cùng Huyền Đế không phải đối thủ nên đã mau chóng bỏ chạy, để lại một mình Tuyết Thiên Nhai. Sau đó Ngao Vô Hư đứng một bên quan sát Tần Vũ chiến đấu, hắn đã bị thương nên lúc này không phải đối thủ của anh. Hắn liên tục bị ăn hành, vội vàng thi triển huyết nhiên độn bỏ chạy. Sau khi xử lý xong Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai, anh đi đến Hoàng Thạch Tinh. Lúc này trong tử lâu Tần Vũ nghe được đám người bàn tán về mình. Tiếng tăm của anh đều lan truyền khắp tiên ma yêu giới, ai cũng đều biết. Lúc này anh đang không biết phải làm thế nào để liên hệ với Mông Hoành thì tiểu nhị đi tới nói trên Hoàng Thạch Tinh có một bí trận truyền tin. Theo như lời tiểu nhị nói, anh đã đi đến Hoàng Thạch Cung xin mượn bí trận truyền tin. Lúc này Thạch Phong yêu chủ cấp 9 đi tới, thấy nam chính là đế cấp cao thủ lại còn được nhận thù lao của anh nên đã giải trừ cấm chế rồi mở ra thông đạo. Anh đi vào trong, trước mắt là bí trận truyền tin, sau đó anh liên lạc với Mông Hoành biết được tin tức của Hầu Phí nhưng cần anh tới Thúy Vân Tinh. Bởi vì sự tiện lợi của bí trận truyền tin, Tần Vũ muốn dùng một món pháp khí đổi lấy pháp trận truyền tin. Trong lúc Thạch Phong còn đang lưỡng lự thì Tần Vũ đã mang ra cây rìu chiến tiêu khí cực phẩm. Thấy giao dịch này quá hời nên hắn đã đồng ý, sau đó nam chính lấy pháp trận truyền tin rồi rời đi. Anh đi tới Thúy Vân Tinh gặp được Man Cản. Sau bao năm không gặp, hai người bắt đầu giao lưu vài chiêu đánh qua đánh lại thì sư huynh vẫn không thắng nổi sư đệ. Man Cản không ngờ đệ đệ đã đạt tới thực lực này. Sau đó Tần Vũ còn gặp được ba huynh đệ họ Sử ở tiên phủ tùy thân, từ khi tin Vô Hư hiện thân truyền tới Ngao Vô Danh đã ngơ ngẩn mất hồn. Hắn lo lắng Ngao Vô Hư tính tình bướng bỉnh lại có oán thù với Long tộc khó có thể tha thứ. Lúc này Phụ Hoàng cũng đi tới nói về chuyện của Ngao Vô Hư rồi cả ba quyết định cùng nhau đi tìm anh ta. Tại cung điện Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Hoàng xuất hiện khí thế hoành tráng. Sau khi gặp được Tần Vũ, ông cũng thán phục vô cùng. Nhớ lúc đầu khi Man Càn đến phàm nhân giới anh vẫn còn đại thành kỳ mà giờ đã là cao thủ cấp đế rồi. Ngưu Ma Hoàng cũng nhắc Man Càn tranh thủ tu luyện. Sau đó Tần Vũ hỏi về tin tức của nhị đệ Hầu Phí thì biết được hắn đang ở cấm địa truyền thừa của tộc Viên Hầu. Đó là nơi chiến đấu để ngộ đạo tu luyện, ở đó có thể khiến năng lực chiến đấu thăng cấp vùn vụt. Long Hoàng và Bằng Ma Hoàng sở dĩ lợi hại là vì họ có bảo vật truyền thừa. Nể tình lúc ở phàm gia anh đã từng cứu Man Càn nên ông quyết định sẽ đưa anh đến cấm địa truyền thừa. Ngưu Ma Hoàng đã liên hệ Đại Viên Hoàng Tôn Viên, hắn cũng biết anh là đại ca của Hầu Phí nên hắn đã đồng ý cho Tần Vũ vào cấm địa truyền thừa tìm Hầu Phí. Sau đó họ quyết định sáng mai xuất phát. Lúc này Tần Vũ nhờ Mông Hoành tìm tin tức của Tiểu Hắc rồi nhờ Man Càn chăm nom Trịnh Trung. Hôm sau Ngưu Ma Hoàng dẫn Tần Vũ đi đến cấm địa viên tộc, đường xa xa xôi nên ông sẽ bảo vệ nam chính. Bay mãi cuối cùng cũng tới trước mắt họ là cấm địa truyền thừa của tộc Viên Hầu. Bên ngoài cấm địa, Đại Viên Hoàng sử dụng Thanh Tâm Phong đưa Tần Vũ cùng Ngưu Ma Hoàng vào trong. Đám cát vàng bên ngoài cấm địa truyền thừa là toái kim lưu của vũ trụ đã được tiền bối tộc Viên Hầu luyện hóa. Do đó Kim Tình Thạch Hầu và Hỏa Tình Thủy Hầu của tộc Viên Hầu, hai thần thú cấp cao này có thể đi lại tự do. Những kẻ khác cần phải có sự hỗ trợ Thanh Tâm Phong của ông mới có thể đi qua toái kim lưu của vũ trụ đến được cấm địa truyền thừa. Nếu không sẽ bị nghiền nát trăm mảnh, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Đến cấm địa truyền thừa, Tôn Viên nói cho Tần Vũ biết Hầu Phí đang ở bên trong trải qua tu luyện sinh tử, dùng sức chiến đấu để ngộ được đạo. Cấm địa truyền thừa không giống chốn thường, suốt cả đời chỉ có 3 cơ hội đi vào đó mà Tôn Viên đã dùng hết 3 lần rồi.
Nếu anh muốn tìm Hầu Phí thì chỉ có thể tự mình đi vào bên trong. Trong cấm địa truyền thừa sẽ không thể nghe được âm thanh bên ngoài. Cuối cùng Nam Chính quyết định tự mình đi vào. Ngưu Ma Hoàng nhắc anh những việc xảy ra ở đó chỉ có thể dựa vào sức mình, không được sử dụng vạn thú phổ hay bảo vật gì hết. Tần Vũ đi vào bên trong gặp được Thanh hộ vệ, mới nói được vài câu đã lao vào oánh nhau đánh qua đánh lại, anh cũng tấn công chúng Thanh hộ vệ. Thấy vậy hắn ta thi triển tuyệt chiêu phản công lại anh, nhưng Nam Chính cũng đâu có yếu, anh liền công kích lại hắn ta. Lúc này Hầu Phí đang trị thương thì cảm giác có kẻ khác đang ở trong thí luyện nên đã sử dụng linh hồn dò xét, phát hiện Tần Vũ đang ở trong đó khảo nghiệm. Thấy thế Hầu Phí mau chóng xông vào cơ mà Thanh hộ vệ giải phóng sức mạnh quá nhiều nên cả hai huynh đệ đều bị đánh tơi tả. Trong lúc hắn ta muốn hạ gục Nam Chính thì bất ngờ một vị lão nhân xuất hiện ngăn cản. Sau khi tra xét Tần Vũ, ông biết Thanh hộ vệ đã vi phạm quy tắc cấm địa nên ông đã ra tay xử lý hắn ta. Lúc này hai huynh đệ trò chuyện thì đoán được Tiểu Hắc đang bị người truy sát, tình thế nguy hiểm nên cả hai đã quyết định ra khỏi cấm địa. Điều này khiến cho Đại Viên Hoàng nổi giận, bởi mỗi cơ hội vào đó đều rất quý giá nhưng vì tình cảm huynh đệ sâu nặng nên ông đã để họ rời đi. Trước khi đi còn đưa cho Hầu Phí pháp bảo hộ thân của mình rồi nhắc Tần Vũ mang theo chí bảo phải cẩn thận với tất cả các thế lực của tiên ma yêu giới. Hai người họ vừa đi thì Đại Viên Hoàng gạ kèo solo với Ngưu Ma Hoàng nhưng ông ta không rảnh liền bỏ đi. Phía Vũ Hoàng ông ta bế quan tu luyện, cuối cùng đã đột phá tới tiên đế cấp 9. Câu đầu tiên hắn xuất quan đã hỏi về tung tích của Tần Vũ rồi quyết định lần này sẽ một đòn giết chết anh. Tại rừng rậm Bích Mục Tinh, Tiểu Hắc cùng Bạch Linh đang bị đám người truy sát, anh ta đang cố gắng chống lại. Bên này hai huynh đệ Tần Vũ đang đi đến tộc Phi Cầm thì bị bọn người Vũ Hoàng cùng Huyền Đế ngăn lại. Ông ta vừa muốn lấy quyển mê thần đồ tặng cho Huyền Đế, vừa muốn tiêu diệt anh để không cản trở con đường tu luyện của ông. Hầu Phí lao lên mở combat thì bị đánh bay, hai tên này lại dùng chiêu cũ rích song hoàng hợp bích vô song cảnh kiếm tấn công Tần Vũ. Thấy ca ca mình bị thương, Hầu Phí nổi giận tiến vào trạng thái cuồng bạo tấn công, cơ mà thực lực lại chênh lệch quá lớn nên Hầu Phí không thể làm gì được chúng. Trong lúc Hầu Phí bị tấn công thì Nam Chính kịp thời đưa hắn vào Khương Lan giới. May cho Tần Vũ nhờ có hắc động chi lực nên anh đã giữ được cái mạng này. Hai tên này thấy anh còn sống mà tu vi lại có chút kỳ quái, nhưng nếu còn ở trong pháp trận thì anh sẽ không thể trốn thoát. Tần Vũ lập lời thề quyết sống mái với hai tên này. Vũ Hoàng đang muốn chém giết Tần Vũ thì Long Hoàng xuất hiện lao vào đánh tan hợp kích của hai người. Tiếp tục một đòn đánh trọng thương Huyền Đế, hai tên này thấy không đánh lại được mau chóng bỏ chạy. Lúc này biết được mục đích Long Hoàng tới đây nhờ Tần Vũ giúp đỡ nên anh sẽ dốc hết sức lực rồi xin phép đi nói với Vô Hư đại ca một tiếng. Sau đó Tần Vũ dẫn Ngao Vô Hư ra ngoài gặp được đệ đệ hắn vui mừng, nhưng khi nhắc đến Long Hoàng thì sắc mặt đã thay đổi. Ngao Vô Danh chạy lại bảo ông ấy vẫn luôn hối hận những việc đã làm năm đó, mong ca ca có thể tha thứ cho phụ hoàng. Lúc này Tần Vũ đi tới khuyên bảo Ngao Vô Hư, cuối cùng hắn cũng đồng ý gặp cha mình. Sau khi hai cha con trò chuyện tâm sự với nhau, cuối cùng Ngao Vô Hư cũng tha thứ cho Long Hoàng. Thấy ba người họ vui vẻ, Nam Chính cũng nhớ đến phụ thân và các vị ca ca mình, nhờ vào cảm xúc biến hóa anh bất ngờ đột phá thiên hồn tầng thứ hai. Sau khi giải quyết xong việc của Long Hoàng thì Tần Vũ cùng Hầu Phí lại tiếp tục đi tìm tung tích của Hắc Vũ. Vượt qua rất nhiều tinh hệ, cuối cùng Sử Chiến cảm nhận được vị trí của Tiểu Hắc ở Bích Mục Tinh. Không rõ vì sao mà Bằng Ma Hoàng lại phái người truy sát Tiểu Hắc, dù bị ba người đánh hội đồng nhưng Tiểu Hắc vẫn kiên trì chống trả. Trong lúc gặp nguy hiểm thì Tần Vũ và Hầu Phí kịp thời xông đến ứng cứu. Thấy bọn chúng dám đánh đệ đệ chim lắm lông của mình, Hầu Phí ra tay trả thù, nhanh chóng hạ gục một tên. Tần Vũ tiêu diệt một tên, còn tên kia vội vàng bỏ chạy. Sau đó Tiểu Hắc giới thiệu Bạch Linh cho hai người, cậu cũng sắp làm cha rồi. Tiểu Hắc kể lại chuyện từ lúc phi thăng lên tiên ma yêu giới, trong lúc cậu đang luyện công thì Bạch Linh cùng Bạch Hinh đang hái thuốc gần đó. Anh suýt làm họ bị thương, để tránh làm thương họ thì anh ngược lại làm mình bị thương. Tại Bạch gia, Tiểu Hắc được họ chữa trị rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu và Bạch Linh cũng nảy sinh tình cảm kết thành phu thê. Hắc Vũ chăm chỉ tu luyện chờ thực lực nâng cao để đưa Bạch Linh ra ngoài tìm Tần Vũ và Hầu Phí. Bỗng một ngày cậu gặp được Tông Quật, hắn hỏi dò tung tích của Tần Vũ và Hầu Phí rồi rời đi. Một đêm khác Bạch gia bị hỏa hoạn tử thương vô số. Sau này Hắc Vũ đã đổi tên thành Lưu Tinh, trốn chạy khắp nơi nhưng vẫn luôn bị truy sát. Tiểu Hắc muốn tìm bọn chúng tính sổ nhưng Tần Vũ thấy Tông Quật ân oán phân minh. Trước khi phi thăng hắn còn giết chết Dư Lương nên bảo mọi người không được manh động. Hắn là thần thú siêu cấp Kim Sĩ Đại Bằng, điểu lại ở hoàng thành của tộc Phi Cầm gần chỗ Bằng Ma Tinh. Yêu đế dưới trướng nhiều vô kể, nếu họ liều mạng xông vào không khác gì tự đi tìm đường chết. Hắc Vũ dù tức giận cơ mà cậu còn phải lo cho Bạch Linh cùng đứa con sắp chào đời, thế là Tần Vũ dẫn họ vào Khương Lan giới để ẩn tu. Sau đó Nam Chính sai Sóc Yến đi đến hoàng thành của tộc Phi Cầm điều tra tình hình của Tông Quật. Lúc này trong phòng Tần Vũ đang ngồi tu luyện, còn bên ngoài chim lắm lông đang giao lưu vài chiêu với Hầu Phí. Thời gian trôi qua, thai nhi càng lớn thì Bạch Linh càng yếu. Sóc Yến biết được nguyên nhân, người của yêu giới thần thú càng lợi hại thì quá trình sinh sản đời sau càng khó khăn. Tần Vũ đưa tạo hóa đơn cho Hắc Vũ, nó có thể cung cấp nguyên lực sinh mệnh giúp Bạch Linh.
Sóc Yến chưa điều tra được Tông Quật nhưng lại có được một tin tức liên quan đến Bạch Linh. Năm đó Bạch gia không hề bị trảm tận diệt, gốc tỷ tỷ của Bạch Linh là Bạch Hinh vẫn còn sống. Lúc này Bạch Linh vui mừng biết tin tỷ tỷ vẫn còn sống nhưng cô ấy đang bị nhốt ở Thiên Lao Hoàng Thành Hắc Ô Tinh. Sau đó Tần Vũ cùng Hầu Phí đến đó thăm dò tin tức, thấy nơi này canh gác nghiêm ngặt, lại còn có cả cấm chế do Bằng Ma Hoàng đích thân bố trí. Hai người họ xông vào cũng khó có thể cứu được Bạch Hinh ra ngoài nên đành phải tìm cách khác. Ở bên này hai người đang bàn tán về Tông Quật mà hắn với Tiểu Hắc không thủ không oán. Mà Tần Vũ thấy hắn không phải loại người lòng dạ bẩn thỉu, huống hồ hắn biết rõ sự lợi hại của Lan Thúc nên cũng chẳng dám kết thù với Tiểu Hắc. Tần Vũ quyết định sẽ thăm dò trước, có thể có chút thông tin rồi liên hệ với Tông Quật. Ở Khương Lan giới, Bạch Linh đã đến ngày sinh, còn Hắc Vũ thì đứng bên ngoài lo lắng. Bên này Tông Quật đã đi tới gặp được Tần Vũ và Hầu Phí, thấy thực lực hai người đã vượt xa hắn. Nam Chính muốn hỏi nguyên nhân Tiểu Hắc bị Bằng Ma Hoàng truy sát nhưng chưa kịp giải thích thì Tiểu Hắc đã lao đến tấn công. Thấy được trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình nên Tần Vũ đã ra tay ngăn lại để cho Tông Quật nói rõ ràng mọi chuyện. Hắn cũng không biết tại sao Bằng Ma Hoàng lại muốn truy sát Tiểu Vũ. Sau khi đem tin tức của cậu báo cáo cho Bằng Ma Hoàng, vốn là muốn tiến cử Tiểu Vũ cho ông ta nhưng không ngờ ông ta lại muốn truy sát cậu. Hôm đó hắn báo cáo Hắc Vũ là thần thú siêu cấp biến dị phi thăng từ nhân gian, lại có ký ức truyền thừa, nghe xong ông ta sắc mặt đại biến. Bằng Ma Hoàng dặn Tông Quật không được quan tâm chuyện của Tiểu Hắc. Theo lời Tông Quật nói thì họ đoán được Bằng Ma Hoàng biết rõ lai lịch của Tiểu Hắc. Sau đó họ nhờ Tông Quật giúp đỡ cứu Bạch Hinh ra ngoài, cơ mà thực lực của họ vẫn yếu nên sẽ phải chuyên tâm tu luyện, đợi đến khi tu vi có tiến bộ sẽ đến cứu người. Ở Khương Lan giới cuối cùng Bạch Linh cũng sinh thành công một bé chim giống Tiểu Hắc lúc nhỏ, tên là Hắc Đồng. Ba huynh đệ này chăm chỉ tu luyện, còn Hắc Đồng cũng tìm đến Ốc Lam chơi đùa. Lúc này ông đã đạt đến cảnh giới yêu đế cấp 8, thấy vậy Tần Vũ muốn hỏi về công pháp tu luyện cơ thể. Ốc Lam cho biết người tu luyện cơ thể mạnh nhất là người của ám tinh giới, cơ mà công pháp cơ thể mà Dã Cù tu luyện cũng không kém người của ám tinh giới. Sau đó Dã Cù muốn Tần Vũ chơi với mình 100 năm mới chịu truyền cho anh thuật luyện thể. Vậy mà anh mới đấm có một cái đã không chịu được rồi, thế mà bảo chơi 100 năm chắc nát con mẹ nó người. Thế là hắn phải mang ra ngọc diệp cho anh, trong đó có ghi chép lại trọng tâm của công pháp luyện thể của tộc khủng long cửu chuyển ám khí kim thân. Công pháp của tộc khủng long coi việc tu luyện các khớp xương toàn thân là chính, khi tu luyện đến yêu đế cấp 7 hoặc cấp 8 thì độ cứng xương khớp có thể sánh ngang với thần khí. Dựa vào sức mạnh của Lưu Tinh Lệ, anh nhanh chóng đột phá cảnh giới tiền kỳ bước vào trung kỳ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy, ngoài đồng hơn 500 năm trôi qua anh đã đạt đến tầng thứ 5. Lại thêm 500 năm nữa chim lắm lông đã đạt đến yêu đế cấp 5, còn Hầu Phí đã là yêu đế cấp 6. Tần Vũ đã đạt đến tầng thứ 3 thiên hồn, khiến hai sư đệ không thể thăm dò được cảnh giới của anh. Sau 1000 năm trôi qua thì Hắc Đồng đã trở thành cô gái xinh đẹp. Giờ cũng đã đến lúc đi cứu Bạch Hinh, Nam Chính mau chóng liên hệ với Tông Quật. Ở bên này trong lúc Bạch Hinh gặp nguy hiểm thì Tông Quật đã xuất hiện giải cứu, dẫn cô ra ngoài tới chỗ Tần Vũ. Đột nhiên hai tên thuộc hạ Bằng Ma Hoàng xuất hiện, đều là yêu đế cấp 8, nói được vài câu hai bên lao vào chiến đấu. Tần Vũ cảm nhận được Bằng Ma Hoàng đang tiến đến liền gọi Hầu Phí và Tiểu Hắc cùng anh tiến vào Khương Lan giới để bảo đảm an toàn. Sau đó Bằng Ma Hoàng đi tới trách tội Tông Quật rồi ra lệnh áp giải hắn vào đại lao. Trở lại Khương Lan giới, Tần Vũ không ngờ Bằng Ma Hoàng lại trở về nhanh như vậy. Hóa ra hắn ta nhờ vào chiếc hoàng quan trên đỉnh đầu nên tốc độ nhanh gấp 3 lần, lực công kích cũng tăng lên nhiều. Lúc này Tiểu Hắc mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm Tông Quật. Tần Vũ đã phái Sóc Yến đi thăm dò tin tức, biết được Bạch Hinh bị nhốt trên đỉnh núi Hoàng Sư, đến giờ ngọ ngày mai sẽ xử tử. Nghe được tin này Bạch Linh vô cùng đau buồn, mà bọn chúng công khai chiếu cáo thiên hạ chắc chắn là muốn dụ bọn họ mắc bẫy. Biết được sẽ có nguy hiểm nhưng họ vẫn quyết định xuất phát đến núi Hoàng Sư cứu người. Sau đó ba huynh đệ cải trang thành lính canh xâm nhập vào trong giải cứu Bạch Hinh. Bất ngờ cô nàng hét lên, biết được cô đã bị người khác khống chế nên Tần Vũ dùng pháp lực giúp cô khôi phục lại thần trí. Lúc này Bằng Ma Hoàng cùng đám thuộc hạ đã tới. Thì ra trong lúc ở nhà lao Bạch Hinh đang muốn tự sát thì Bằng Ma Hoàng đi tới muốn cô trở thành linh thú của ông ta, đổi lại sẽ cho Hắc Vũ một con đường sống. Hắc Vũ nổi giận lao lên muốn lấy mạng hắn, thấy vậy Tần Vũ cùng Hầu Phí cũng xông tới góp vui. Nam Chính một mình cân hai đã nhanh chóng hạ gục Bạch Phượng, còn Tiểu Hắc bị Bằng Ma Hoàng trói buộc. Hầu Phí không may bị trọng thương được Tần Vũ kịp thời đưa vào Khương Lan giới. Lúc này Bạch Hinh bị ông ta khống chế ra lệnh giết Tiểu Hắc, may mà Tần Vũ kịp thời ngăn lại. Cuối cùng cô đã thoát khỏi khống chế, đánh lại ông ta rồi đốt cháy sinh mệnh lực của bản thân giữ chân Bằng Ma Hoàng để Tần Vũ kéo Tiểu Hắc chạy đi. Ông ta nghĩ rằng họ đã trốn vào Thanh Vũ Tiên phủ thu nhỏ, đã ra lệnh bày bố tỏa nguyên luyện hỏa trận đốt cả ngọn núi Hoàng Sư này. Theo lời của ông ta thì Hắc Vũ là hậu duệ của Ám Điện Bằng Vương Phương Sùng. Ngoại trừ tu vi còn chưa đủ thì gần như Hắc Vũ đã là thần thú biến dị siêu cấp hoàn mỹ, nên ông ta muốn nhanh chóng giết chết Hắc Vũ. Đám người Tần Vũ bay tới Lưu Lam Tinh. Việc cấp bách hiện tại là tìm được một chỗ để bố trí ổn thỏa cho mọi người, không phải lúc nào Hắc Đồng cũng có thể đi cùng họ nên Tần Vũ quyết định chọn Lưu Lam Tinh.
Sau đó anh nhờ Sóc Yến trong vòng 100 năm khống chế tinh cầu này đảm bảo an toàn cho Hắc Đồng rồi nhờ Ốc Lam tiên sinh đi theo bảo vệ cho cô bé. Phía Tần Vũ Anh ngồi trong không gian tu luyện linh hồn và vũ trụ dung hòa làm một thể, cảnh giới linh hồn của anh đã đạt tới tiên đế cấp 9. Thiên hồn tầng thứ 3 cũng chỉ kém một bước là đạt tới đại viên mãn, đến cả cứu chuyến ám kim thân cũng đạt đến cảnh giới tầng thứ 7. Cuối cùng nam chính cũng đã bước đầu lĩnh ngộ ra cảnh giới thứ 9 của tinh thần biến. Phía Vũ Hoàng sau khi bị thương ông ta không thể tu luyện, biết tin ba huynh đệ Tần Vũ bị Tông Diên truy lùng nên đã muốn liên hợp với chúng để bắt họ. Sau đó Sóc Yến đã hoàn thành nhiệm vụ của Tần Vũ giao cho. Lúc này tiên thức của anh đã bao trùm Lưu Lam Tinh, bây giờ trên tinh cầu này đã không có người của Bằng Ma Hoàng, thế là đưa đám người hầu phí tới đây. Ở phía Ốc Lam sau một hồi năn nỉ của Hắc Đồng thì ông hết cách đành phải đồng ý cho cô nàng đi chơi. Tần Vũ biết vậy nên cũng đi theo xem con bé muốn đi đâu, thì ra cô nàng mạo hiểm ra ngoài để đi chơi với trai cậu ta tên Quách Phàm là thiên yêu cấp 1 của tộc Phi Hùng. Đôi bạn trẻ đang đi chơi thì bị đám người của Ưng tộc làm phiền. Thực lực của Quách Phàm quá yếu không thể bảo vệ Hắc Đồng khiến cô phải gọi ra đại bá của mình. Tần Vũ một chiêu đã cho bọn chúng bốc hơi, để Quách Phàm được an toàn thì nam chính cho cậu ta đi cùng. Trở lại Lưu Lam Tinh, hầu phí thấy cô bé mới 100 năm mà đã dẫn trai về nhà, đúng là chiêu hay. Hắc Vũ nổi giận muốn ra tay với Quách Phàm thì Hắc Đồng ngăn lại. Bạch Linh đi tới nói đỡ cho con gái rồi cô bé dẫn Quách Phàm rời đi. Tiểu Hắc thấy cậu ta chỉ là yêu thú bình thường, lo rằng ngày sau sẽ không bảo vệ được con gái mình. Tần Vũ nói mỗi người đều có cơ ngộ và kỳ duyên, tuy thiên tư quan trọng nhưng tâm tính lại càng quan trọng hơn. Họ cũng không thể lường trước được chuyện tương lai, rồi nhắc đến chuyện đã giết ba tên yêu đế của Ưng tộc. Ở Hắc Ô Tinh, người của Bằng Ma Hoàng đã nhận được tin tộc trưởng tương lai cùng hai tên yêu đế bị sát hại nên đã quay về xử lý. Ở phía Tần Vũ, Thông Thạch nhận lệnh từ gia sư đến mời anh tới tham gia lễ ở Phong Loan Tinh. Lần này gia sư còn mời khắp thiên ma yêu giới để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, ba huynh đệ tranh thủ thời gian cố gắng tăng thực lực. Sau đó ba huynh đệ đã đi tới Phong Loan Tinh, nơi này có mấy trăm vạn người tu luyện hội tụ tại đây. Chỉ riêng tiên đế cấp 9 đã không dưới 10 người, anh đi tới gặp được Ngân Hoa Lão, Lão Đại Viên Hoàng, Nghê Hoàng và Long Hoàng. Sau đó còn gặp cả Vũ Hoàng cùng Huyền Đế, lúc này Huyết Ma Đế cũng bất ngờ trước tốc độ tu luyện của Tần Vũ. Vũ Hoàng muốn hợp lực với Huyết Ma Đế nhưng ông ta tới đây chỉ muốn quan sát Thanh Đế độ kiếp nên đã rời đi, còn khuyên hắn không nên động đến nam chính. Hai bên chuẩn bị va nhau thì Ngân Hoa Lão Lão xuất hiện ngăn cản, tiếp đó là Thanh Đế. Ông không muốn thấy cảnh chém giết, nhắc hắn ta còn tái phạm sẽ đích thân ra tay trừng trị, thấy vậy hai tên này đành ngậm ngùi rời đi. Thời gian độ kiếp đã tới, các cao thủ đứng dưới nhìn Thanh Đế bay giữa không trung. Thần kiếp tổng cộng có 3 tầng, cứ thêm một tầng lại càng khó. Thần kiếp thứ nhất giáng xuống Thanh Đế dễ dàng phá giải, tiếp theo đến thần kiếp thứ hai chính là thần hỏa hóa thú. Thần hỏa nếu chỉ công kích một lần có thể ngăn cản được thì nó sẽ tự tiêu tan, còn tiếp tục công kích cho dù là thần khí cũng sẽ bị hòa tan. Thanh Đế nhẹ nhàng hóa giải tầng thứ hai rồi tiếp tục tiến đến tầng thứ ba, lôi điện xuất hiện công kích ông ta. Đúng lúc này đám người Vũ Hoàng lại xông tới muốn giết Tần Vũ thì bị Thanh Đế khống chế. Ông đã vượt qua tầng thứ ba độ thần kiếp thành công, thì ra mấy chục triệu năm trước ông cùng ba cao thủ tiên đế khác thăm dò Mê Thần Điện lại có được một món bảo vật. Thật may hôm nay nó vừa phát huy tác dụng, đó là Cửu Nguyên Thủy Châu có công hiệu áp chế công lực chậm rãi ngưng tụ căn cơ. Lúc này Vũ Hoàng và Tông Diên cố tình nói ra Mê Thần Đồ Quyển và Vạn Thú Phổ trong tay Tần Vũ để đám người nghe được. Sau đó Tông Diên tụ tập các thế lực đưa ra kế hoạch phong tỏa lối vào của Mê Thần Điện ở phía yêu giới. Tiếp theo đám người dẫn quân đi phục kích bắt ba huynh đệ Tần Vũ, còn ba người họ trong phòng tìm cách thoát thân, thấy đám người Tần Vũ bay ra bọn chúng mau chóng đuổi theo. Thế mà lúc anh đứng lại thì chả có tên nào dám bước lên, tới khi Vũ Hoàng dẫn trước bọn chúng mới xông tới tấn công. Đám thuộc hạ này bị đánh cho tơi tả. Lúc này đám người Tiểu Đồng cũng bay tới, thấy vậy Tông Diên lao đến tấn công cô bé thì Ốc Lam xuất hiện. Không chần chừ, Ốc Lam liền sử dụng sức mạnh đẩy Tông Diên ra xa. Thấy thế hắn liền tức giận tung ra một quả cầu năng lượng nhưng lại bị ông anh chặn lại một cách dễ dàng. Thấy gặp được một vị cao nhân thì Tông Diên liền gọi ra một con chim đại bàng đuổi theo nhóm Tiểu Đồng, còn hắn té ra chỗ khác. Tần Vũ thấy thế thì gọi hai anh em mình xuống trợ giúp, nhưng thế éo nào lại bị bọn Phong Vũ ngăn lại. Lúc này con chim đại bàng đang lao thẳng về phía nhóm Tiểu Đồng, may thay Ốc Lam lại xuất hiện kịp thời ngăn cản khiến nó bay màu luôn. Tiểu Hắc sau khi thấy tên Bằng Ma Hoàng chạy đến thì liền lao lên tấn công nhưng lại bị hai bọn thuộc hạ của hắn lao vào với ý định úp sọt. Còn Tần Vũ cùng với Hầu Phí không chần chừ liền sử dụng tuyệt chiêu đấm tan mấy thằng oát con. Rồi Tần Vũ liền cho Phí Phí ra đối đầu với hai tên thuộc hạ của Bằng Ma Hoàng, còn cậu xử lý hai đứa Phong Vũ này cho. Tuy là đã bớt đi hai tên thuộc hạ nhưng Tông Diện vẫn cứ là cửa trên so với Tiểu Hắc mà thôi. Còn Tần Vũ liền sử dụng Thiên Hoan Chỉ để đối đầu với hai đứa già, rồi liền áp sát tung chiêu, cả ba va chạm nhau tung tóe cả bầu trời luôn. Tuy là đỡ được đòn tấn công của hai người đó nhưng vẫn khiến sức lực của Tần Vũ trở lên yếu đi, e rằng không thể nào thắng được. Bọn Phong Vũ nhận thấy điều đó liền sử dụng tuyệt chiêu tấn công ồ ạt anh trai nhà mình.
Tiểu Đồng thấy Tần Vũ chật vật đối đầu liền cầu xin Ốc Lam bá bá giúp cậu, nhưng ông ta ứ chịu cơ. Sau một hồi bà chị lấy nước mắt cá xấu ra thì Ốc Lam đành chấp nhận bay tới cứu giúp Tần Vũ. Bọn Phong Vũ đang định tung chiêu xử đẹp anh bạn nhà mình thì Ốc Lam sử dụng sức mạnh ngăn cản hai người lại. Thấy thế Tần Vũ liền tiến tới cảm ơn ông anh ngay, còn kịp tự dưng có một luồng sáng xuất hiện kéo Ốc Lam biến mất khỏi nơi này. Đành dẹp chuyện đó qua một bên, thấy bọn Phong Vũ đang bị thương nặng liền tới đá xéo vài câu. Nếu như không phải bọn này dòng ngó thấy trên Tần Vũ có bảo vật liền muốn ra tay ám hoán thì cớ sao cậu lại phải đấm bỏ bu các ngươi làm gì? Ông anh nhà mình thấy thực lực bọn này sau khi bị thương thì khá là cân sức với cậu lên liền đòi quyết chiến một phen. Thấy anh giai nhà mình mạnh miệng gớm, hai người bọn họ liền tung chiêu hợp lực tạo ra vô song cảnh kiếm bao vây Tần Vũ. Nhưng cái này có là gì đâu, múa ngoáy một lúc thì đã phá tan đòn đó rồi. Phong Vũ thấy thế thì liền muốn cùng Huyền Đế tạo ra một tuyệt chiêu mạnh nhất để trừ khử anh giai. Hai người liền tung song kiếm hợp bích nhắm thẳng về phía Tần Vũ. Thấy thế cậu liền dùng kiếm của mình để đối đầu. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt thì Tần Vũ đã có thể phá tan đòn đánh khiến cho hai người bị thương. Phong Vũ vì bảo vệ Hy Nhi mà lĩnh chọn một đòn của anh giai mà bị thương nặng. Thấy không còn có cách nào khác cả liền rời đi luôn cho đỡ mệt người. Thì ra người kéo Ốc Lam ra chỗ khác đó chính là Ngân Hoa bà. Bà chỉ muốn nhờ ông hãy phụ giúp Tần Vũ rồi cho rời đi. Còn bên của Hầu Phí đã chán đấm nhau thường rồi liền hóa ra to tung chiêu cho sướng khiến cho bọn chúng e sợ mà té ra chỗ khác. Xong việc Tần Vũ cùng với Phí Phí bay đến phụ giúp Tiểu Hắc ngay và luôn. Nhưng không ngờ với sức mạnh của anh bạn chim này đã có thể đấm được bàng ma hoàng luôn. Và với sự trợ giúp thêm của Tần Vũ và Hầu Phí đã khiến cho tên Tông Diện ăn lo đòn luôn. Thấy không còn cách nào khác tên này lại cong đuôi bỏ trốn. Sau khi mọi người trở về nghỉ ngơi thì Tiểu Hắc lúc này đã chịu chấp nhận cuộc tình của Quách Phàm với Tiểu Đồng và ủng hộ hai người. Đang vui VL thì Ốc Lam đi vào muốn bàn vài việc với Tần Vũ. Ở bên Phong Vũ và Hy Nhi vì đỡ đòn hộ bà chị mà ông anh bây giờ đã bị thương quá nặng khó mà sống nổi. Huyền Đế thấy thế liền muốn cứu giúp sư huynh nhưng được thế nào mà được. Phong Vũ liền đưa linh thức của mình cho cô để sau này Hy Nhi có thể làm bạn với nó. Trước lúc ra đi ông anh đã khuyên Huyền Đế rằng đừng tìm Tần Vũ báo thù làm gì, hãy sống một cuộc đời bình an rồi tan biến đi. Bà chị vì quá tức giận liền tiến tới chỗ bọn bằng ma hoàng muốn cô cùng với chúng hợp sức để đấm đám Tần Vũ, nhưng tên này cũng khuyên cô hãy tự lượng sức mình. Quá cay Hy Nhi liền té luôn, còn bọn thuộc hạ của tên Tông Diện lại lo lắng rằng rất có thể nhóm của Tần Vũ sẽ đến đây báo thù. Bằng ma hoàng liền tỏ vẻ không sợ hãi vì chỉ cần hắn phi tăng thì bọn đó tuổi con tôm. Ốc Lam gọi Tần Vũ ra đây là để nói về việc ông anh đến từ thần giới. Ông vốn chính là yêu thú thần sủng vào mấy ngàn vạn năm trước theo thần điện giáng lâm đến tiên ma yêu giới, người của tiên ma yêu giới đặt tên là Mê Thần Điện. Nó vốn chính là thần điện của một người cực kỳ ghê gớm trong thần giới, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì điện này lại bị lưu lạc tới tiêu ma yêu giới. Mê Thần Điện này nó rất có ích cho việc phi thăng thần giới của Tần Vũ lên. Ốc Lam căn dặn cậu hãy thận cận trọng. Thấy vậy Tần Vũ liền cảm ơn và hứa nhất định sẽ giúp ông trở về quê hương. Sang ngày hôm sau anh giai nhà mình đến gặp Hàn Thư để báo với anh bạn rằng cậu đã trả món nợ cho huynh rồi. Sau khi Lâm Lâm tâm sự đủ điều với Hàn Thu thì liền xin phép Tần Vũ trở về trước. Còn anh giai nhà mình sau khi nói chuyện một mình đủ ngáo khiến cho cậu nhận ra rằng Lan Thúc đang ám chỉ Lập Nhi đang ở thần giới khiến cho Tần Vũ vui sướng. Thấy thế Tần Vũ liền trở về khuyên những người còn lại tiến vào Khương Lan giới cho an toàn rồi cùng hai anh em Tiểu Hắc và Hầu Phí tiến tới Mê Thần Điện. Đang bay thì gặp được một vết sạch không gian. Sau một hồi thẩm du tinh thần thì Tần Vũ cho rằng đó chính là Mê Thần Điện rồi cùng cả hai bay thẳng vào vết sạch đó. Sau khi bay vào trong thì trước mặt mọi người là một cách cổng bát cửu tọa không trận ngăn không cho cả ba tiến vào. Tần Vũ nhận ra rằng trước đây thủ lĩnh tiên ma yêu giới cùng hội họp rằng con đường tiến vào Mê Thần Điện chỉ một vạn năm mới mở một lần, lên cậu cho rằng bọn chúng đang có ý định nhắm vào mình. Bọn họ muốn tạo ra cánh cổng này để ngăn cho anh giai nhà mình tiến vào trong, sức mạnh của nó mạnh đến nỗi mấy vị tiên đế cấp 9 cũng không thể nào phá hủy được. Nhưng Tần Vũ vì Lập Nhi không chấp nhận bỏ cuộc liền muốn cùng anh em dùng hết sức bình sinh phá hủy cánh cổng mà éo được. Thấy thế Tần Vũ liền muốn chơi thẳng cánh cò bay với bọn này luôn bằng cách gọi các anh tài tay to mặt lớn đến để trợ giúp. Nhưng sau khi cả lũ vận cơ đít hít cơ cả cơ mông dặn ra một đòn đánh tổng hợp nhưng cánh cổng vẫn cứ là đứng vững vàng như núi thế mới cay. Quả này thấy bó tay Vô Hư huynh và Dũ Cù té ngay và luôn. Tần Vũ thấy cách phá cánh cổng này quá khó khăn liền muốn tiến vào bằng cách đi qua ám tinh giới. Ốc Lam thấy thế nói rằng không phải người của ám tinh giới thì éo thể nào vào được. Nhưng nếu Tần Vũ giả mạo tu luyện công pháp của Kim Hình Tông và sử dụng năng lượng công kích màu vàng thì may thay người khác mới không nghi ngờ. Thấy hai huynh đệ của mình không thể làm được theo cách này thì Tần Vũ khuyên anh em cùng với Ốc Lam trở về Khương Lan giới, còn cậu sẽ đi thẳng tới ám tinh giới luôn. Trên đường đi Tần Vũ thấy rằng cả tinh vực này mà không thấy một bóng người nào đúng là kỳ quái mà. Sau khi đáp đất xuống ám tinh giới thì cậu cảm thấy rằng nơi này chẳng khác gì so với tiên ma yêu giới nhưng lại chẳng có vết tích của người gì cả. Thấy thế cậu liền thử tiến vào sâu hơn nữa xem có thu được gì không. Anh giai nhà mình lại phi thẳng vào một quả cầu lạ, nơi đây trọng lực của nó rất lớn khoảng gấp Lưu Lam Tinh 300 lần luôn. Đang bay thì Tần Vũ nhìn thấy một bên nọ có hai người đang va nhau lên liền tiến tới xem. Hai anh chị này lần lượt tên là Húc Tông và Tu Nhã,
thì ra thằng hèn hạ Húc Tông này chớp thời cơ Tu Nhã săn giết Kim Trúc Thú lại ra tay đánh lén. Ở trạng thái mạnh khỏe thì thằng này không phải đối thủ của cô, nhưng hắn chơi trò bỉ ổi để muốn cướp kim thạch từ tay của Tu Nhã. Thấy thằng Húc Tông đang định ra tay kết liễu bà chị thì Tần Vũ lúc này xông pha bảo vệ bà chị. Với sức mạnh của anh chàng thì liền khiến cho hắn gặp ông bà luôn. Ở ám tinh giới có tổng cộng 9 tinh vực và 3 trong số đó đã có người. Người ngoài gọi tinh cầu này là trọng tụ tinh, nhưng người của ám tinh giới lại gọi là nguyên động tinh. Số lượng trọng tụ tinh rất ít cho nên nhân khẩu trên ám tinh giới cũng không nhiều, cả 3 tinh vực cộng mà chỉ có 3.000 vạn người mà thôi. Với số lượng cư dân ít ỏi này, lên mỗi tinh cầu đều có một vị trưởng lão đế cấp đứng ra bảo vệ. Trừ việc đó ra thì 3 tinh cầu đều có một viên thánh tinh, khiến cho hơn nửa các cao thủ đế cấp trở lên của ám tinh giới đều tập hợp ở tổng bộ thánh tinh khoảng chừng 3.000 người. Sau khi biết được điều đó thì Tần Vũ cảm thấy rằng 3.000 người đó thì toàn bộ tiên ma yêu giới các cao thủ huyên tiên trở lên đều không đủ 3.000 luôn đấy chứ. Kệ mẹ thằng kia ngỏm thế nào, Tu Nhã liền tiến đến cảm ơn Tần Vũ ngay và luôn. Anh giai nhà mình thắc mắc cái thứ mà hai người vừa tranh đoạt nhau là cái gì. Thấy thế Tu Nhã liền giải thích rằng đó chính là kim thạch thuộc về kim trúc thú mà nó chỉ có ở tinh vực nguyên động tinh. Mà tinh vực nguyên động thuộc Hắc Diễm Tông, nơi đó có một loại viêm hỏa do năng tinh thể hỏa tạo thành, còn tinh vực nguyên động thuộc Bạch Huyền Tông lại có hàn băng thú trấn giữ. 3 tinh cầu này được phân chia theo tông phái Hắc Bạch Huyền Tông, Hắc Diễm Tông và Kim Hình Tông. Ở nơi này cho dù trẻ con vừa mới sinh ra đã đều phải chịu trọng lượng 7.000 cân luôn rồi. Đang nói chuyện thì có 3 con kim thú xông tới hỏi thăm hai người. Anh giai nhà mình liền chữa thương cho bà chị rồi té để cho Tu Nhã đối đầu với 3 con nó. Thấy bà chị đánh nhau mãi không xong làm cho Tần Vũ chán, liền bay thẳng đế kết liễu luôn cho nhanh rồi cho cô 3 viên kim thạch. Thấy anh giai nhà mình quá tốt lên, Tu Nhã liền mời anh bạn về làng chơi cho vui. Thấy thế Tần Vũ cũng đi luôn. Sau khi chào hỏi mọi người hết cả chiều thì Tần Vũ té ra chỗ khác đốt củi ngồi ngẫm nghĩ vài điều. Để không lộ sơ hở lên, may thanh anh giai nhà mình đã học vẹt quy tắc của ám tinh giới. Biết rằng 36 ám tinh thí luyện thích hợp cho vương cấp nhất tinh đến cấp thập bát tinh, nhưng đáng tiếc về thí luyện ám tinh nhất định phải có thân phận tinh toàn. Nó chỉ có thể lấy được từ tay trưởng lão mà thôi, đành dẹp chuyện này sang một bên. Hiện giờ Tần Vũ cần phải tu luyện công pháp Kim Hình Tông để qua mặt mọi người ở đây trước đã. Trở về Khương Lan giới, anh giai nhà mình liền bắt tay vào luyện công ngay và luôn. Ở bên khác, đám người Kim Phong của Kim Dương thôn đã đến gặp Tu Nhã để đòi món nợ vì cô dám giết Húc Tông. Hai bên thấy éo nói được liền định chơi đấm nhau thì lúc này Tần Vũ dịch chuyển đến, cậu liền kể hết toàn bộ sự thật cho mọi người, nhưng thằng Kim Phong cảm thấy phi lý vãi lều. À dám hỗ à, Tần Vũ liền sâu kỹ năng ra cho bọn nó rén hết cả vào mà chấp nhận. Đang chiêu chiêu thì Tần Vũ cảm thấy có một đoàn kim trúc thú đang lao thẳng về phía này. Với số lượng không dưới 1.000 con và còn được bonus thêm một con kim trúc thú cấp đế vương nữa khiến cho cả lũ rén hết cả vào. Số lượng con này cực kỳ thưa thớt, nhưng một khi nó đột phá thì nó mạnh gấp 2 lần với kim trúc thú vương cấp đỉnh phong, hơn nữa còn có trí thông minh cực kỳ cao. Sức mạnh của nó rất dễ khiến cho toàn bộ người của nguyên động tinh chết sạch. Thấy không còn đường lui, đám Kim Phong liền muốn khô máu với đám này luôn, nhưng thực lực của cả lũ yếu xìu VL làm cho trưởng lão phải ra tay bảo vệ cả đám. Không nói nhiều, ông chú liền tung chiêu tiêu diệt đám quái tầm thường trước rồi quay ra solo với con kim trúc thú cấp đế vương, nhưng lại bị nó cho một vả nằm sàn luôn ạ. Không ngờ con này không chỉ biết suy nghĩ mà có thể nói được tiếng người. Nó quyết rằng ngày này năm sau chính là dỗ đầu của đám người ở đây. Nói xong nó liền lao vào solo kỹ năng, nhưng lại bị Tần Vũ khống chế lại và bón hành cho nó bay màu ngay và luôn, khiến cho trưởng lão bất ngờ. Ông liền cảm ơn cậu vì đã cứu nguy nơi này. Đang nói chuyện chiêu chiêu thì bọn quái tầm thường định động thủ thì đội chất pháp từ đâu bay tới dọn dẹp sạch sẽ luôn cho nóng. Sau khi biết chuyện Tần Vũ đã cứu trưởng lão thì Văn Phong đội trưởng liền cảm tạ anh giai nhà mình rồi rời đi. Còn trưởng lão thì khuyên cậu lấy xác lẫn kim thạch của con kim trúc thú đế vương này về để giúp ích trong việc tu luyện. Khi cả hai trở về đến làng thì Tần Vũ vì sĩ gái liền hào phóng tặng kim thạch cho Tu Nhã và xác con quái thì cho trưởng lão để coi như đó là món quà gặp mặt của cậu. Sau đó cả hai tiến vào đại điện để bàn việc hệ trọng. Thì ra anh giai muốn tới ám tinh thí luyện thập bát đế cấp để tu luyện. Trưởng lão nghe thấy thế liền thắc mắc rằng thực của cậu mạnh VL mà chưa tới đó để tu luyện, đúng là thiên tài trăm năm có một mà. Tần Vũ liền muốn xin trưởng lão có thể cho tặng tinh toàn thân phận Tang Uyên Tinh cho cậu. Nghe thấy thế ông liền vui mừng muốn tặng cho cậu, nhưng cậu cần phải vượt nghiệm chứng thân phận thì mới được. Thánh Linh quy định lần đầu tiên cho tặng tinh quản thân phận thì phải trải qua kiểm tra của tinh trụ phán định cấp độ và thuộc tính năng lượng để phân biệt liệu có phải người ma giới ngụy trang hay không. Tuy có hơi rén nhưng Tần Vũ vẫn đành chấp nhận. Thấy thế thì trưởng lão liền kiểm tra ngay và luôn. Sau vài bước thì đã hoàn thành, khiến cho trưởng lão bất ngờ mà nói rằng sức mạnh của anh ít nhất cũng là cao thủ đế cấp 13 tinh. Và ông muốn Tần Vũ có thể nói chính xác rằng rốt cuộc cậu đã đạt tới 15 tinh hay chưa, nhưng anh giai nhà mình khiêm tốn chỉ không tới nhưng vẫn khiến cho trưởng lão vui mừng. Vì nếu mà Tần Vũ tu luyện chăm chỉ đạt tới cấp 15 thì đầy đủ tư cách ứng cử làm quân chủ đời sau của Kim Hình Tông luôn đấy chứ. Mà hên này bây giờ nó đang trống chỗ lên, chỉ cần anh giai nhà mình đạt tới cấp 15 thì ngồi trên đó êm đẹp luôn chứ lị.
Ông chú đang vui VL thì Tần Vũ nói rằng chuyện này hãng cứ giữ bí mật không để cho người dân biết vì cậu không muốn gây ồn ào ở đây. Thấy thế trưởng lão liền đồng ý và đưa cậu tới gặp văn phong đội trưởng để ông ấy giúp cậu di chuyển đến mê thần điện ngay và luôn. Sau khi biết thực lực của anh giai nhà mình thì văn phong liền cởi bỏ mặt nạ ra để nói chuyện cho dễ. Trên đường đi thì Tần Vũ biết được thông tin có một vị cao thủ được chọn làm kim hình quân một nhiệm kỳ chứ như không giống như những lời trưởng lão nói. Văn phong nói rằng vì ở đây truyền tin tức lạc hậu lên ông ấy chưa cập nhật được xu hướng thôi đừng lo. Đang nói chuyện thì ở đâu ra có tận hai con kim trúc thú cấp đế vương ngoi ra đòi tấn công hai người để trả thù cho đứa đệ trước đó. Nhưng bọn chúng đâu có biết rằng hai thằng bố của chúng nó đang ở đây đâu lên liền bị Tần cho lo hành khiến cho một con chết nhe răng và một con chạy trốn. Trở về Tăng Lạp thôn để chào mọi người trước khi lên đường thì trưởng lão đã đưa cho cậu một bảo vật truyền tin. Nếu cậu muốn nhờ họ cái gì chỉ cần sử dụng nó thì tất cả dân cư ở đây đều dốc hết sức giúp cậu. Xong việc Tần Vũ cùng với văn phong lên đường. Điểm đến của hai người lần này là Thánh Tinh Thí Luyện. Nơi đây chính là trạm dịch chuyển đến ám tinh luyện tập hợp gần một nửa cao thủ từ ba tinh cầu ở hết đây. Sau đó Phong Vũ liền giới thiệu rằng bên trái là 18 tòa là quán rượu vương cấp phân biệt từ vương cấp nhất tinh đến vương cấp 18 tinh. Còn bên phải là 18 tòa rượu đế cấp cũng từ nhất tinh đến đế cấp 18 tinh và tất cả nơi đó đều tiếp đãi cao thủ đến thí luyện lên Tần Vũ không phải lo. Đang nói chuyện vui thì Phong Vũ có việc gấp lên liền đưa cho ông anh bản đồ nơi này rồi cáo từ, không biết chọn cái nào lên Tần Vũ liền đi thẳng vào một quán vương cấp. Mọi người sau khi nhìn anh ra nhà mình bước vào đều hết sức kinh ngạc vì thực lực như này đáng nhẽ phải đến đế cấp chứ. Kiều trưởng lão thấy thế liền chạy đến chào hỏi anh giai nhà mình. Sau khi biết được Tần Vũ muốn tới đế cấp 15 tinh để tu luyện nhưng mọi người ở đó đều không tin, thấy thế anh giai liền lôi ra thân phận tinh toàn để chứng minh sức mạnh của mình. Thấy thế trưởng lão liền tin vội và đưa cậu đến ám tinh thí luyện. Vừa mới nhảy xuống thì trọng lực đã đè Tần Vũ nằm sàn luôn rồi. Ở nơi này cậu gặp được anh giai tên là Mạnh Long đang ở đây tu luyện, thấy thế Tần Vũ liền bắt chước anh giai ngồi tu luyện để nhanh thành tài. Sau một năm thì Tần Vũ đã có thể đứng dậy lê lết đi được rồi khiến cho Mạnh Long bất ngờ vì theo hắn biết cần phải đến chục năm thì mới có thể đứng dậy đi được đúng là quá ảo ma mà. Kể luôn sự đời Tần Vũ liền xin phép đi trước một đoạn cậu nhắm mục tiêu tiếp theo của mình là tìm ra nơi có trọng lực lớn nhất để tu luyện. Trọng lực ở đây lớn đến lỗi bắt anh giai nhà mình phải leo núi mà chật vật VL. Khi neo được xuống dưới thì Tần Vũ được chào đón bằng sự lạnh lẽo của người yêu cũ khiến cho cậu bị đóng băng ngay và luôn. Thấy vậy Tần Vũ liền sử dụng thần hỏa hộ thân nhưng vẫn khó khăn duy trì. Thấy quá khó khăn Tần Vũ liền gọi ra óc lam để tìm cách khắc phục nơi này. Được biết đây chính là nhất nguyên trọng thủy một chất lỏng có năng lượng lạnh cùng cấp với thần hỏa. Nhất nguyên trọng thủy quá lạnh đến lỗi mà óc lam muốn giúp Tần Vũ lấy ra nhưng lại bị một sức mạnh ở dưới nước làm cho tay đóng băng. Bây giờ chỉ còn có cách là Tần Vũ đến gần nó rồi dùng khương lan giới thu phục thì mới có thể được. Thế nên việc cần làm của anh giai nhà mình là tập trung tu luyện trước đã rồi tính. Cứ như thế Tần Vũ lao đầu vào luyện tập đến tận 15 năm sau thì anh giai bây giờ đã có thể chạy nhảy đi bằng hai tay được luôn khiến cho Mạnh Long bất ngờ luôn. Cùng khoảng thời gian đó Tần Vũ tập trung tu luyện tạo ra linh hồn kim đan và đúng lúc đó thì lưu tinh lệ lóe sáng rồi liên kết với kim đan giúp cậu gặp một người tên là Tả Thu Mì. Cả đời cô ta chưa từng thu nhận đệ tử bao giờ nhưng với tiềm năng to lớn của Tần Vũ thì cậu sẽ là người đệ tử đầu tiên của cô. Sau hơn 2 vạn năm trôi qua thì Hầu Phí sốt ruột không biết đại ca đang làm cái gì mà lâu vãi thì Ốc Lam liền khuyên thằng cu vài câu. Rằng ông biết Tần Vũ đang tập trung tu luyện thâm sâu lên không thể nào làm phiền cậu được. 3.000 năm sau, với sự giúp đỡ của Tả Thu Mi đã giúp cho anh giai mới lĩnh hộ được 1-2 phần. Nhưng sức mạnh lại mạnh hơn 10 lần so với trước kia đến mức cậu có thể bay được ở đây luôn. Thấy quá ngon lành rồi thì Tần Vũ liền trở về với anh em một chuyến. Sau đó cả ba liền bắt tay vào luyện tập nhưng với sức mạnh của Tần Vũ bây giờ dễ dàng né tránh rồi thi triển khi năng khiến hai đứa bái phục. Trở về nói chuyện ngâm trà chiêu chiêu. Ở đây Tần Vũ dặn dò hai thằng đệ vài điều rồi nói rằng cậu trở về đây là để mở tầng 2 thiên lan giới. Không nói nhiều Tần Vũ liền bắt tay vào làm luôn khiến cho đám đệ cảm thán rằng đại ca nhà mình quá tài. Chỉ mất một lúc thì Tần Vũ đã mở được ra tầng 2. Nơi này cậu được Lan Thúc tiến đến chúc mừng vì thành tựu vừa rồi. Ông cho rằng linh hồn của cậu đã ngưng kết thành kim đan rồi và chắc chắn do Tả Thu Mi tiền bối chỉ dạy khiến cho Tần Vũ bất ngờ vì Lan Thúc biết cô ấy. Kệ sự đời ông ấy liền muốn kiểm chứng sức mạnh của anh giai nhà mình ngay và luôn. Sau khi cả hai múa máy một hồi thì Lan Thúc cho rằng cũng không tệ nếu ở thiên giới thì Tần Vũ bây giờ xem như là đỉnh cao luôn rồi. Ông mong Tần Vũ có thể nhanh chóng mở được khương lan giới tầng thứ 3 thì lúc đó Lan Thúc sẽ nghĩ cách giúp cậu gặp được Lập Nhi. Trở về tầng 1 thì Tần Vũ liền nói cho mọi người biết rằng cậu đã hoàn toàn mở được tầng 2 được biết không gian của tầng thứ 2 bên trong 100 năm ngoại giới mới một năm khiến cho mọi người bất ngờ. Thấy thế cả lũ liền muốn đi lên tầng 2 nhưng Vô Hư huynh đã đạt đến yêu đế cấp 9 lên không muốn đi. Đành gác chuyện này sang một bên thì Tần Vũ không chần chừ liền trở về đế cấp 15 tinh để thu nhất nguyên trọng thủy lại.
Kỳ lạ thay, sau khi thu được nó xong thì đáng nhẽ không khí ở đây đều bớt lạnh nhưng nó vẫn cứ là rét đậm. Thì ra là viên châu màu vàng nằm ở dưới đáy hồ, thế lên cậu liền thu nó vào Khương Lan giới để mần mò, nhưng viên này nó khá là cứng đầu lên không tài nào chinh phục được. Thôi thì lại kệ tiếp. Vậy Tần Vũ liền dịch chuyển đến chỗ đăng kỳ thi. Ở đây sau khi người đứng đầu đã biết cậu tu luyện 3.000 năm đã có thể chinh phục đế cấp 15 tinh thì liền cho tặng cậu một lệnh bài để chứng minh cho điều đó. Anh Giai đang định té thì bị ông này ngăn lại rồi lôi ra một quả cầu có chứa tin tức của Kim Hình Quân để lại cho Tần Vũ. Ông ta nói rằng sau khi Tần Vũ đạt được đế cấp 15 tinh thì cậu hoàn toàn đủ tư cách ứng tuyển vào Kim Hình Quân đời tiếp theo để cạnh tranh ngôi vị quân chủ với một thằng nữa. Ngày hôm nay Tần Vũ bay thẳng tới lối vào Mê Thần Điện thì gặp người trưởng lão giám sát cửa vào tên là Liên Phồn. Anh Giai nhà mình đang muốn vào thì được ông ta cho biết rằng cánh cửa này đã bị ba vị quân chủ dùng bảo vật truyền thừa phong ấn rồi, lên nếu muốn đi qua thì phải xin phép ba người họ. Còn nếu phá được cánh cửa này thì ba vị đó sẽ tuyệt đối không truy cứu mà tuyên dương anh Giai nhà mình luôn. Thấy thế cậu liền thử dùng một kích của mình xem sao, nhưng chỉ khiến cho cánh cửa rung chuyển nhẹ. Nhưng thế là quá bá đạo rồi, vì đến lỗi ba vị quân chủ sử dụng một kích mà không còn được như thế thì vẫn cứ là bá đạo. Thấy không còn cách nào khác, Tần Vũ liền quyết đi xin lệnh bài của ba vị đó để mở phong ấn. Anh Giai nhà mình phóng đến Thánh Sơn để kiếm mọi người chào hỏi. Đang mải ngắm thì Văn Phong xuất hiện để đưa cậu đi gặp Kim Hình Tông quân chủ tạm thời. Ông anh thấy Tần Vũ khá là điển trai còn mạnh nữa lên rất vui mừng chào đón cậu. Không nói nhiều, anh Giai nhà mình muốn nhờ quân chủ ra tay giúp đỡ mở cánh cửa của Mê Thần Điện, chứ chờ nó mở thì mất mịa 3 vạn năm sau thì đúng là mòn cả đít luôn. Kim Hình Tông quân chủ thấy thế thì nói rằng nếu cậu đồng ý trở thành cung phụng thì ông ta sẽ giúp cậu. Thấy vậy anh Giai liền đồng ý vội thì được quân chủ đưa lệnh bài ngay và luôn. Nhưng vẫn chưa xong, ở đây Tần Vũ vẫn phải xin 2 lệnh bài của Hắc Diệm Quân và Bạch Huyền Quân nữa thì mới mở được phong ấn. Trong lúc chờ 2 đại tướng đó đến đây thì Tần Vũ biết rằng trong truyền thừa điện có một bí mật lớn nói về bảo vật truyền thừa khi nhận chức quân chủ. Đang chiêu chiêu thì 2 đại ca là Hắc Diễm Quân và Bạch Thường Quân đã đến. Sau khi 2 ông anh kiểm tra Tần Vũ thì thấy rằng cậu rất có năng lực để làm quân chủ đời tiếp theo, nhưng bọn họ vẫn không muốn đưa hàng nóng cho cậu. Thấy thế Tần Vũ liền xin phép quân chủ và Văn Phong hẹn 2 ông anh kia ra chỗ khác bàn bạc. Tần Vũ liền lôi ra chiếc nhẫn của Nghịch Ương khiến cho 2 người bất ngờ. Tần Vũ liền nói rằng cái này là Nghịch Ương Tiên Đế tặng cho cậu, nhưng tiếc rằng người đó đã không còn. Anh ta từng có di ngôn rằng 2 người này có giao tình tâm đầu ý hợp với hắn, nên hy vọng có thể nể tình nhẫn Diễm Huyền mà giúp Tần Vũ một lần. Thì ra hồi xưa Nghịch Ương Tiên Đế đã một mình solo kỹ năng chấp 2 người họ và thắng một cách áp đảo. Để đảm bảo tình bạn của 3 người lên, Hắc Diễm Quân và Bạch Thường Quân đã tặng cho anh ấy chiếc nhẫn để chứng minh cho điều đó. Còn Nghịch Ương Tiên Đế vì trong lúc đang đi dạo ở Mê Thần Điện đạp trúng một con trùng độc mà ngỏm, đúng là ấu dề quá mà. 2 vị quân chủ sau khi nghe xong điều đó thì không tin vào mắt mình vì người đánh bại họ bị ngỏm theo cách như vậy. Nhưng đành dẹp chuyện này sang một bên, vì 2 anh Giai nể tình cảm bạn bè với Nghịch Ương lên liền đồng ý giúp cậu tiến vào Mê Thần Điện. Sau khi 3 ông anh quân chủ tập hợp lại với nhau liền kết hợp lại tạo ra một thẻ lệnh bài VIP Pro cho Tần Vũ tiến vào Mê Thần Điện. Sau khi Tần Vũ có được nó liền cảm tạ mọi người rồi tiến thẳng về phía cánh cổng. Sau khi sử dụng lệnh bài thì anh Giai nhà mình có thể đường đường chính chính bước vào trong luôn. Trên đường đi có một dải ánh sáng chỉ đường cậu đi đến phòng sủng vật. Sau khi hỏi Ốc Lam thì cậu biết rằng nơi này giống như phòng chăn nuôi sủng vật của Mê Thần Điện. Và hơn nữa căn phòng này chính là nơi mà Ốc Lam cùng với Giả Cù bị giam nhốt rồi được Nghịch Ương cứu giúp thoát ra. Thấy thế anh Giai nhà mình liền mở cửa rồi dùng Khương Lan giới hút mấy con sủng vật vào rồi tiến thẳng vào trong khám phá. Tiến vào trong thì Tần Vũ thấy được chữ khắc lên bia đá nói rằng nếu có người vào được đây thì coi như là cơ duyên, lên tất cả những vật để lại ở Mê Thần Điện này thì cậu đều có thể lấy. Thấy thế anh Giai liền định sờ vào thì đống hàng xịn này chỉ có thể nhìn thấy mà không cầm nắm được gì cả, đúng là mấy lão thần thích trêu đùa tình cảm người quá mà. Vì cay lên Tần Vũ bay lên phiến đá rồi cầm kiếm muốn phá vỡ nhưng không được. May thay lúc này có một linh hồn tên là Sa Hầu Viên ra chào hỏi. Anh ta nói rằng cậu bây giờ là người duy nhất có cơ hội thu được bảo vật của thần điện. Đương nhiên để có thể lấy được đống này thì chắc chắn phải dựa vào năng lực của cậu rồi. Anh ta nói rằng thần giới là đỉnh cao của tất cả không gian vũ trụ, ở nơi đó ẩn chứa rất nhiều thần linh chi khí. Thần nhân vừa phi thăng thì sẽ bị thần linh chi khí chèn ép lên, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Cao thủ thần giới nói đơn giản có thể chia làm 2 giai đoạn, một là giai đoạn thần nhân còn 2 là thiên thần. Mỗi giai đoạn được chia làm 3 cấp trung hạ. Linh hồn và sức mạnh của thần nhân đạt được là cảnh giới kim hồn đan và thần chi lực, còn của thiên thần là cảnh giới linh hồn hóa anh và thiên thần chi lực. 2 loại mà Sa Hầu Viên nói chỉ là cấp độ thường thấy, còn anh ta là cảnh giới thượng bộ thiên thần. Tần Vũ cứ tưởng ra phả sức mạnh thế là đầy đủ, nhưng trên còn có thần vương hoàn tầm nắm giữ pháp tắc không gian. Còn nếu thần vương có thể lĩnh hội được đầy đủ được thời gian và không gian thì chính là thiên tôn. Hàng này có thể hủy diệt thiên địa cũng như hồi phục lại nó. Cho dù linh hồn bị diệt nhưng nếu vẫn còn chân linh thì vẫn cứ là sống lại như bình thường. Sa Hầu Viên nói rằng nếu muốn giết được đám này không cần phải chuyên tâm tu luyện dài hơi mà chỉ cần có một con vũ khí hàng nóng là có thể vượt cấp giết thần được rồi.
Mà ông anh này chính là người luyện ra những con hàng đó rồi liền ra tay thử vài chiêu cho Tần Vũ khâm phục luôn. Anh ta coi rằng cuộc gặp mặt của hai người coi như là có cơ duyên nên ông anh sẽ không thể để cậu ra về tay không được, rồi dịch chuyển vứt cậu vào một nơi oái ăm. Ở nơi này sau một hồi chật vật với cảnh vật nơi đây thì Tần Vũ đã có thể phá tan được mộng cảnh gặp được Sa Hầu Viên. Anh ta thấy cậu rất có thiên phú, phát triển rất tốt lên liền cho cậu cây thương của mình rồi rời đi. Ở đây Tần Vũ gặp được A Phúc, người quản gia của Mê Thần Điện, và được biết tên cây thương này chính là Tàn Tuyết. Ông nói rằng cậu đã được Sa Hầu Viên triệu kiến, đồng thời thông qua khảo nghiệm trận đạo thì cũng coi như là người thừa kế duy nhất của chủ nhân ông. Nói xong ông liền đưa cậu tới Luyện Hỏa Điện, chính là nơi mà Sa Hầu Viên bình thường luyện khí để chiêm ngưỡng, vì bây giờ cậu ta vẫn chưa thể mở được. Sau đó ông đưa cậu tới Khí Vật Điện, bên trong nó chứa những thần khí và đặc biệt hơn hết chính là 9 viên Tử Nguyên Hỏa Châu. Nó chính là hỏa châu do thiên địa thanh én thành, là Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo. So về mức độ hiếm có thì Tàn Tuyết vẫn cứ hơn, nhưng 9 viên này đã được Sa Hầu Viên luyện thành rồi nối thành một thể, đồng thời trở thành chỗ hạch tâm của Mê Thần Điện. Nếu cậu có thể luyện hóa được 9 viên này xong thì Tần Vũ sẽ trở thành chủ nhân của Mê Thần Điện và có thể mang nó theo bên mình. Bước đầu để đạt được điều đó thì cần phải mở được cánh cửa, nhưng sau khi anh giai nhà mình vẫn cơ đít hít cơ mông thì chỉ nhấc lên được một tí. Sau khi thẩm du tinh thần thì A Phúc nói rằng chỉ cần Tần Vũ tăng sức mạnh của mình lên gấp 3 lần thì sẽ mở được nó. Sau đó cả hai tiến vào trung chuyển điện thì A Phúc nói rằng những cây cột này có khả năng giúp cho người sử dụng dịch chuyển đến vũ trụ khác. Và hàng nóng này cũng đều là do Sa Hầu Viên dồn bao nhiêu công sức mới chế được ra. Đang mải ngắm nhìn thì cậu thấy Tử Huyền Tinh lên liền xin Phúc Bá cho cậu dịch chuyển đến đó, vì nơi này từng là nhà của mình hồi ở phàm nhân. Thấy anh giai nhà mình có cảm giác nhớ nhà thì A Phúc liền cho cậu tiến vào đó. Sau một hồi đi dạo chiêu chiêu thì Tần Vũ nhận ra rằng nơi này khi trải qua hàng vạn năm thì nó đã thay đổi triều đình liên tội, và khoảng thời gian bây giờ là thời đại của Dận Đế Quốc. Sau khi biết hết những điều này thì Tần Vũ thắc mắc rằng không biết Tần gia bây giờ đã như thế nào. Lên liền tìm Tiểu Mặc để giúp cậu đi thăm con cháu Tần gia ở đâu thì biết được rằng nơi đó đang gặp nạn. Sau khi gặp được lại nhị ca thì cả hai liền ngồi tâm sự vài điều. Thì ra Tần gia đang gặp loạn là đám đạo trích của Bằng Ma Đảo dám làm trái di mệnh của Liên Sung, muốn chiếm cực phẩm tiên khí mà Tần Vũ để lại. Thấy Tiểu Mặc tự trách móc mình rằng đã không đủ mạnh để bảo vệ được tiên khí thì liền an ủi thằng đệ và nói với nhị ca rằng nhất định sẽ không để bọn nó làm loạn nữa. Anh giai nhà mình thắc mắc rằng sau khi phụ thân và đám đại ca sau khi phi thăng thì không biết họ đang ở đâu, nên muốn nhờ nhị ca giúp. Anh ta liền nói rằng để biết điều đó thì cần phải nhờ Tử Dương Môn giúp đỡ, khiến cho anh giai nhà mình bất ngờ. Đường đường là đối địch của nhau nên không thể nào có chuyện giúp tay không được, chắc hẳn ẩn sâu bên trong là có vài điều mờ ám. Sang ngày hôm sau, Tần Vũ liền tiến tới Tử Dương Môn thăm hỏi thằng cầm đầu vài điều. Sau khi thấy anh giai mình có sức mạnh vô cùng bá đạo thì tên này liền khai ra tất cả mình biết cho cậu. Tần Vũ sau khi biết được phụ thân và anh em của mình ở Ngư Dương Tinh lên liền rời đi. Trở về Tần gia, Tần Vũ vì muốn giúp nhị ca vài gánh nặng lên liền cho kiếm tiên khôi lỗi cho ông anh. Nó tương đương với hạ phẩm thiên thần khí, có thể nói với sức mạnh này thì vô địch thiên hạ luôn. Tần Vũ khuyên nhị ca rằng con hàng nóng này lên chỉ để cho mấy vị trưởng lão biết và không được truyền qua ngoài, đến khi nào bất chắc hãy dùng để bảo vệ Tần gia. Để cho chắc ăn thì Tần Vũ bảo anh mình gọi thằng mà đang tu luyện tinh thần biến của mình đến đây để gặp mình. Chào hỏi xong, anh giai liền tặng cho nó chỉ dẫn tâm ấn công pháp để hắn có thể bảo vệ Tần gia một cách an toàn. Xong việc thì Tần Vũ liền chào nhị ca rồi trở về trung chuyển điện. Anh giai muốn mời ông về cả Tạo Thanh Vũ tiên phủ để bảo vệ người nhà của mình, vì cậu lo rằng sau khi trở về thần giới thì Tần gia vẫn có thể gặp nạn, lên muốn ông bố trí cấm chế phòng ngự ở trong tiên phủ để bảo vệ Tần gia. Thấy thế, A Phúc liền đồng ý. Sau khi Thanh Vũ tiên phủ được ông cải tạo xong thì tiên đế cấp 9 coi như là tuổi tôm với phong ấn này. Xong việc, anh giai nhà mình bay thẳng đến tiên ma yêu giới để báo thù. Để trả hận, anh giai liền sử dụng Tàn Tuyết tấn công phá tan trận pháp của 72 thằng ngu đế cấp tạo ra. Sau khi phá xong thì có mấy thằng từ bên trong chui ra ngoài. Thằng tóc đỏ vui mừng vì mới chui được ra ngoài lên liền tiến đến cảm ơn Tần Vũ. Hắn tên là Ngộ Long, tên này gặp khó ở ma đế cấp 6 nhiều năm, nhưng với đòn tấn công của Tần Vũ đã giúp hắn lĩnh hội được nhiều điều, chỉ cần trăm năm nữa là hắn sẽ đạt được cấp 9. Tần Vũ cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi liền rời đi, kệ Ngộ Long thích cảm kích kiểu gì cũng được. Lúc này Tần Đức cùng với Phong Ngọc Tử bàn luận về người vô cùng bá đạo có thể ao trình được Vũ Hoàng và Huyền Đế xưng danh là Tần Vũ. Đang thắc mắc đấy có phải con trai đích tôn nhà mình không thì Tần Vũ xuất hiện để chứng minh cho hai ông bất ngờ. Sau khi nghe được những thành tích vô tiền khoáng hậu thì cả phụ thân và Phong Bá Bá đều vui hết sảy. Tần Vũ được biết sau khi Tần Đức và những người huynh đệ phi thăng thì liền được Huyền Đế ân cần trợ giúp cả đám. Sau khi anh giai nói hết sự thật cho hai người xem thì họ nhận ra rằng Huyền Đế làm thế là muốn dùng danh nghĩa phụ thân và những người anh em để uy hiếp Tần Vũ. Để không có gì bất chắc xảy ra thì Tần Vũ quyết đưa mọi người đến Viêm Dương Tinh nghỉ ngơi cho chắc. Sau khi đưa hai người đến địa bàn quân Lạc Vũ thì hai anh em đi dạo nói chuyện vài điều. Đang vui vẻ thì Nghiên Nhi tiến tới để nói chuyện với Tần Vũ vài điều. Thì ra bà bảo cô cùng về thiên giới lên không biết khi nào có thể quay lại đây, lên liền muốn nói cho cậu một sự thật rằng Lan Thúc mà tặng Khương Lan giới cho Tần Vũ chính là thúc ruột, còn Khương Lập chính là tỷ tỷ của mình. Đang hỏi vài điều về Khương Lập thì bà xuất hiện.
Bà nói rằng anh giai nhà mình phải thận cẩn trọng, không được để nộ Khương Lan giới cho người ngoài biết, nếu không muốn bị cướp đoạt. Còn về phần của Khương Lập thì bà nhắc thật kỹ cho cậu biết, chỉ khi nào Tần Vũ có thực lực mạnh mẽ thì lúc đấy hai người tự khắc sẽ gặp nhau. Thế nên bây giờ anh giai cần phải chuyên tâm tu luyện cái đã. Sau khi trở về Khương Lan giới, anh giai đã tập trung tu luyện đến nguyên điểm trung kỳ luôn rồi. Đang vui mừng vì sắp chạm được thần kiếp thì Thác Điểu cùng với Hầu Phí đi đến báo rằng hai người cũng sắp độ thần kiếp. Nhưng trước lúc đó thì Tiểu Hắc muốn báo thù cho mẹ mình bằng cách đấm bỏ Bu Tên Bằng Ma Hoàng. Được một lúc cả hai đã chạm mặt nhau lên liền va nhẹ, thấy đuổi mãi cũng chán lên Tần Vũ quyết sử dụng sức mạnh chói hắn đéo cho bay khiến cho hắn ré ngang. Tần Vũ liền vất thằng này vào Khương Lan giới để cho Tiểu Hắc quyết đấu. Để chắc không cho thằng Bằng Ma Hoàng đòi chạy lên, Tần Vũ xây thêm một kết giới nữa để quyết một trận sống còn. Thực lực của Tiểu Hắc bây giờ đã vượt trội hơn thằng cha này rồi. Anh quyết trả hết tất cả món nợ bằng được thì thôi, kinh thiên nhất côn tiễn thằng này về với gặp các cụ luôn. Xong việc, Tần Vũ quyết đến Kim Hình Quân để ứng cử vị trí quân chủ tiếp theo. Và ứng viên được lựa chọn đó chính là Tần Vũ. Văn Phong và tên Khương Lan, trưởng lão nói rằng ai mà được lựa chọn thì sẽ có tư cách dung hợp Kim Hình Linh Châu khiến cho Kim Chi lực tăng lên gấp 10. Đạt được điều đó rồi cho dù là thần khí thượng phẩm thì cũng chỉ như là tờ giấy mà thôi. Văn Phong biết rằng sức mạnh của mình không đủ trình để đấm nhau với Tần Vũ nên xin phép tự mình rút lui để cho hai người tự xử. Cứ như vậy cuộc chiến của Tần Vũ với tên Khương Lan diễn ra, cứ tưởng thằng này mạnh thế nào mới có sử dụng sức mạnh 1/10 thôi mà tên này yếu như sen vậy. Thấy không được, hắn liền chơi bẩn sử dụng sức mạnh của Viên Bảo Châu làm tăng thực lực của hắn lên nhiều lần, nhưng đồng nghĩa với việc bị tha hóa. Thấy thằng này không còn đường lui nữa, Tần Vũ liền dùng Tàn Tuyết đâm một nhát khiến hắn ngỏm luôn. Cứ như thế Tần Vũ đã trở thành quân chủ đời tiếp theo. Không nói nhiều, anh giai liền dung hợp Kim Hình Linh Châu với mình khiến cho thực lực tăng vọt. Sau khi sức mạnh được tăng vọt thì Tần Vũ không chần chừ đến gặp A Phúc để quyết tâm mở khí thần điện. Lần này anh chàng nhà mình đã có thể mở nó lên một cách dễ dàng làm cho A Phúc bất ngờ luôn. Như vậy Tần Vũ đã trở thành chủ nhân của nơi này rồi, cùng A Phúc đi lấy ba món Hồng Mông Linh Bảo mà Sa Hầu Viên để lại cho cậu, đó chính là Phi Tiên Thần Chu, Tỏa Thần Tháp và Đôi Tuyết Ti Thủ Sáo. Ba loại hàng này chỉ cần cậu đạt tới cảnh giới thiên thần thì có thể tung hoành ngang dọc trên thần giới luôn. Thế rồi A Phúc cùng với Tần Vũ tới Luyện Hỏa Điện xem mấy món đồ nữa. Nội bộ của nhà đá này chính là hạch tâm của toàn bộ Mê Thần Điện, bên trong nó có Luyện Hỏa Thủ Hoàn do 9 viên Tử Nguyên Hỏa Châu luyện chế mà thành. Ông muốn Tần Vũ có thể nhanh chóng luyện hóa được nó để cậu có thể chân chính trở thành người nắm giữ Mê Thần Điện. Và những quyển trục kia là 900 tập trận đạo do Sa Hầu Viên ghi lại, thứ đó chính là kỹ năng cơ bản nhất của cao thủ luyện khí mà Tần Vũ cần phải lĩnh hội được nó sau này. Không chần chừ, cậu liền quyết tâm tu luyện 9 viên Tử Nguyên Hỏa Châu ngay và luôn. A Phúc nói rằng thời gian để tu luyện khoảng tầm mấy ngàn năm là xong luôn rồi. Cứ thế 10 năm trôi, A Phúc đến gặp anh giai nhà mình thì bất ngờ vì khả năng của Tần Vũ. Anh chỉ mất từng đấy năm đã có thể hoàn thành luyện hóa 9 viên Hỏa Châu luôn rồi. Thấy thế ông liền xin phép nhận cậu làm chủ nhân ngay và luôn. Sau đó Tần Vũ liên thu Mê Thần Điện vào Khương Lan giới rồi rời đi. Ở bên khác, Tần Đức đang cùng với con trai bàn bạc vài chuyện về Tần Vũ thì Huyền Đế không mời mà đến. Bà chị đang định thể hiện uy quyền thì may thay anh giai nhà mình đi đến chào hỏi. Thấy thế bà cô mặt liền biến sắc, tỏ ra thái độ hối lỗi về việc cô cùng với Phong Vũ phối hợp xử cậu. Bà ta muốn thay lời xin lỗi bằng cách giúp cậu độ thần kiếp, kiểu giúp được gì thì giúp vậy. Tần Vũ cảm thấy rằng bà chị này đang có âm mưu gì đó nên cậu cứ đành chấp nhận trước cái đã rồi tính. Sau vài ngày thì đã đến khoảng thời gian mà Tần Vũ cùng hai người anh em độ thần kiếp, còn bà chị Huyền Đế lúc này bắt đầu lên kế hoạch trả thù anh giai nhà mình, đúng là chó quá mà. Tần Vũ cũng cảm thấy bà Huyền Đế đang định giở trò gì nên quyết sẽ cẩn thận với bà. Đạo thần kiếp đầu tiên thì Hầu Phí cùng với Tiểu Điêu xung phong lên trước để thể hiện sức mạnh với ông bạn của mình. Đúng là bạn của nam chính có khác, chỉ sau một vài đòn phối hợp thì đã dễ dàng đánh tan. Đến đạo tàn bụi tàn kiếp thứ hai thì Tần Vũ một mình xông lên đối đầu với nó. Đúng là đẳng cấp cấp bậc quân chủ có khác, dễ dàng đỡ được đòn đó khiến cho quả cầu bị phá tan luôn. Đến quả thứ ba thì Tần Vũ cảm thấy rằng uy lực lần này rất mạnh lên, khuyên hai thằng đệ để ý bà thím Huyền Đế xem giở trò gì, còn mình sẽ đối đầu với đạo thần kiếp thứ ba. Đen VL vừa mới nói xong thì ta đã ra tay để hai anh em kia không kịp trở tay luôn. May thay A Phúc đã kịp thời ngăn cản con mụ khiến cho Tần Vũ thở phào một cách nhẹ nhõm. Huyền Đế biết mình sắp chết lên quyết làm cản trở Tần Vũ đến cùng bằng cách làm cho đạo thần kiếp thứ ba trở lên mạnh hơn rồi tự động tan biến. Cho dù bọn này muốn làm khó nam chính nhà ta kiểu gì cũng đều không bỏ cuộc. Tần Vũ lôi ra kim chi lực để đỡ đòn tấn công đó. Không còn cách nào khác, đạo thần kiếp tạo ra một thanh kiếm tràn trề uy lực tấn công khiến cho Tần Vũ chật vật đối đầu. Nhưng với sự trợ giúp của hai người anh em thì đã có thể phá tan đòn tấn công đó. Cứ như thế ba anh em nhà này đã thành công độ thần kiếp một cách viên mãn. Xong việc, anh giai nhà mình đến Kim Hình Linh Châu để trả lại kim chi lực để Văn Phong làm người quân chủ tiếp theo, rồi hai người họ hẹn gặp mặt nhau tại thần giới. Sau đó Tần Vũ cùng với Tiểu Hắc và Hầu Phí trở về tiễn biệt mọi người trước khi phi thăng. Rồi cứ thế cả ba bắt đầu cuộc hành trình mới của mình ở thần giới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì cho bọn mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực để ra những video hay bổ ích nữa nhé.
bọn mình cảm ơn.